Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1961, Hỗn độn nhẫn bí mật. Tại đến trí tôn thập chuyển, bước vào ngũ trọng thiên đỉnh Phong trong nháy mắt. Giao long ngoài thành bầu trời. Đột nhiên Phong vân biến sắc, tiếng sấm rền không ngừng vang vọng ở trên bầu trời. Đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, này bảy loại màu sắc khác nhau chấp giật, tại trên bầu trời múa tung sắc trời nhất thời trở nên tối lại. Bảy loại múa tung chấp giật bên trong, toàn bộ ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Những này chấp giật chỉ là tại trên bầu trời không ngừng đan xen, cũng không hề bổ tới giao long thành một nơi nào đó. Tiêu vĩnh chiến chỗ ở trạch viện bên trong. Tiết huyền tình cùng triệu bá bọn người nhìn phía trên bầu trời, trên mặt bọn họ hiện lên tia tia vẻ hoảng sợ, chấp giật mặc dù không có bổ xuống, nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác được, nếu như bọn hắn được này chấp giật cho đánh chúng lời nói, như vậy e sợ trong nháy mắt hội hồn phi phách tán. Tại đây Linh Châu làm sao sẽ sinh ra có thể xúc động như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiên tài. Không được, ta nhất định phải đi tìm một phen. Tiết huyền tình nói ra, tiêu sứ giả, chúng ta cũng giúp người một tìm kiếm đi. Tiêu vĩnh chiến cũng không hề từ chối, vậy thì phiền phức tiết tông chủ các ngươi. Tiêu vĩnh chiến, tiết huyền tình cùng triệu bá đám người, bọn hắn lập tức bắt đầu siêu tầm dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người rồi. Mà dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người khởi xướng Diệp Thần Phong. Hắn giờ khác này nhưng vẫn là tại trong tu luyện mật thất, bởi mật thất phong bế tính mạnh phi thường, cho nên hắn đột phá lúc khí tức căn bản không có chuyển đi ra bên ngoài đến. Lần sau giữa bầu trời bảy loại màu sắc khác nhau chấp giật cũng không có bổ xuống. Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền tình đám người đương nhiên sẽ không biết, xúc động bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người liền ở trong trạch viện. Hơn nữa chính là Diệp Thần Phong. Thân ở bên trong mật thất Diệp Thần Phong. Hắn cảm thụ trong cơ thể minh mông sức mạnh, hắn nhìn xem trên cánh tay phải 10 cái tơ máu sáp nhập mà thành một cái tráng kiện tơ máu. Hắn rõ ràng cảm thấy tráng kiện tơ máu trung cực vì bành nhảy năng lượng và khí thế. Diệp thần phong thử thúc nhúc nhích một chút trên cánh tay phải tráng kiện tơ máu, hào quang màu đỏ ngòm lập tức nhanh chóng lấp lánh lên, trong cơ thể hắn khí thế bỗng nhiên thẳng tắp tăng vọt, bốn phía không khí phảng phất bạo động rồi cụ như gió, hắn thân thể dưới đáy gạch đá nhanh chóng nát tan, thực lực tuy rằng vẫn là ở niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối là tiêu thăng đến một cái khác độ cao rồi. Bây giờ 10 cái tờ máu sáp nhập thành một cái, lẽ nào về sau Diệp Thần Phong chỉ có thể thi triển thập chuyển niết bàn thực lực? không thể chỉ thi triển nhất chuyển đến cửu chuyển ở giữa thực lực. Diệp thần phong thử khống chế trên cánh tay phải cái kia tráng kiện tơ máu, hắn phát hiện mình vẫn có thể chỉ chỉ một thi triển nhất chuyển đến cửu chuyển niết bàn ở giữa thực lực. Đang sử dụng nhất chuyển thực lực lúc, diệp thần phong trên cánh tay tráng kiện tơ máu chỉ có một phần mười lóe lên, đang sử dụng nhị chuyển niết bàn thời điểm, trên cánh tay phải tráng kiện tơ máu chỉ có hai phần mười lóe lên, dùng này không ngừng loại đẩy xuống. Diệp thần phong đối với bước vào thập chuyển sau tăng lên trả là vô cùng hài lòng, đồng thời tại thực lực tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó hắn là bất tử kim thân cũng từ liên tục thi triển 11 lần, tăng lên tới có thể liên tục thi triển 13 lần rồi. Tại vừa vặn trải qua thập chuyển thời điểm, Diệp thần phong cảm giác chiến vương cường thân quyết đột phá đến tầng thứ tư, kèm theo chiến vương cường thân quyết tăng lên, cơ thể hắn cường độ khóa nhập hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Nguyên bản chiến vương nộ chỉ có thể thi triển 15 phút, bây giờ tại bước vào tầng thứ tư sau đó chiến vương nộ một chiêu này hẳn có thể kéo dài đến nửa giờ rồi. Diệp thần phong cảm giác được trong nghi tâm ba mảnh thức hải cũng biến thành càng rộng lớn rồi, mà thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi trở nên như ẩn như hiện. Bây giờ lôi đình giết một chiêu này đối với hắn mà nói giống như là gân gà, dù sao thi triển lôi đình giết thời gian quá dài, tại đối địch trong quá trình nhất định muốn có người giúp hắn kéo dài thời gian hắn mới có thể thuận lợi thi triển lôi đình giết. Thực lực tại bước vào ngũ trọng thiên đỉnh phong, niết bàn số lần tại đến 10 lần sau. Diệp thần phong không kịp chờ đợi muốn mau chân đến xem trong tiểu thế giới biến hóa rồi, dù sao mỗi lần thực lực tăng lên. Tiểu thế giới đều có phát sinh một ít thay đổi. Trong nghi tâm thần niệm hơi động, Diệp thần phong lập tức biến mất ở bên trong mật thất. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trong tiểu thế giới. Đang đột phá đến Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong, đến thập chuyển sau đó tiểu thế giới quả nhiên lại đi bốn phương tám hướng mở rộng suốt không ít, linh khí trong đó trở nên càng thêm nồng nặc, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong tiểu thế giới người đều tập trung vào mặt đông một nơi. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người tập trung địa phương. Bên trong tiểu thế giới người đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn từng cái bảy mùng tám lưỡi mà thảo luận. Chỉ thấy tại đây mặt đông xuất hiện một mảnh được ánh sáng màu trắng bao phủ khu vực, bên trong tiểu thế giới những người còn lại đã vừa mới thử qua muốn đi vào trong đó, nhưng là bọn hắn được một nguồn sức mạnh vô hình cho ngăn cản tại bên ngoài. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có tâm tình cùng người nhà Hàn Huyên, hắn cất bước hướng về ánh sáng màu trắng bên trong đi đến. Diệp Thần Phong thân là hỗn độn nhẫn chủ nhân, Hắn quả nhiên không có chịu đến bất kỳ lực cản, hắn thuận lợi đi tới ánh sáng màu trắng bên trong. Người bên ngoài đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào ánh sáng màu trắng sau, bọn hắn liền không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh rồi. Mà đi vào ánh sáng màu trắng, Diệp Thần Phong hắn quan sát tỉ mỉ tất cả xung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt khi hắn muốn đi ra ngoài thời điểm. Một đạo hắc sắc hư ảnh tại Diệp Thần Phong trước mặt chậm rãi hiện lên. Diệp thần phong thấy không rõ lắm đạo hư ảnh này tuổi tác cùng tướng mạo, chỉ nghe một đạo cổ lão thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, đúng vậy, trí tôn thập truyền, người đủ tư cách trở thành hỗn độn nhẫn chân chính chủ nhân. Diệp thần phong cao mày hỏi, ngươi là ai? Cái kia đạo hắc sắc hư ảnh nói ra, ta là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, về phần tên của ta, hiện tại đã không trọng yếu. Diệp thần phong nghe vậy, trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, Trước đó lão Bạch cùng lão Hắc đã nói hỗn độn nhẫn lai lịch, này hỗn độn nhẫn đang khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại, đó là một cái so với viễn cổ thời đại sơ kỳ càng thêm lâu dài niên đại, như vậy thân là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, đây chẳng phải là sống ở viễn cổ thời đại sơ kỳ lúc trước cái kia đã lâu thời đại. Không riêng gì Diệp Thần Phong, liền ngay cả lão Bạch cùng lão Hắc cũng cực kỳ khiếp sợ. Phảng phất là cảm thấy Diệp Thần Phong biểu tình khiếp sợ cái kia đạo hắc sắc hư ảnh tiếp tục nói, xem ra ngươi cũng biết một ít hỗn độn nhẫn lai lịch. Ta không chỉ có là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận trước chủ nhân, ta còn là sáng lập hỗn độn nhẫn người. Nắm tháng dài rằng giặc, bất tử bất diệt. Nơi này chỉ là ta năm đó phong ấn một đạo thần niệm mà thôi, vì theo đuổi chính thức vĩnh sinh, ta không ngừng tìm kiếm các loại phương pháp. Hỗn độn nhẫn đối với khi đó ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn rồi, cho nên ta đem hỗn độn nhẫn phong ấn lên, đợi đến sau này các loại người hữu duyên đến thu được. Bây giờ ta cũng đã biến mất tại đã lâu trong năm tháng rồi, bằng không ta đây bôi thần niệm thời điểm thức tỉnh, hẳn có thể cảm giác được bản thể của ta có hay không còn sống, xem ra ta cuối cùng vẫn là trốn không thoát vừa chết ha hát. Có thể đến trí tôn thập chuyển, người vô cùng tốt, năm đó ta cũng chỉ có đến cửu chuyển mà thôi, người so với ta càng có hy vọng đến sống mãi, chỉ là truy đuổi sống mãi không là một chuyện dễ dàng, không tới cuối cùng ai cũng sẽ không biết kết quả, thiên đạo luân hồi đều cũng có quy luật nhất định, muốn chạy trốn luân hồi ràng buộc lại há là đơn giản như vậy. Diệp thần phong là càng nghe càng hoảng sợ, trước mặt này đạo hắc sắc hư ảnh không chỉ có là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hơn nữa còn là sáng lập hỗn độn nhẫn người. Châu bò như vậy một nhân vật, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là trốn không thoát vừa chết vẫn là không cách nào đến sống mãi. Như vậy đến sống mãi đến cùng có cỡ nào gian nan. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên cũng rơi vào trong trầm mặc bên trong tiểu thế giới này đạo Hắc sắc hư ảnh xuất hiện, để hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại rồi. So với viễn cổ thời đại sơ kỳ còn lâu xa nhân vật, vậy cũng lấy xưng là người tu luyện tổ tiên rồi, hai người bọn họ hiện tại cũng cảm thấy trước đó chính mình quá muốn làm nhưng rồi, muốn đến sống mãi xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng yếu khó khăn. Cái kia đạo hắc sắc hư ảnh tiếp tục nói, hỗn độn trong nhẫn có ta lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo, ta tin tưởng theo dựa vào những thiên tài địa bảo này, có thể làm cho ngươi đến sống mãi càng thêm dễ dàng một chút. chương 1962, không ai tin tưởng. Nếu như hỗn độn trong chiếc nhẫn linh trúc là này màu đen hư ảnh người lưu lại, như vậy này Linh Trúc không phải chỉ trăm ngàn năm năm rồi, Diệp Thần Phong hỏi, này hỗn độn trong chiếc nhẫn thiên tài địa bảo nếu là ngươi lưu lại, bên trong tiểu thế giới kia Linh Trúc tại sao chỉ có trăm ngàn năm năm? Theo lý tới nói niên đại hẳn là yếu càng thêm lâu dài. Cái kia đạo hắc sắc hư ảnh không nhanh không chậm nói ra, tại ban đầu ta phong ấn hỗn độn nhẫn thời điểm, này hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới thời gian tự đình chỉ rồi, cho nên trong này thiên tài địa bảo năm đều đình chỉ ở ta phong ấn một khắc đó. Đương nhiên tại ngươi thu được hỗn độn nhẫn sau đó bên trong vùng thế giới nhỏ này thời gian tiếp tục lưu chuyển động, lúc trước ta cho hỗn độn nhẫn thiết trí lấy được tư cách, nhất định muốn có bát chuyển trở lên tư chất người mới có thể thu được nhẫn tán thành, đương nhiên cho dù tạm thời đã nhận được nhẫn tán thành, tương lai tại niết bàn cảnh không cách nào trải qua bát chuyển trở lên, hỗn độn nhẫn hội một lần nữa tự chủ phong ấn đây chỉ là của ta một vệt thần niệm mà thôi, ta không có cách nào giải thích cho ngươi nhiều lắm, ta đây bôi thần niệm hẳn là lập tức nhanh phải biến mất, ngươi nỗ lực tăng cao thực lực đi. Theo thực lực ngươi tăng lên, hỗn độn nhẫn rất nhiều khu vực đều sẽ giải trừ phong ấn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho ngươi rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ. Ngươi gặp được ta đây một vệt thần niệm, ngươi đã là hỗn độn nhẫn chủ nhân chân chính rồi, tại trước đó không có lúc nhìn thấy ta, ngươi chỉ xem như thay quyền chủ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị hỗn độn nhấn cướp đoạt thân phận của chủ nhân về sau chính người hảo hảo tìm tòi đi ta có thể nói với người liền nhiều như vậy câu nói sau cùng vừa dứt lời dưới cái kia đạo hắc sắc hư ảnh chậm rãi đang trở nên càng ngày càng nhạt rồi thẳng đến cuối cùng biến mất ở diệp thần phong trong tầm mắt tại đây đạo hắc sắc hư ảnh biến mất sau đó bao phủ ánh sáng màu trắng cũng đang từ từ tiêu tán Nguyên bản đứng ở ánh sáng màu trắng người bên ngoài, bọn hắn không nghe thấy ánh sáng màu trắng bên trong nói chuyện, cũng không có thấy cái kia màu đen hư ảnh. Tại ánh sáng màu trắng biến mất sau đó trong không khí trở lực vô hình cũng đã biến mất, tất cả mọi người đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn không ngừng hô ba ba, ba ba, thân thể nhỏ bé trực tiếp nhảy tới Diệp Thần Phong trong lồng ngực này ba tên tiểu gia hỏa xem ra là phi thường tưởng niệm Diệp Thần Phong rồi. Trước đó Diệp Thần Phong tại bên trong tiểu thế giới phân biệt thi triển bất khuất kiếm ý, Hàn băng kiếm ý cùng Hỏa chi kiếm ý, tại ba khối đá thượng phân biệt để lại kéo dài không tiêu tan kiếm khí. Vì để cho bên trong tiểu thế giới người thuận tiện lĩnh ngộ. Nhìn thấy Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, Diệp Thần Phong tạm thời đem hỗn độn chuyện chiếc nhẫn quên hết đi hắn nói ra, ba người các ngươi có nỗ lực tu luyện sao? Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh lại vội vàng tránh thoát Diệp Thần Phong trong ngực, Diệp Phàm nói ra, chúng ta đều có nỗ lực tu luyện. Ba ba ngươi nhìn kỹ. Diệp Phàm từ bên hông rút ra một thanh độ dài hơi ngắn kiếm, chỉ thấy từ trên người Diệp Phàm tản ra nhất cổ lạnh lẽo khí thế, điểm một chút kiếm ý ở trên người hắn tản mát ra, đoạn kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng trong nháy mắt xẹt qua, trên mặt đất để lại một vệt màu trắng kiếm ngân. Diệp Phàm đã lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, hắn bây giờ kiếm ý nằm ở cấp một tầng thứ. Diệp Phàm tại Diệp Thần Phong trước mặt khoe khoang biểu hiện sau đó Diệp Phong cùng Diệp Linh cũng không thể chờ đợi, hai người bọn họ cũng dồn dập rút ra một cây đoạn kiếm. Từ trên người Diệp Phong tản ra bất khuất kiếm ý, từ trên người Diệp Linh tản ra nhất cổ lửa nóng kiếm ý. Hai người đồng thời vung kiếm một đạo màu nâu kiếm khí cùng một đạo kiếm khí màu đỏ bạo hướng mà ra diệp phong rõ ràng cho thấy lĩnh ngộ cấp một bất khuất kiếm ý mà diệp linh nhưng là lĩnh ngộ cấp một hỏa chi kiếm ý khoảng cách lần trước diệp thần phong tại bên trong tiểu thế giới lưu lại này ba loại kiếm ý kiếm khí mới không bao lâu chứ này ba tên tiểu gia hỏa liền từng người lĩnh ngộ một loại kiếm ý xem ra này ba tên tiểu gia hỏa năng lực lĩnh ngộ không tầm thường ah Thiên Hỏa lão nhân các loại những kia trên đất huyền giới theo Diệp Thần Phong người, bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới. Hầu như cách đoạn thời gian đã bị này ba tên tiểu gia hỏa khiếp sợ một cái, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phàm ba người thiên phú tuyệt đối sẽ không so với Diệp Thần Phong yếu. Quan trọng nhất là Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh mới thí điểm lớn tiểu hài. Tại bọn hắn ở độ tuổi này, bọn hắn là có thể có bực này thực lực. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ kiếm ý, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị rồi. Tại Diệp Phàm đám người sử dụng tới kiếm ý, sau đó Diệp Thần Phong không chút nào keo kiệt khen ngợi một phen này ba cái ra. Này làm cho Diệp Phàm đám người trên mặt là lộ ra đắc ý vẻ mặt, bình thường bên trong tiểu thế giới những người khác khích lệ bọn hắn, bọn hắn luôn là một bộ không hứng lắm bộ dáng, xem ra Diệp Thần Phong người phụ thân này ở trong lòng bọn họ có tuyệt đối trí cao địa vị. Tại hai ngày sau thời gian trong, Diệp Thần Phong ngược lại là lưu tại bên trong tiểu thế giới, hắn chuyên môn giúp thời gian cùng với một cái hắn đông đảo các nữ nhân, cũng chỉ đạo một cái thiên hỏa lão nhân bọn hắn luyện khí cùng chế thuốc. Diệp Thần Phong phát hiện mỗi lần đều phải hắn đến chỉ đạo, thiên hỏa lão nhân bọn hắn luyện khí cùng chế thuốc trình độ tiến triển quá chậm, hắn nhất định muốn đi tìm một ít phẩm bậc trung thượng du chế thuốc cùng luyện khí sư tiến vào bên trong tiểu thế giới, để cho bọn họ đi chỉ điểm thiên hỏa lão nhân bọn họ. Tại bên trong tiểu thế giới dừng lại hai ngày sau, Diệp Thần Phong liền về tới trong phòng tu luyện. Lần này thực lực đột phá đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, đã tới trí tôn thập truyền, bên trong tiểu thế giới biến hóa không phải quá lớn, chỉ là kích phát rồi hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại một tia thần niệm. Bây giờ thực lực đã đột phá đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, Diệp Thần Phong không có ý định đang bế quan rồi, tuy rằng hắn muốn một lần bước vào hóa thần cảnh, nhưng như vậy đột phá đi xuống nhất định sẽ đối với hắn căn cơ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên đã yên lặng hai ngày rồi, từ khi biết được hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân sau đó hai người bọn họ phảng phất liền lâm vào một loại trầm tư. Tại Diệp Thần Phong Yếu bước ra phòng tu luyện thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm rốt cuộc vang lên, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới hỗn độn nhẫn còn có như vậy lai lịch vị tiền bối kia tại hỗn độn trong chiếc nhẫn lưu lại đồ vật khẳng định cũng không phổ thông, nhất định phải so với trăm ngàn năm linh trúc, còn có thọ linh quả vân. Vân đều phải quý giá, dù sao càng về sau, tại bên trong tiểu thế giới xuất hiện đồ vật lại càng quý giá. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, trước đó chúng ta thanh đến sống mãi nghĩ quá đơn giản rồi, về sau ngươi nhất định muốn càng thêm hà khắc tiến hành rèn luyện. Bây giờ ngươi đã tới thập chuyển niết bàn rồi, e sợ huyền châu thiên huyền thịnh điển hầu như không làm khó được ngươi rồi, cho nên ta hiện tại cho ngươi đưa ra một yêu cầu, tại huyền châu thiên huyền thịnh điển thượng ngươi chỉ có thể vận dụng đến thất chuyển niết bàn thực lực, đã đến trung châu thiên huyền thịnh điển, ngươi mới có thể vận dụng thập chuyển niết bàn thực lực. Đây là chúng ta đối với ngươi một lần thử thách. Đối với lão hắc đề nghị, Diệp Thần Phong là trực tiếp đồng ý, dù sao tại gặp được hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân sau, tâm thái của hắn cũng xảy ra thay đổi to lớn, đến sống mãi xa xa so với hắn nghĩ tới yếu khó khăn gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần. Tại bước ra phòng tu luyện sau đó Diệp Thần Phong đi tới tòa nhà trong sân, vừa vạn Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng, Lý Tín Văn Hòa Tôn Tiểu Hàm đều tại. Về phần tuyết nguyệt cốc Lâm An tuyết cùng Tô Băng Vân đám người, các nàng đi bắt tay xử lý tuyết nguyệt cốc di chuyển sự tình rồi. Mà Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền tình đám người, bọn hắn chả đang tìm kiếm hai ngày trước dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người. Dương Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hắn lập tức đi lên, hắn một mặt thần bí nói ra, Thần Phong, lúc này ngươi nhưng bỏ qua một việc lớn rồi, liền ở hai ngày trước, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bảy màu tia chấp dị tượng, hơn nữa bực này dị tượng trọn vẹn ở trên bầu trời duy trì một thiên tài tiêu tán, e sợ tại Giao Long thành phụ cận có thiên tài sinh ra. Có thể xúc động dị tượng như thế thiên tài, tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài, tuy rằng ta chưa từng thấy nọ vậy thiên tài, nhưng có thể nhìn thấy bực này dị tượng, ta cũng đủ hài lòng, đáng tiếc thần phong ngươi bỏ lỡ tất cả những thứ này a à Hai ngày trước, không phải là diệp thần phong đột phá thực lực và đến thập chuyển thời điểm sao? Hắn lập tức nghĩ tới cái kia dị tượng rất có thể là hắn đưa tới, hắn nhìn xem Dương Hạo Thiên một mặt đắc ý dáng dấp, hắn nói ra, Hạo Thiên, ca ca ta đối với ngươi nói thật, kỳ thực cái kia dị tượng là ta xúc động. Dương Hạo Thiên đám người hơi sững sờ, không bao lâu thời gian, Dương Hạo Thiên liền nói ra, Thần Phong, người càng ngày càng biết nói đùa. Trần Nguyên Hùng cùng tôn tiểu hàm cũng gương mặt không tin. dù sao vậy, chờ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền chúng liền Châu Thiên Tài cũng không cách nào xúc động. chỉ có trầm mặc ít nói Lý Tín Văn, hắn trong con ngươi vi vi hiếu kỳ, không có vẻ không tin tránh qua. Diệp Thần Phong đã sớm biết tự mình nói lời nói thật không có ai sẽ tin tưởng rồi, đối với cái này hắn cũng chỉ là cười cười một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1963, phương xa tin tức chuyển đến. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua. Tại 10 ngày này bên trong Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền tình đám người không hề từ bỏ tìm kiếm tên kia dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn họ quay đầu lại vẫn là không thu hoạch được gì, tại không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống, bọn hắn biết tìm tới tên kia thiên tài tuyệt thế tỷ lệ cực kỳ ít ỏi. Đương nhiên Thanh Nguyệt Tông Tông môn chính thức thiết lập ở Giao Long bên trong tòa Long Thành, Tuyết Nguyệt Cốc Tông môn cũng lục tục di chuyển đã đến Giao Long bên trong tòa Long Thành. Căn cứ Diệp Thần Phong mấy ngày nay từ tiêu vĩnh chiến nơi đó thăm dò đến tin tức, huyền châu tông môn đệ tử thiên tài thực lực bình thường đều tại niết bàn cảnh bên trên, linh thần cảnh bên dưới, hơn nữa huyền châu thiên tài trải qua niết bàn số lần cũng sẽ không quá mức thái quá. Hiện tại Diệp Thần Phong hiểu thêm lão hắc đối với hắn nói lên khảo nghiệm, nếu như hắn sử dụng tới trí tôn thập chuyển toàn bộ thực lực, e sợ huyền châu thiên huyền thịnh điển đối với hắn mà nói đem sẽ trở nên không có bất kỳ ý nghĩa, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn có thể đủ nghiền ép đại đa số đã trải qua tứ chuyển niết bàn hóa thần cảnh cường giả. Nếu như dễ dàng có thể liền thông qua được Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản không được lịch luyện hiệu quả, không trải qua lần lượt cuộc chiến sinh tử, hắn làm sao có thể từ đó đạt được đột phá cảm ngộ. Giờ khắc này, Tiêu Vĩnh chiến tòa nhà bên trong đại sảnh, tất cả mọi người tụ tập ở nơi này, Tiêu Vĩnh Chiến mở miệng nói, "Ta nhận được tin tức, ngày mai Huyền Châu phái tới tiếp người của các ngươi nên đã tới rồi." Bây giờ Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt cốc e sợ đã trở thành rất nhiều linh châu tông môn cái đinh trong mắt rồi, ta sẽ để Tôn lão ở lại giao long bên trong tòa Long Thành. Tiêu Vĩnh Chiến trong miệng Tôn lão chính là tên kia phụ trách chăm nom hắn địa thần cảnh lão giả. Tại dừng lại một chút sau, Tiêu Vĩnh Chiến tiếp tục nói, "Mấy ngày trước đây, ta đã liên hệ rồi Trung Châu tiêu ra, bây giờ thân thể của ta hoàn toàn khôi phục rồi. Ta ở trong gia tộc tự nhiên lại có một ít quyền phát biểu, ta tại trong tiêu gia điều động một tên thiên thần cảnh một tầng cường giả lại đây, tạm thời cùng tôn lão đồng thời phụ trách giao long bên trong tòa long thành an toàn. Bây giờ hai người các ngươi tông môn đều tham gia thiên huyền thịnh điển, trên trời huyền giới không có bất kỳ tông môn dám trắng trận đối với các ngươi động thủ, mà có tôn lão cùng một tên thiên thần cảnh một tầng cường giả sau đó cũng có thể phòng ngừa có bất kỳ bất ngờ phát sinh. nguyên bản tiết huyền tình chả đang lo lắng thanh nguyệt tông đây. dù sao triệu bá cùng lý bá là muốn cùng nàng cùng đi hướng về huyền châu. bây giờ có tiêu vĩnh chiến lời nói này sau. tiết huyền tình trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. tiết huyền tình muốn phải tiếp tục nói cảm ơn. tiêu vĩnh chiến lại trước tiên mở miệng cảm tạ các loại thì không cần. Diệp huynh đệ là ta tiêu vĩnh chiến ân nhân cứu mạng, ta tiêu vĩnh chiến cái mạng này có thể nói là diệp huynh đệ, giúp diệp huynh đệ làm những chuyện này, căn bản là vi bất túc đạo. Diệp thần phong thái độ đối với tiêu vĩnh chiến rất hài lòng. Hắn từ trước đến giờ là người khác mời hắn một thước, hắn kính người khác một trưởng, hắn thay thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc cảm tạ một phen tiêu vĩnh chiến. Sau đó, tiêu vĩnh chiến mơ hồ nói rồi một điểm liên quan với huyền châu thiên huyền thịnh điển sự tình dù sao hắn không phải phụ trách huyền châu thiên huyền thịnh biển, cho nên hắn đối huyền châu thiên huyền thịnh biển cũng không phải hiểu rõ quá nhiều. Tại mơ hồ nói một lần sau đó tiêu vĩnh chiến mang theo ái náy nói, diệp huynh đệ, lần này ta không thể cùng đi với người huyền châu rồi, tiêu cát phạm e sợ đã về trung châu rồi. Mà hắn lại biết Diệp huynh đệ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta liền sợ hắn sẽ đối với Diệp huynh đệ ngươi không lợi, cho nên ta nhất định phải đi hướng Trung Châu coi chừng tiêu Cát phàm. Diệp Thần Phong không sao cả nói ra, không có chuyện gì. Ngươi về Trung Châu được rồi. Tiêu Vĩnh Chiến thấy Diệp Thần Phong cũng không hề bất mãn, hắn lập tức nói ra, vậy ta liền ở Trung Châu chờ Diệp huynh đệ ngươi, ta sẽ thời khắc chú ý Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa như Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chuyện như vậy. Tại biểu lộ chính mình đối Diệp Thần Phong cảm ơn thái độ sau, Tiêu Vĩnh Chiến thở dài một hơi, nói ra, gần nhất Linh Châu thật đúng là không yên ổn đây có tin tức truyền đến, có người nói tại ba ngày trước, các ngươi Linh Châu Thánh Băng Đảo xảy ra chuyện lớn. Thánh Băng Đảo Thượng Thánh Băng chỉ toàn bộ mất đi tác dụng, chấn thủ Thánh Băng Đảo người cho rằng đây là nhân tạo, bọn hắn mấy ngày nay một mực tại tìm ra hung thủ. Này Thánh Băng Đảo nhưng là do Trung Châu Tông môn trưởng khống, chi trước đây không lâu, tiết huyền tình đám người trả đi qua Thánh Băng Đảo đây này chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hết thảy thánh băng chỉ hội toàn bộ mất đi tăng cao thực lực tác dụng. Là ai đem hết thảy thánh băng chỉ đều phá hủy. Ở đây chỉ có Diệp Thần Phong khi nghe đến chuyện này sau, trong lòng của hắn hơi dừng lại một chút, lúc trước Bạch Tiểu Nhu yếu chủ động ở lại thánh băng trên đảo, tại Bạch Tiểu Nhu khư khư cố chấp dưới, cuối cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể đồng ý, hắn cho Bạch Tiểu Nhu một chiếc linh thuyền, dễ dàng cho về sau Bạch Tiểu Nhu chính mình rời đi thánh băng đảo. Bây giờ truyền đến thánh băng đảo hết thảy thánh băng trì đều mất đi tác dụng, Diệp Thần Phong trước tiên nghĩ tới Bạch Tiểu Nhu. Cũng may Bạch Tiểu Nhu mi tâm bên trong có một đóa Diệp Thần Phong luyện hóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, nếu như Bạch Tiểu Nhu xảy ra vấn đề rồi lời nói, Diệp Thần Phong trước tiên có thể cảm giác được. Lão Bạch cùng Lão Hắc phảng phất đoán được Diệp Thần Phong lo lắng, Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi không cần quá lo lắng, thánh băng đảo hết thảy thánh băng chỉ đều mất đi tác dụng, e sợ tiểu nha đầu kia đã nhận được cơ duyên lớn lao rồi, lần sau ngươi và người lúc gặp mặt, hay là ngươi hội giật nảy cả mình. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, cửu u băng sư sư vương một mạch xa xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn, huống chi nàng là sư vương nhất mạch công chúa, ngươi đừng mù quan tâm. Mà đang ở diệp thần phong biết được thánh băng đảo sự tình lúc, khoảng cách giao long thành rất xa thánh băng trên đảo giờ khắc này phụ trách canh gác cùng chấn thủ thánh băng đảo người tu luyện bọn hắn mỗi một cái đều là lòng người bằng hoàng hết thảy thánh băng chỉ toàn bộ lập tức mất đi tác dụng này đối với bọn hắn tới nói quả thực là xét đánh ngang tai tại trong mấy ngày này hết thảy thánh băng đảo người tu luyện bọn hắn đều đang tìm kiếm kẻ cầm đầu liền ở một ngày trước bọn hắn xác thực tìm tới một tên khả nghi người Tên kia khả nghi người là một gã dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ tử, trên người trước sau lượn lờ lạnh lẽo khí thế, liền ngay cả một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp cũng như vạn năm không thay đổi hàn băng. Gặp phải tên kia tướng mạo đẹp nữ tử người tu luyện, bọn hắn muốn đem đối phương bắt lại, thậm chí có người tu luyện còn ra nói điều, hí đối phương. Nhưng mà tên kia dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân thực lực cường hãn thái quá, phàm là nói điều, khí của nàng cuối cùng toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay nàng. Về phần những kia chỉ là muốn cầm nã của nàng, người ngược lại chỉ là làm cho đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Lúc đó chỉ là một bộ phận người tu luyện phát hiện tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, đợi đến thánh băng đảo đệ nhất cường giả xuất hiện lúc, tên kia tướng mạo đẹp nữ tử lại biến mất, bất luận người nào đều bắt giữ không tới khí thức của nàng rồi. Theo, thánh băng đảo thường hết thảy thánh băng chỉ đều mất đi tác dụng, cả tòa thánh băng đảo thượng hàn băng đang nhanh chóng hòa tan, lạnh lẽo hàn khí tại thánh băng đảo thượng nhanh chóng tiêu tan. Cả tòa thánh băng đảo cũng có chìm xuống khuynh hướng, e sợ không tốn thời gian dài, cả tòa thánh băng đảo liền hoàn toàn hội chìm vào đáy biển. Mà tên kia được hết thảy thánh băng đảo thượng người tu luyện tìm kiếm tướng mạo đẹp nữ tử, người giờ khác này đang đứng tại một chiếc cấp tốc chạy linh trên thuyền, người hôm nay đã sớm cách xa thánh băng đảo rồi, thánh băng đảo thượng những cường giả kia dĩ nhiên đều không có phát hiện. Có thể thấy được tên này dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân, không phải thực lực cường hãn, chính là ẩn nấp công lực thập phần thâm hậu. Tên này tướng mạo đẹp nữ tử nhìn qua bầu trời xa xăm, tại người trắng nõn uy tâm giữa, mơ hồ lập lè một đóa hoa sen đồ án, nàng chính là Bạch Tiểu Nhu rồi. Từ khi Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong tại Thánh băng đảo thượng phân biệt sau đó khởi điểm Bạch Tiểu Nhu vẫn chỉ là dựa vào Thánh băng đảo thượng lạnh giá khí hậu tu luyện. Sau đó Bạch Tiểu Nhu tại do vận may run rủi tìm tới Thánh băng đảo hạch tâm, cũng chính là Thánh băng chỉ có thể tăng cao thực lực hạch tâm, người đem cái kia bộ phận hạch tâm toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình, này mới đưa đến Thánh băng đảo hết thảy Thánh băng chỉ mất đi tác dụng. Bạch Y tung bay Bạch Tiểu Nhu, Người trong đầu không khỏi nghĩ đến Diệp Thần Phong âm thanh dung mạo tướng mạo, trên mặt nàng lạnh lẽo tiêu tán, chỉ có nghĩ đến Diệp Thần Phong thời điểm, Bạch Tiểu Nhu mới hội lộ ra một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. "Diệp đại ca, Tiểu Nhu lại có thực lực bảo vệ ngươi rồi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp đại ca ngươi bị thương." Bạch Tiểu Nhu trên người cực hạn lạnh lẽo khí thế phóng lên trời, khóe miệng của nàng chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Từ bạch tiểu nhu trong cơ thể tản ra khí thế cùng linh khí, phải đem không khí chung quanh đều đông lại rồi, nhất cổ hơi thở cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Bạch tiểu nhu thực lực đến cùng đã tới cái gì tầng thứ? chương 1964, không an tĩnh huyền châu hành trình. Ngày kế, buổi trưa, một chiếc to lớn linh thuyền dừng sát ở Giao Long thành ngoài cửa thành chiếc này linh thuyền liền là phụ trách tới đón Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển. Thanh Nguyệt Tông Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền tình đám người, Tuyết Nguyệt Cốc Lâm An Tuyết cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn đều đã đi tới Giao Long Thành ngoài cửa thành rồi. Một tên thân thể cao ngất đàn ông trung niên, từ to lớn linh trên thuyền bay xuống, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển muốn so Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chính thức có thêm heo heo đảo. Bởi vì thiên huyền thịnh điển là thiên huyền trong giới châu hết thảy nhất lưu thế lực liên hợp đi đầu tổ chức, cho nên mỗi một lần thiên huyền thịnh điển đều sẽ từ các đại trung châu nhất lưu trong thế lực, chọn lựa ra một ít cường giả đến phụ trách chủ trì linh châu cùng huyền châu thiên huyền thịnh điển. Dựa theo thông lệ, dĩ vãng mỗi lần linh châu thiên huyền thịnh điển chỉ biết phái một tên thiên thần cảnh cường giả đến chủ trì, mà huyền châu thiên huyền thịnh điển thì sẽ phái đi hai tên thiên thần cảnh cường giả, một tên trong đó Thiên Thần cảnh cường giả phụ trách Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển một ít việc vặt, nói thí dụ như đến đây Linh Châu nghênh tiếp tông môn vân. Vân, mà một người khác thực lực mạnh thượng một chút Thiên Thần cảnh cường giả thì là chân chính phụ trách chủ trì Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển. Rất rõ ràng cái này từ to lớn linh trên thuyền bay xuống đàn ông trung niên, hắn liền là phụ trách Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển các loại việc vặt, tên của hắn gọi là Dư Chí Minh. Dư Chí Minh cùng Tiêu Vĩnh Chiến hẳn là biết đang nhìn đến Dư Chí Minh sau đó Tiêu Vĩnh Chiến liền đi tới, nói ra, Dư Chí Minh, thế nào? Phụ trách huyền Châu Thiên huyền thịnh điển một ít việc vặt, người có phải hay không cảm giác rất thoải mái? Dư Chí Minh trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Vĩnh Chiến, người cái bệnh ương tử có tư cách tới nói ta sao? Người chỉ là đến chủ trì Linh Châu Thiên huyền thịnh điển mà thôi, Linh Châu Thiên huyền thịnh điển bình thường nhưng là không người nào nguyện ý đến chủ trì. Xem ra Tiêu Vĩnh Chiến cùng Dư Chí Minh trong lúc đó có một ít mâu thuẫn. Tiêu Vĩnh Chiến nhưng là vì Diệp Thần phong đến giữ thể diện. Trong cơ thể hắn khí thế cường hãn nhất thời phóng thích ra ngoài, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, thực lực của hắn đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh cao rồi. Tiêu Vĩnh Chiến tình huống thân thể càng ngày càng việc không tốt, ở chính giữa châu nhưng cũng không phải là cái gì bí mật. Tại cảm giác được Tiêu Vĩnh Chiến trong cơ thể khí thế cường hãn sau, Dư Chí Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đẩy mặt bất khả tư nghị nói ra, Tiêu Vĩnh Chiến, ngươi, ngươi. Tiêu Vĩnh Chiến trực tiếp ngắt lời nói, Dư Chí Minh, ngươi nói ai là bệnh ương tử. Ngươi lần này là tới đón Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc, ta biết các ngươi Tông môn cùng Trung Châu Kim ra thật giống quan hệ không tệ chứ. Ngươi cũng không nên vi lật trời huyền thịnh điển quy tắc, bằng không các ngươi Tông môn nhưng là sẽ được hợp nhau tấn công. Bởi vì Tiêu Vĩnh Chiến biết Dư Chí Minh Tông môn cùng Trung Châu Kim ra quan hệ không tệ, mà Thanh Nguyệt Tông lại cùng Huyền Châu Kim ra có không chết không thôi mâu thuẫn, cho nên hắn mới hội cường thế như vậy đứng ra nâng đỡ Thanh Nguyệt Tông. Kỳ thực Tiêu Vĩnh Chiến cũng muốn Thanh Diệp Thần Phong bọn hắn đưa đi Huyền Châu. Thế nhưng Tiêu Cát Phàm đã về Trung Châu rồi, bây giờ Tiêu Cát Phàm biết thân thể hắn được rồi, nhất định sẽ có hành động, thậm chí hội sai người đối Diệp Thần Phong động thủ, chỉ có hắn trở về Trung Châu mới có thể thời khắc chú ý tiêu cát phàm nhất cử nhất động, cho nên trải qua các loại cân nhắc sau đó hắn nhất định muốn về Trung Châu. Hơn nữa tiêu vĩnh chiến không tin có người dám trắng trợn đối Thanh Nguyệt Tông động thủ, hắn tiếp tục nói, Dư Chí Minh, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc nhân thân trên có tiêu gia ta ngọc bội. Nếu có người dám đối với bọn họ hạ sát thủ, đang giết chết bọn hắn trong nháy mắt, ngọc bội sẽ ở hung thủ trên người lưu lại 3 năm không cách nào xóa đi dấu ấn, đến lúc đó tiêu ra chúng ta có thể dựa vào dấu ấn tìm ra hung thủ dư chí minh căn bản không nghĩ tới tiêu vĩnh chiến thân thể càng nhưng đã khôi phục hơn nữa còn như thế nâng đỡ thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt gốc sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm hắn đối với thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc người nói ra chính các ngươi đi tới linh thuyền đi thanh nguyệt tông tiết huyền tình triệu bá lý bá cùng diệp thần phong đám người bay lên linh thuyền tiếp lấy tuyết nguyệt cốc lâm an tuyết, tô nguyệt cùng tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển tô băng vân các loại năm tên đệ tử cũng bay lên linh thuyền. Đang nhìn đến thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc người đều đi tới linh thuyền sau. Dư Chí Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn có phần uất ức. Hắn sau đó cũng trực tiếp lên linh thuyền. Tại Dư Chí Minh bước lên linh thuyền sau đó chỉnh chiếc linh thuyền lập tức hướng về huyền châu phương hướng nhanh chóng chạy như bay rồi. Dư Chí Minh cùng Diệp Thần Phong bọn người đứng ở chiếc này linh thuyền tầng thứ ba. Tại linh thuyền chạy suốt một khoảng cách sau. Hai cái lão đầu từ linh thuyền tầng thứ hai đi lên tầng thứ ba bong tàu. Này trong đó một cái lão đầu ngược lại là Diệp Thần Phong bọn hắn người quen cũ. Ban đầu ở Thánh băng đảo thượng thời điểm, bởi vì Trần Nguyên Hùng một đoạn cố sự, được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, Trần Nguyên Hùng giết huyền châu ba viêm tông đệ tử lôi thiên bằng, mà Diệp Thần Phong nhưng là giết ba viêm tông đại trưởng lão cháu trai Phương Thần Vũ. Phương Thần Vũ ra ra Phương giết sông, có địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 thực lực, nguyên bản lấy thực lực của hắn, đã có thể trở thành ba viêm tông lão tổ rồi. Đáng tiếc Phương giết sông yêu thích quyền lợi, một khi trở thành lão tổ, trong tình huống bình thường thì sẽ không thể nhúng tay tông môn sự tình rồi, cho nên Phương giết sông một mực bá chiếm ba viêm tông chỗ ngồi của đại trưởng lão, tại ba viêm tông bên trong, phương giết sông uy nghiêm thậm chí so với tông chủ cũng cao hơn. Ban đầu ở thánh băng đảo thượng thời điểm, Diệp Thần Phong thực lực mới niết bàn cảnh tứ trọng thiên, phương giết sông căn bản không có thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn cháu của hắn cùng lôi thiên bằng hẳn là Trần Nguyên Hùng giết chết. Mà sau Diệp Thần Phong cho triệu bá cùng lý bá cung cấp nhanh chóng nhanh phù, cho tới phương giết sông không làm gì được triệu bá cùng lý bá, này mới khiến cho Phương giết Sông bắt đầu chú ý Diệp Thần Phong tiểu nhân vật này, đồng thời đem Diệp Thần Phong cho nhớ kỹ. Này hắn bên trong một người quen cố thình lình tựu là ba viêm tông đại trưởng lão Phương Dít Sông. Ba viêm tông đã từng cũng là trung châu tông môn, chỉ là sau đó thế lực không ngừng yếu bớt, bọn hắn mới bị bức bất đắc dĩ đem đến huyền châu. Ba viêm tông cùng dư chí minh tông môn ngược lại là có chút ngọn nguồn, Phương giết Sông nhưng một mực nhớ kỹ cháu mình nợ máu đây cho nên hắn và Dư Chí Minh chào hỏi một tiếng sau, hắn liền đồng thời theo tới rồi. Một cái khác cùng Phương giết sông cùng đi đi lên lão đầu, hắn chính là Huyền Châu Kim ra lại một tên lão tổ Kim Khang như ý, thực lực trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, hắn chính là chết đi Kim Khang Hồng ca ca. Tại Kim Khang Hồng bản mệnh ngọc bài nổ tung sau đó Kim Khang như ý liền chạy đến Linh Châu, vừa vặn gặp Dư Chí Minh muốn tới Linh Châu, bởi vì Trung Châu Kim ra cùng Dư Chí Minh Tông môn quan hệ không tệ, cho nên Kim Khang như ý thuận Lý Thành Trương đáp đi nhờ xe. Tại đến Linh Châu trong quá trình, Phương giết Sông cùng Kim Khang như ý cũng biết phát sinh ở Linh Châu sự tình rồi. E sợ bây giờ Giao Long Thành xuất hiện thanh sắc cự long, 38 cái tham gia Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển Tông môn Tông Chủ, trưởng lão cùng đệ tử trong vòng một đêm chết hết sự tình, Thiên Huyền giới rất nhiều Tông môn đều biết rồi. Phương giết sông lần này cùng đi theo đến Linh Châu, hắn là muốn tìm cơ hội đối thanh Nguyệt Tông động thủ. Mà Kim Khang Như ý đi tới Linh Châu cũng là muốn đối thanh Nguyệt Tông động thủ. đệ đệ của hắn Kim Khang Hồng chẳng những không có hủy diệt thanh Nguyệt Tông, trái lại chính mình chết rồi. Tuy rằng thanh Nguyệt Tông không có năng lực giết chết Kim Khang Hồng, nhưng làm hiển nhiên Kim Khang Như ý đem chuyện nào tính tới thanh Nguyệt Tông trên đầu. Tại phương giết sông cùng Kim Khang Như Ý xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong cùng Tiết Uyển tình đám người tuy rằng không quen biết Kim Khang Như Ý, nhưng bọn họ có thể khẳng định phương giết sông cùng Kim Khang Như Ý đều là lai giả bất thiện, lông mày của bọn họ đều nhíu lại. Dư Chí Minh đi tới phương giết sông cùng Kim Khang Như Ý bên cạnh, đem tiêu vĩnh chiến ra sức bảo vệ Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc sự tình nói một lần, này làm cho phương giết sông cùng Kim Khang Như Ý sắc mặt một trận khó coi, nguyên bản hai người bọn họ vẫn đúng là dự định tìm một cơ hội, ở nửa đường thượng đối thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc động thủ, nhưng bây giờ nhìn lại kế hoạch phải dẹp. Bọn hắn cũng không muốn bốc lên quá lớn phiêu lưu, nếu để cho Trung Châu còn lại nhất lưu thế lực biết bọn hắn trái với quy tắc, như vậy bọn hắn tông môn cũng không cần trên trời huyền giới tồn tại. Ba viêm tông đại trưởng lão phương giết sông, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm thiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người, nói ra tiêu vĩnh chiến giữ được các ngươi nhất thời, không gánh nổi các ngươi một đời, đã như vậy, chúng ta thiên huyền thịnh điển thời điểm thấy rõ ràng đi. Phàm là các ngươi thanh nguyệt tông đệ tử gặp gỡ ba chúng ta viêm tông đệ tử, như vậy các ngươi thanh nguyệt tông đệ tử đừng muốn sống đi xuống lôi đài. Trên trời huyền thịnh điển bên trong giết chết thanh nguyệt tông đệ tử, tiêu vĩnh chiến nhất định là không quản được được rồi. Kim gia lão tổ kim khang như ý cũng quát lên, ta liền tạm thời nhịn một chút, chờ các ngươi thanh nguyệt tông tại huyền châu thiên huyền thịnh Điển bên trong đào thải, chúng ta lại tiêu diệt đám bọn ngươi thanh nguyệt tông, đến lúc đó chúng ta liền không trái với quy tắc, tiêu vĩnh chiến cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Phương giết sông cùng kim khang như ý không kiêng rẻ chút nào một phen đằng đằng sát khí lời nói. Để thiết huyền tình đám người chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi. Diệp thần phong biết lần này huyền châu hành trình nhất định không bình tĩnh rồi, e sợ chờ đến huyền châu sau hội bốc lên càng nhiều không thể nào đoán trước phiền phức. chương 1965, chế thuốc tấn cấp. Đối với phương giết sông cùng kim khang như ý sát ý, tiết huyền tình cùng diệp thần phong bọn người tuyển chọn mắt lạnh đối đãi Tuyết nguyệt cốc tông chủ lâm an tuyết, trong lòng nàng tràn đầy yêu sầu. Hiện tại người cảm thấy trước đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển, này hay là cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng bây giờ các nàng tuyết nguyệt cốc đã không còn đường quay đầu rồi mà phụ trách huyền châu thiên huyền thịnh điển các loại việc vật dư chí minh hắn đối thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc thái độ cũng cực kỳ lạnh nhạt vừa đến là bởi vì hắn chỗ ở tông môn cùng trung châu kim gia huyền châu ba viêm tông quan hệ không tệ chỉ là điểm này hắn thì sẽ không đối thanh nguyệt tông khách khí với tuyết nguyệt cốc rồi thứ hai nhưng là hắn phi thường không sảng khoái vừa nãy tiêu vĩnh chiến gây uy hiếp với hắn bất quá trong lòng không sảng khoái về không sảng khoái, Dư Chí Minh vẫn không có ngu xuẩn đến đối thanh nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt cốc người động thủ, hắn cực kỳ khinh thường giúp Diệp Thần Phong đám người an bài gian phòng sau, hắn liền không nữa để ý tới Diệp Thần Phong đám người. Được an bài gian phòng Diệp Thần Phong, hắn thuận miệng cùng Tiết Huyền Tình đám người hàn huyên vài câu sau đó hắn liền đi vào phòng của mình, hắn để Tiết Huyền Tình đám người không nên đi quấy rầy hắn, hắn phải tiếp tục tiến hành bế quan tu luyện. Tiết huyền tình cho rằng Diệp Thần Phong là muốn vì huyền châu thiên huyền thịnh điển làm chuẩn bị, dù sao vừa vạn phương giết sông cùng Kim Khang như ý đã buông lời, Thanh Nguyệt Tông đệ tử thực lực phóng tới huyền châu lời nói không tính rất mạnh, thậm chí chỉ có lót đáy phần, đến lúc đó nếu như Thanh Nguyệt Tông đệ tử thật sự gặp ba viêm tông cùng Kim ra đệ tử, sợ rằng sẽ sẽ biến thành không chết không thôi cuộc chiến sinh tử. Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong nỗ lực thái độ sau đó bọn hắn cũng dồn dập lựa chọn bế quan tu luyện. Xem ra vừa nãy Phương giết sông cùng Kim Khang như ý lời nói xác thực kích thích bọn hắn. Nhưng tiết huyền tình đám người hoàn toàn là đã đoán sai, Diệp Thần Phong nhưng không có chút nào lo lắng huyền châu thiên huyền thịnh điển, lấy hắn bây giờ trí tôn thập chuyển thực lực. Hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng huyền châu thiên huyền thịnh điển rồi, hắn nên suy tính là sau trung châu thiên huyền thịnh điển. Diệp thần phong lần bế quan này, hắn là muốn tăng lên một cái chế thuốc, luyện khí cùng luyện phù trình độ, yếu đến huyền châu còn muốn hơn 20 ngày thời gian đây. Hắn cũng không muốn lãng phí. Chiếc này to lớn linh thuyền mỗi gian phòng đều cực kỳ xa hoa, trong phòng đương nhiên đều là phân phối có phòng tu luyện được rồi. Ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện Diệp Thần Phong, hắn không có lập tức ra tay tăng lên chế thuốc trình độ, trong ánh mắt của hắn có một vệt nghiêm nghị, Bây giờ đứng ở Thanh Nguyệt Tông phía đối lập có huyền châu kim ra cùng ba viêm tông, hắn cũng không phải sợ thiên huyền thịnh biển bên trong đụng nhau. Hắn là lo lắng hai cái này tông môn trong bóng tối dở trò. Lại có thêm, ban đầu ở địa huyền giới Long Nguyên trong bí cảnh lúc, cùng Kim Văn Kỳ đồng thời được truyền tống đi ra Trình Kình Thiên, Diệp Thần Phong tuy rằng còn không biết Trình Kình Thiên lai lịch. Nhưng ở Linh Châu Thiên huyền thịnh biển bên trong không có nhìn thấy Trình Kình Thiên, như vậy này Trình Kình Thiên có thể là Huyền Châu hoặc là Trung Châu tông môn đệ tử. Nói không chắc lần này đi hướng Huyền Châu, Diệp Thần Phong liền sẽ gặp phải Trình Kình Thiên rồi, đến lúc đó e sợ Thanh Nguyệt Tông còn đem yếu đối mặt Trình Kình Thiên vị trí tông môn nhằm vào. Bây giờ còn chưa có tới Huyền Châu, liền đã biết có ba cái tông môn hội nhằm vào Thanh Nguyệt Tông rồi, đã đến Huyền Châu sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Dù sao binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn tối thiểu diệp thần phong biết phương giết sông đám người không dám trắng trợn đối phó bọn hắn rồi. Thu lại thần sau đó diệp thần phong ngón tay búng một cái, hỏa long đỉnh nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn dừng lại tại ngũ phẩm luyện dược sư cấp bậc đã rất lâu rồi. Hắn xác định hiện tại có thể xung kích một cái lục phẩm luyện dược sư rồi. Muốn muốn tăng lên chế thuốc chi thuật, ngoại trừ đối nhiệt độ trưởng khống ở ngoài, đối với linh khí cùng lò thuốc trưởng khống cũng cực kỳ cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên các loại linh thảo là nhất định muốn có. Luyện dược sư hầu như đều dựa vào không ngừng chế thuốc tiêu hao linh thảo trưởng thành. Cũng may, Diệp Thần Phong hỗn độn bên trong chiếc nhẫn linh thảo không phải số ít, đầy đủ hắn tiêu xài một quãng thời gian được rồi. Lần này Diệp Thần Phong muốn thử luyện chế chính là lục phẩm linh cực đan. Này lục phẩm linh cực đan không phải là phổ thông đan dược, loại đan dược này ở bề ngoài dược lực nồng nặc có thể làm cho linh thần cảnh cường giả lập tức tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Thế nhưng loại đan dược này không phải là dùng đến tăng cao thực lực, này lục phẩm linh cực đan là dùng để âm người. Tuy nói này lục phẩm linh cực đan đang uống sau đó người dùng thực lực lập tức sẽ tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Thế nhưng tại tăng lên một cái tiểu tầng thứ khoảng 3 phút sau đó người dùng sẽ trong nháy mắt thân thể nổ tung mà chết. Chỉ cần là linh thần cảnh cùng linh thần cảnh trở xuống người tu luyện dùng linh cực đan cuối cùng cơ hồ là chắc chắn phải chết. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, tại bây giờ thiên huyền giới linh cực đan đã sớm giảm âm thanh diệt tích, có thể nói không người biết linh cực đan loại đan dược này được rồi. Hơn nữa bình thường người tu luyện căn bản cảm giác không ra linh cực đan không đúng, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng linh cực đan là một loại tăng cao thực lực lục phẩm đan dược. Phòng tu luyện bên trong, nóng rực nhiệt độ từ từ khuếch tán ra, làm cho phòng tu luyện giống như một cái lồng hấp bình thường cuồn cuộn sóng nhiệt ở trong đó bốc hơi, hút vào trong phổi không khí cũng có vẻ nóng rực cực kỳ. Luyện chế lục phẩm linh cực đan linh thảo chất đầy diệp thần phong bên cạnh, thanh viêm tại hỏa long đỉnh bên trong cháy hừng hực. Diệp thần phong căn cứ trong đầu đan phương, hắn không ngừng đem các loại linh thảo bắn vào lò thuốc bên trong. Lục phẩm linh cực đan không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, có thể nói đã đến ngũ phẩm luyện dược sư sau, muốn lại không ngừng tăng lên chế thuốc chi thuật sắp trở nên càng ngày càng khó khăn, bằng không Diệp Thần Phong cũng sẽ không tại ngũ phẩm dừng lại lâu như vậy, hắn mới sung kích lục phẩm, hắn phải cần một khoảng thời gian lắng động. Xì xì, xì xì, xì xì. Hỏa long đỉnh bên trong không ngừng vang lên từng đạo nhỏ bé tiếng vang, mỗi vang lên một lần, vậy thì mang ý nghĩa luyện chế linh cực đan đã thất bại một lần. Tháng ngày một ngày lại một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, năm ngày lóe lên liền qua. Trong vòng 5 ngày này, Diệp Thần Phong một bước cũng không hề rời đi phòng tu luyện, theo ngày đêm không ngừng luyện chế lục phẩm linh cực đan, hắn ngược lại là có không nhỏ tiến triển, sớm tại ngày hôm qua hắn cũng đã luyện chế được hoàn chỉnh lục phẩm linh cực đan. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong vẫn cứ ngồi xếp bằng tại hỏa long đỉnh trước, tại hỏa long đỉnh bên trong thanh viêm như trước thiêu đốt. Trên trán Diệp Thần Phong toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, từng viên một mồ hôi hột theo gò má của hắn lướt xuống. Ánh mắt của hắn trước sau dừng lại ở hỏa long đỉnh thượng, cực kỳ tinh chuẩn khống chế thanh viêm thiêu đốt, trước đó hắn chỉ có thể luyện chế ra nhất văn đan đến, yếu luyện chế nắm giữ đan văn đan dược, nhất định muốn dẫn động thiên địa linh khí, mà muốn luyện chế nhị văn đan, xúc động thiên địa linh khí số lượng lại bất đồng. Lấy diệp thần phong lúc trước thực lực, hắn một mực không cách nào khống chế nhị văn đan thiên địa linh khí, bây giờ thực lực của hắn được tăng lên, hắn đương nhiên yếu thử nghiệm luyện chế nhị văn đan. Luyện chế lục phẩm nhị văn đan, Diệp Thần Phong đã đã thất bại 20 lần rồi. Đây là hắn lần thứ 21 luyện chế, kèm theo các loại linh thảo bắn ra vào lô thuốc bên trong sau đó Diệp Thần Phong một tay bàn tay nhanh chóng kết ấn, linh khí chung quanh tấn mẽ hướng về Diệp Thần Phong bên này hội tụ. Tại lò thuốc bên trên rất nhanh sẽ tạo thành một cái vòng xoáy, một vệt tinh khiết đặc biệt linh khí từ trong nước xoáy tuôn ra trực tiếp rót vào đã đến hỏa long đỉnh bên trong đem đệ nhất bôi xúc động đặc thù thiên địa linh khí rót vào đến bên trong dược đỉnh sau liền muốn xúc động thứ hai bôi thiên địa linh khí bao vây lấy lò thuốc rồi lúc này diệp thần phong hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa long đỉnh không gian chung quanh một trận vặn vẹo thiên địa linh khí cuồn cuộn không đoạn bao quanh hỏa long đỉnh Diệp thần phong cực hạn khống chế bên trong dược đỉnh nhiệt độ cùng không khí lưu thông, mỗi một bước hắn đều cần phải cực kỳ chú ý cẩn thận, bởi vì chỉ cần có bất kỳ một tia chấn động, vậy thì hội dẫn đến luyện chế lục phẩm nhị văn đan thất bại. Theo thời gian từ từ trôi qua, một cái nào đó trong nháy mắt, lò thuốc bên trên xuất hiện lục sắc cầu vùng dị tượng. Diệp thần phong sau đó đem thanh viêm nhanh chóng thu hồi, này chứng minh rồi lục phẩm nhị văn đan luyện chế thành công rồi diệp thần phong không kịp chờ đợi mở ra lò thuốc nồng nặc đan hương vị từ trong đó tung bay đi ra chỉ thấy tại lò thuốc bên trong có ba viên đan dược màu trắng này ba viên màu trắng đan dược thượng phân biệt có hai vòng rõ ràng đan văn này nắm giữ hai vòng đan văn linh cực đan muốn so phổ thông linh cực đan dược hiệu quả mạnh hơn gấp hai đây hơn nữa nắm giữ đan văn đan dược là có thể hấp thu thiên địa linh khí theo thiên địa linh khí hấp thu đến mức độ nhất định Đan dược vẫn có thể tự chủ tấn cấp đây. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, trải qua mấy ngày nay không ngừng chế thuốc, hắn là thuận lợi khóa nhập lục phẩm luyện dược sư tầng thứ, tối tốt quan trọng là hắn có thể đủ luyện chế ra nhị văn đan. Về phần này linh cực đan, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị lên, xem ra nếu như về sau cái nào linh thần cảnh cường giả đắc tội rồi Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong liền muốn nắm linh cực đan đi hầu hạ đây chính là âm người chuẩn bị đan dược, được âm chi người nhất định là không phát hiện được linh cực đan có vấn đề. chương 1966, Đáy biển quan tài Tại Diệp Thần Phong tấn cấp lục phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế ra lục phẩm nhị văn đan thời điểm. Âm âm, một tiếng, cả tòa linh thuyền đột nhiên đột nhiên một trận kịch liệt lay động, đang ở linh người trên thuyền hầu như đều cảm thấy, Tại Diệp Thần Phong đổi lại một cái quần áo sạch đi ra khỏi phòng, đi tới linh thuyền tầng thứ ba trên bong thuyền lúc, tiết huyền tình, Lâm An Tuyết cùng Tô Băng Vân bọn người đã chạy ra. Liền ngay cả Dư Chí Minh, Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông cũng đang. Bây giờ linh thuyền vị trí chính là vô tận hải vực. Này vô tận hải vực rộng lớn vô biên, kỳ diện tích bao trùm Linh Châu, Huyền Châu cùng Trung Châu. Giờ khắc này, tại linh trước thuyền phương xa 3 mét trong nước biển, không ngừng nổi lên từng trận mãnh liệt cuộn sóng. Này mãnh liệt cuộn sóng bên trong hàm chứa một cỗ năng lượng kinh khủng, bằng không này cuộn sóng tuyệt đối không cách nào lay động chiếc này linh thuyền. Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông tạm thời quên được đối thanh Nguyệt Tông cửu hận, bởi vì cái này cuộn sóng quá mức quỷ dị, vậy cuộn sóng bên trong làm sao có khả năng ẩn chứa có năng lượng kinh khủng. Kim Khang như ý đám người hoàn toàn đem Diệp Thần Phong bọn hắn đã coi như là không khí, Kim Khang như ý đối với Dư Chí Minh, nói ra, Dư Sứ Giả, này cuộn sóng phía dưới tuyệt đối có gì đó quái lạ, người nói chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút tình huống. Phương Dít Sông cũng mở miệng nói, Dư Sứ Giả, chúng ta linh thuyền nhưng là có bảo khí phẩm bậc, cho dù lớn hơn nữa cuộn sóng cũng không khả năng lay đụng đến bọn ta linh thuyền, nhưng hôm nay lại xảy ra, này cuộn sóng phía dưới rất có thể có bảo vật gì chào đời. Dư Chí Minh rất tốt cùng Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông cách nói, Dư Chí Minh lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người. Lúc này Linh Thuyền đã tạm thời ngừng lại, Dư Chí Minh đối với Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người, nói ra các ngươi lưu cho ta tại Linh trên thuyền. Nếu như các ngươi muốn xuống đi, như vậy ta cũng không phản đối, nhưng là các ngươi ở phía dưới gặp phải cái gì bất ngờ, vậy cũng đừng nghĩ muốn ta xuất thủ cứu giúp, không phải chúng ta động thủ giết chết các ngươi, như vậy chúng ta sẽ không có trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc. Tiết huyền tình đám người nghe vậy, bọn hắn lạnh lẽo lặng yên không lên tiếng. Thấy tiết huyền tình đám người không có trả lời, dư chí minh hừ lạnh một tiếng sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp nhảy vào vô tận hải vực bên trong. Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông cũng lập tức đi theo nhảy vào trong nước biển. Ba người bọn họ bên trong thân thể thật khí thế tiêu thăng đến cao nhất tại đã tới 3 mét bên ngoài nổi lên cuộn sóng địa phương sau, thân ảnh của bọn họ đột nhiên hướng về đáy biển nơi sâu xa tiềm nhập. Đứng ở linh thuyền tầng thứ ba trên bong thuyền tiết huyền tình đám người nhìn thấy dư trí minh thân ảnh của bọn họ biến mất sau đó dương hạo thiên cái thứ nhất không chịu được ồn ào, bọn hắn cho là mình là cái thá gì. Không để cho chúng ta đi xuống, ra ra ta còn không được. Tốt nhất bọn hắn chết cho ta dưới đáy biển, Tiết huyền tình nhìn cách đó không xa nổi lên khủng bố sóng biển. Người hỏi, triệu bá, lý bá, các người biết phía dưới này khả năng tồn tại cái gì sao? Triệu bá trầm tư một chút sau, nói ra tiểu thư, chính như vừa mới bọn hắn suy đoán, phía dưới này rất có thể sẽ có tuyệt thế bảo vật, bằng không nơi này sóng biển sẽ không như thế liên tục, hơn nữa trong đó chả ẩn chứa khủng bố năng lượng, chỉ có thể là vật gì đó để trong này sóng biển liên miên không ngừng mà lại ẩn chứa năng lượng. Lý bá cũng tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, bằng vào ta đoán chừng phía dưới này bảo vật tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc thực lực của chúng ta quá yếu, bằng không ta cũng có thể đi chia một chén canh rồi. Nghe được triệu bá cùng Lý bá suy đoán sau, Dương Hạo Thiên là gương mặt không cam lòng. Liền ngay cả Trần Nguyên Hùng mấy người cũng là cực kỳ không sảng khoái, bảo vật khả năng đang ở trước mắt, bọn hắn lại không có năng lực đi đạt được, này đổi lại ai cũng hội tâm tình không tốt. Mà Diệp Thần Phong ở bề ngoài chính nhìn xem nổi lên cuộn sóng mặt biển đưa ra, trong đó hắn ở trong lòng đang cùng Lão Bạch, Lão Hắc trò chuyện đây. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, yên tâm. Này đáy biển bên dưới xác thực khả năng tồn tại một loại nào đó bảo vật, nhưng căn cứ ta cùng Lão Hắc cảm ứng. Muốn đến chỗ kia bảo vật địa phương cũng không dễ dàng, người bây giờ cần phải làm là chờ cơ hội. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếng nói hạ xuống xong, Dương Hạo Thiên đẩy một cái Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, người còn chờ cái gì nữa đâu này. Trong lòng phải hay không cũng rất không thoải mái. Bọn hắn này ba cái cháu trai, về sau ta không để cho ta Dương Hạo Thiên trưởng thành, bằng không ta cần phải muốn đánh cho bọn họ quỳ xuống đất gọi ông nội ta không thể. Âm, um, âm, um, âm, um, ba tiếng nổ tại trên mặt biển vang lên. Dư Chí Minh, Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông đột nhiên từ trong nước biển vọt ra, ba người bọn hắn dáng dấp cực kỳ chật vật, thở hổn hển không ngừng về tới linh thuyền tầng thứ ba bong tàu bên trên. Kim Khang như ý nói ra, này đáy biển lực cản làm sao sẽ không phá ra được. Hơn nữa tại đây đáy biển bên dưới thậm chí có vô hình công kích về phía chúng ta phát động, quả thực là quá mức quỷ dị. Cả người dư chí minh, bên trong thân thể của hắn linh khí hơi độc, y phục trên người hắn trong nháy mắt bị bốc hơi rồi, hắn cao mày nói ra, muốn phá vỡ đáy biển lực cản, tối thiểu còn muốn có hai tên thiên thần cảnh cường giả giúp ta một tay. Phương Dít Sông nói ra, tiêu sứ giả, lẽ nào chúng ta phải về đến Huyền Châu sau lại trở về nơi này sao? Ta sợ đến lúc đó nơi này được những người khác phát hiện. Dư Chí Minh trong lòng cũng lo lắng điểm này, hắn muốn báo cho Trung Châu Tông Môn của mình khẳng định không còn kịp rồi, đang suy tư chỉ chốc lát sau, trong tay hắn xuất hiện một tấm vẽ ra hoa văn phức tạp linh phù, hắn nói ra, này chính là lục cấp đưa tin phù, lấy chúng ta bây giờ vị trí, hẳn là có thể đưa tin đến Huyền Châu, muốn đưa tin đến Trung Châu là không thể nào. Phải biết trên trời huyền giới cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thất phẩm phù sư mà thôi, này lục cấp linh phù yếu lục phẩm phù sư mới có thể luyện chế ra tới, có thể tưởng tượng này lục phẩm linh phù có bao nhiêu chân quý rồi. Cũng may, đây chỉ là lục phẩm bên trong đưa tin phù mà thôi, Đưa tin phù tại linh phù ở trong là không đáng giá tiền nhất, một không có lực công kích, hai không có sức phòng ngự, bất quá, đến lục cấp đưa tin phù cũng không phải ai đều có thể có được rồi. Thấy Dư Chí Minh lấy ra lục phẩm đưa tin phù, Kim Khang như ý lập tức nói ra, "Dư sứ giả, bây giờ khoảng cách Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển còn có một quãng thời gian, nếu như chúng ta lợi dụng đưa tin phù thông báo người, để cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này." chúng ta thì sẽ không làm lỡ huyền châu thiên huyền thịnh biển rồi nếu như tại đây đáy biển thu được bảo vật ta kim khang nhị ý bảo đảm đem bên trong một nửa cho dư sứ giả ngươi phương giết sông cũng lập tức nói ra đúng vậy ba chúng ta viêm tông cùng kim ra chỉ cần phân một nửa nửa kia ta cũng đồng ý cho dư sứ giả ngươi dư chí minh đối với kim khang thuận hòa phương giết sông lời nói vẫn là thật hài lòng dù sao một mình hắn cũng không cách nào phá tan đáy biển cách trở hắn gật đầu nói, được, ta liền lợi dụng tấm này lục cấp đưa tin phù thông báo ba viêm tông, lại để cho ba viêm tông đi thông báo kim ra, để cho bọn họ đồng thời chạy tới nơi này. Dư Chí Minh ở trong lòng đại khái đoán chừng ba viêm tông khoảng cách, sau đó, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, hắn đem linh khí rót vào lục cấp đưa tin phù bên trong. Chỉnh trương lục cấp đưa tin phù trong nháy mắt bạo hướng hướng về trên bầu trời. Oanh, một tiếng, Tại trên bầu trời biến thành một ánh lửa, một trận sóng năng lượng ở trên bầu trời khuếch tán ra đến. Không bao lâu thời gian, giữa bầu trời ánh lửa tản đi rồi, sóng năng lượng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Dư Chí Minh nói ra, cũng đã đưa tin đã đến ba viêm tông rồi, chúng ta liền kiên trì ở chỗ này chờ thêm mấy ngày đi. Phương giết sông gật gật đầu sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía tiết huyền tình đám người, quát lên, làm sao? Phải hay không làm ước ao? phải hay không cũng muốn có được đáy biển bảo vật, các ngươi đừng nằm mộng ban ngày rồi. Kim Khang như ý cũng nói, các ngươi muốn có được bảo vật, các ngươi có thể dưới mình đi a hát. Chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hiện tại Kim Khang như ý bọn hắn biết đơn độc một tên thiên thần cảnh một tầng cường giả đều không phá ra được phía dưới lực cản. Huống chi tiết huyền tình đám người bên trong không có bất cứ người nào đã tới thiên thần cảnh, bọn hắn không cần thiết phòng bị tiết huyền tình đám người. Sau khi nói xong, Dư Chí Minh ba người liền rời đi bong tàu, hiện tại bọn hắn cần phải làm là đã chờ đợi. Mà tiết huyền tình trong lòng bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể đủ mạnh mẽ nhịn, dù sao cũng là thực lực bọn hắn không bằng Dư Chí Minh đám người. Diệp Thần Phong trong lòng đã có một cái kế hoạch rồi, hắn không có chút nào quan tâm Kim Khang như ý bọn hắn diễu cợt, hắn không đợi tiết huyền tình đám người nói chuyện, hắn trực tiếp vội vã trở về phòng, nói tiếp tục bế quan tu luyện này làm cho tiết huyền tình bọn hắn cũng không tiện ngăn cản diệp thần phong rồi màn đêm rất nhanh chậm lại tất cả mọi người tại trong phòng của mình tu luyện cùng nghỉ ngơi có một bóng người biến mất không một tiếng động xuất hiện tại tầng thứ ba bong tàu bên trên người này chính là diệp thần phong diệp thần phong chính là ở chờ chờ buổi tối hành động hơi thở của hắn đã bị lão bạch cùng lão hắc tu liếm liền cả thiên thần cảnh dư chí minh cũng không cảm giác được trên mặt biển là gió lạnh từng cơn. Diệp Thần Phong lặng yên không tiếng động tiến vào trong nước biển, hắn hướng về nổi lên sóng biển địa phương bơi đi rồi. Khi tiến vào trong nước biển sau đó trong cơ thể hắn thủy linh châu tự chủ vận chuyển. Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện sóng biển bên trong khủng bố năng lượng, dĩ nhiên cùng thủy linh châu năng lượng bản nguyên có phần tương tự, cho nên sóng biển bên trong năng lượng căn bản đối Diệp Thần Phong không tạo được uy hiếp toàn bộ được Thủy Linh Châu cho hấp thu đi rồi. Tại đến nổi lên sóng biển vị trí sau, Diệp Thần Phong lập tức tiềm nhập trong nước biển. Ở trong nước biển xác thực có từng tầng từng tầng thủy lực cản, nhưng làm sao Diệp Thần Phong nắm giữ bảo khí Thủy Linh Châu, theo Thủy Linh Châu vận chuyển, Diệp Thần Phong lại có thể cùng lực cản hòa làm một thể rồi, những này cả thiên thần cảnh một tầng đều không thể phá vỡ lực cản, Diệp Thần Phong ở trong đó dĩ nhiên thông suốt một đường không ngừng đi xuống lẻn vào ước chừng tại tiềm có sau một tiếng diệp thần phong loáng thoáng nhìn thấy đáy biển từng trận âm u tử vong năng lượng hướng về hắn đột nhiên kéo tới chỉ thấy dưới đáy biển nơi sâu xa nhất có một bộ màu đen quan tài bộ kia màu đen quan tài nước biển chung quanh đều là màu đen cho người một loại cực độ cảm giác ngột ngạt cũng có một loại tử vong đang không ngừng áp sát cảm giác được âm u tử vong năng lượng đánh trúng diệp thần phong Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng xanh một mảnh. Diệp Thần Phong mi tâm nhăn thành một cái sông chữ, hắn cảm giác mình thân thể được được xâm nhập một đạo khí tức tử vong, đạo này khí tức tử vong đang nhanh chóng cắn nuốt trong cơ thể hắn sinh cơ. Chương 1967, Hắc ám tiên khí. Quỷ dị tử thi đáy biển nơi sâu xa. Miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong, hắn căn bản không để ý tới lau chùi khóe miệng tiên huyết. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn khí tức tử vong phảng phất là phải đem hắn sinh cơ cho chặt đứt, trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp tự chủ luân phiên vận chuyển. Kèm theo này ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển, thâm nhập vào trong cơ thể hắn khí tức tử vong được bài xích ra ngoài. Nhưng Diệp Thần Phong trong lòng là một trận nghĩ mà sợ vừa vặn loại cảm giác đó giống như là tiến vào trong địa ngục, hắn nhìn xem đáy biển nơi sâu xa nhất cái kia chiếc quan tài, hắn trong lỗ mũi hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái tâm tình của chính mình. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác đáy biển chỗ sâu màu đen trong quan tài, có nhất cổ hắn quen thuộc nước năng lượng, tại cảm giác được này cỗ nước năng lượng sau, trong cơ thể hắn Thủy Linh Châu vận chuyển càng tăng nhanh hơn rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng vui vẻ, Hắn hầu như có thể kết luận tại trong quan tài, vô cùng có khả năng có viên thứ tư Thủy Linh Châu. Bây giờ Diệp Thần Phong trong cơ thể Thủy Linh Châu là ba viên Thủy Linh Châu dung hợp về sau rồi, phẩm bậc đã tới thượng phẩm bảo khí bên trong đỉnh phong, chỉ cần tại dung hợp viên thứ tư Thủy Linh Châu, như vậy liền có thể thăng cấp thành nửa bước tiên khí Thiên Linh Châu rồi. Trước đó chẳng trách Diệp Thần Phong tại nước biển cuộn sóng trong, cảm thấy một ít tương tự Thủy Linh Châu lực lượng bản nguyên. Tại tiềm nhập sâu như thế sau, trong cơ thể Thủy Linh Châu mới có cảm ứng, xem ra cái này màu đen quan tài đưa nó nội bộ viên thứ tư Thủy Linh Châu khí tức cho cực hạn che giấu rất nhiều. Hơn nữa cái này màu đen quan tài tuyệt đối không phổ thông, trong nước biển cách trở lực lượng, ngoại trừ có một phần nhỏ là chịu đến Thủy Linh Châu ảnh hưởng. Phần lớn là này chiếc quan tài tản mát ra. Diệp thần phong trước đó căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải viên thứ tư Thủy Linh Châu, Tâm tình của hắn lập tức trở nên khá hơn. Có thể từ chiếc kia màu đen quan tài bên trên không ngừng tỏa ra khí tức tử vong, bây giờ Diệp Thần Phong khoảng cách quan tài còn có một khoảng cách lớn. Trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng thật sự nếu không đoạn đến gần lời nói, e sợ này ba loại công pháp cũng không cách nào chống đối khí tức tử vong rồi. Diệp Thần Phong mục quang chăm chú nhìn chằm chằm đáy biển dưới màu đen quan tài màu đen quan tài chung quanh màu đen nước biển nồng đặc như mực, đáng tiếc màu đen quan tài tán phát không phải hung khí, nếu như là sát khí lời nói, như vậy Diệp Thần Phong là có thể lợi dụng ma tiên quyết hấp thu. Chính lúc Diệp Thần Phong có phần thời điểm do dự, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ta cùng Lão Hắc đem một phần lực lượng bao vây lấy ngươi. Để ngươi có thể thuận lợi tới gần cái kia chiếc quan tài, căn cứ chúng ta cảm ứng, cái kia chiếc quan tài nhất định có gì đó quái lạ. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, người nhưng yếu nắm chặt thời gian nhiều tìm một ít thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Chúng ta mỗi giúp đỡ người một lần, chúng ta tàn hồn sức mạnh liền sẽ tiêu hao một chút. Tại Lão Hắc Giang Vận Thiên rước tiếng thời khắc, chỉ thấy có hai luồng nhu hòa sức mạnh bọc lại diệp thần phong thân thể. Diệp thần phong không chút do dự hướng về đáy biển tiếp tục tiềm nhập, tại có Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh che chở sau, từ màu đen trên quan tài truyền tới càng ngày càng khí tức tử vong nồng nặc, quả nhiên không cách nào nữa xâm nhập trong cơ thể hắn rồi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đi tới màu đen quan tài bên cạnh. Nồng đặc màu đen nước biển tuy rằng bị ngăn cản ở, thế nhưng Diệp Thần Phong ngửi được tại đây màu đen trong nước biển có nhất cổ nồng nặc mục nát mùi vị, dường như vô số chết. Thì bắt đầu trồng chất sau tản mát ra. Diệp Thần Phong nhẫn nhịn trong dạ dày bốc lên cảm giác Hắn đưa mắt dừng lại ở cái này màu đen quan tài bên trên. Chỉ thấy cái này màu đen quan tài dài chừng 2 mét, toàn thân đen nhánh cực kỳ, chất liệu là kim loại. Tại trên quan tài khắc họa hạt tử, xa, thăn lăn, con rết cùng cóc này ngũ độc. Hơn nữa tại đây chiếc quan tài hai bên chả phát họa mấy cái phong ấn. Này phong ấn hẳn là niêm phong lại quan tài bên trên khí tức tử vong, bây giờ phong ấn có thể là có phần tùng chuyển động mới đưa đến khí tức tử vong không ngừng tràn ra tới tại khoảng cách gần cảm giác được cái này màu đen quan tài sau lão bạch cùng lão hắc không hẹn mà cùng nói ra hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài diệp thần phong khi nghe đến lão bạch cùng lão hắc lời nói sau hắn vội vàng hỏi các ngươi nói này chiếc quan tài là tiên khí lão bạch cùng lão hắc đang trầm mặc sau một hồi lâu lão hắc giang vận thiên nói ra tiểu tử tử vong hòm quan tài chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ tiên khí. Chúng ta cũng chẳng qua là đã từng tại cổ tịch thượng từng thấy miêu tả mà thôi, cái này màu đen quan tài cùng cổ tịch thượng miêu tả hầu như giống nhau như đúc, chỗ bằng vào chúng ta có thể kết luận đây chính là tử vong hòm quan tài. Này tử vong hòm quan tài nghe nói là viễn cổ thời đại sơ kỳ một tên trí tôn luyện khí sư luyện chế mà thành, này luyện chế tử vong hòm quan tài tài liệu là hơn trăm loại cực kỳ quý báu kim loại, nhưng trọng yếu nhất không phải điểm này. Này tử vong hòm quan tài là dựa vào rất nhiều người tu luyện tiên huyết tưới mới luyện chế thành, đang luyện chế tử vong hòm quan tài trong quá trình, tổng cộng dùng 100 tên thiên thần cảnh tầng 3 cường giả tiên huyết, 1.000 danh địa thần cảnh tầng 3 cường giả tiên huyết, 2.000 tên linh thần cảnh tam tầng cường giả tiên huyết, 3.000 tên hóa thần cảnh tầng 3 cường giả tiên huyết cùng 10.000 tên niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả tiên huyết, đem những cường giả này tiên huyết hòa vào trong đó cuối cùng mới luyện chế thành này tử vong hòm quan tài. Lại có thêm tên kia trí tôn luyện khí sư để nhiều như vậy người tu luyện đều là tại trong tuyệt vọng chết đi, từ từ một chút một điểm khô máu tươi của bọn hắn, để máu tươi của bọn hắn chảy vào luyện chế tử vong hòm quan tài kim loại bên trong, nói cách khác những người tu luyện này tiên huyết trong tràn đầy tuyệt vọng cùng âm. Khí Tử vong hòm quan tài tổng cộng bỏ ra 99 đến 81 ngày mới chính thức luyện chế thành công, mà tại luyện chế thành công nháy mắt, tử vong hòm quan tài bên trong liền tràn ngập đầy khí tức tử vong nồng nặc, hơn nữa loại này khí tức tử vong đầy đủ uy hiếp được người tu luyện đánh mạng. Lão Hắc Giang vận thiên thở vào sau đó hắn mới tiếp tục nói, này tử vong hòm quan tài mặc dù bị xưng là hắc ám tiên khí, đó là bởi vì tử vong hòm quan tài giết địch một ngàn, tự tổn 800. Tử vong hòm quan tài dựa vào thôi thúc trong đó khí tức tử vong, để chung quanh người tu luyện được tử khí không ngừng thôn phệ nhưng cho dù chết hòm quan tài chủ nhân, cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi tử vong hòm quan tài bên trong tràn ra tới tử khí. Những người khác bị tử khí là nồng nặc nhất, nhưng tử vong hòm quan tài chủ nhân đồng dạng cũng sẽ bị một phần tử khí ăn mòn, cho nên mới gọi giết bịch một ngàn tự tổn 800. Bất quá có người nói tử vong hòm quan tài Power cực kỳ to lớn, không phải bình thường tiên khí có thể so sánh. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép năm đó luyện chế ra tử vong hòm quan tài luyện khí sư được gọi là hắc ám luyện khí sư những gì hắn làm nhận lấy rất nhiều người tu luyện bất mãn cuối cùng rất nhiều cường giả đồng thời thảo phạt tên này hắc ám luyện khí sư nhưng tại tên hắc ám luyện khí sư bị bước ép vượt cảnh thời điểm hắn liều lĩnh thôi thúc lên tử vong hòm quan tài để rất nhiều cường giả toàn bộ được tử khí thôn phệ sau đó có người nói tên kia hắc ám luyện khí sư cũng không cách nào chạy trốn tử vong hòm quan tài tử khí thôn phệ Cuối cùng tử vong hòm quan tài liền biến mất ở rồi, tất cả tu luyện người đem cái chết vong hòm quan tài xưng là hắc ám tiên khí, nhưng không có ai biết tử vong hòm quan tài rốt cuộc là cái gì cấp bậc tiên khí. Lão Hắc Giang vận thiên không khỏi thở dài, nói tiếp, trước mặt này tử vong hòm quan tài bên trong khí tức tử vong rõ ràng bị phong ấn lại rồi, trừ phi mở ra phong ấn, ta mới có thể phán đoán này tử vong hòm quan tài thuộc về cái gì phẩm bậc tiên khí rồi. Bất quá, tiểu tử ngươi nhưng đừng muốn giải khai tử vong hòm quan tài phong ấn lấy người tình huống bây giờ tử vong hòm quan tài phong ấn vừa giải mở ngươi e sợ hội cái thứ nhất chết đi diệp thần phong lặng lẽ gật gật đầu này tử vong hòm quan tài thật là một kiện tổn nhân bất lợi kỳ tiên khí hắn hiện tại quan tâm là tử vong hòm quan tài bên trong viên thứ tư thủy linh châu hỏi hắn ta mở ra này nắp quan tài hẳn là sẽ không mở ra tử vong hòm quan tài thượng phong ấn chứ. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, nếu như chỉ là mở ra nắp quan tài, này tự nhiên là sẽ không mở ra phong ấn được rồi. Nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, ai biết này tử vong hòm quan tài bên trong có hay không cái gì quái lạ. Khi nghe đến Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong hai tay đặt tại tử vong hòm quan tài thượng bên trong thân thể linh khí nhanh chóng tăng vọt mà lên, trong đầu hắn thần kinh căng thẳng lên, hai tay hơi dùng sức. Két, két, két thanh âm nhất thời dưới đáy biển vang lên. Này tử vong hòm quan tài nắp quan tài dĩ nhiên không chi phí quá lớn sức mạnh là có thể mở ra. Diệp thần phong mở ra tốc độ phi thường chậm, hắn cẩn thận cảm ứng trong quan tài tình huống, khi hắn đem nắp quan tài triệt để rời đi thời điểm. Chỉ thấy tại tử vong chi nằm trong quan tài một bộ thi. Thể, cái này cụ thi, thể cả người đều thịt đều có chút mục nát, nhưng không có mục nát phi thường triệt để. Cả khuôn mặt thượng là đông một khối, tây một khối thịt giữa, cái này cụ thi. Thể miệng vi vi mở ra, tại trong miệng của hắn hàm chứa một viên hạt châu màu xanh lam, tuy rằng hạt châu này so với thủy linh châu tiểu không ít, nhưng Diệp Thần Phong biết viên này hạt châu màu xanh lam chính là viên thứ tư thủy linh châu, dù sao thủy linh châu lớn nhỏ là có thể co lại thả. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn đi đem thủy linh châu từ thi. Thể miệng bên trong đào lúc đi ra, chỉ thấy cái này cụ phần lớn thịt đều mục nát thi. Thể, ngón tay của hắn dĩ nhiên nhúc nhích một cái, sát theo đó, lão bạch tiếng hét thất thanh tại diệp thần phong trong đầu vang lên, tiểu ra hỏa, chậm đã. chương 1968, bảy người thiết tấu. Tại lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm vang lên trong nháy mắt. Nguyên bản nằm ở tử vong hòm quan tài bên trong tử thi, thân thể của hắn trong dây lát từ trong quan tài ngồi dậy hắn mở ra miệng khép lại, viên thứ tư thủy linh châu vẫn cứ tại trong miệng của hắn, hắn trước kia con mắt đang nhắm mở ra, hắn một đôi mắt hiện ra màu xám trắng, từ cổ họng của hắn bên trong phát ra tế vi sùng sụp âm thanh. Cổ tử thi này màu xám trắng ánh mắt nhìn hướng một bên Diệp Thần Phong, thân thể của hắn run rẩy xuống, nồng đậm mùi hôi thối nhất thời trào vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới cổ tử thi này lại đột nhiên dị biến, càng thêm khiến hắn hoảng sợ là từ cổ tử thi này thượng đột nhiên kéo tới một trận sóng năng lượng, nước biển chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Ầm, uhm, một tiếng. Lão Bạch cùng lão Hắc bao vây lấy Diệp Thần Phong năng lượng trong nháy mắt bị phá ra rồi, tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh rồi, cơ hồ khiến Diệp Thần Phong không có bất kỳ thời gian chuẩn bị. Bao vây lấy năng lượng của mình bị phá ra, bốn phía từng trận khí tức tử vong trong nháy mắt xâm nhập Diệp Thần Phong trong cơ thể từ bộ kia trên xác chết cũng đột nhiên tản ra cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc, được mấy đạo khí tức tử vong ngâm vào thân thể, diệp thần phong sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, mà từ tử vong hòm quan tài bên trong ngồi dậy tử thi, cả người hắn từ trong quan tài đứng thẳng lên, từ trên người hắn tản ra nhất cổ âm lãnh thật khí thế. diệp thần phong mắt thấy tình huống không ổn, hắn không lo được của tử thi này trong miệng viên thứ tư thủy linh châu rồi, hắn mi tâm thần niệm hơi động thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở đáy biển. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Thần Phong đã đi tới tiểu thế giới trên một ngọn núi cao rồi, bởi không muốn để cho người nhà của mình lo lắng, cho nên hắn mới chưa từng xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới khu nhà ở vực. Xuất hiện tại tiểu thế giới đỉnh núi Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng bên ngoài đáy biển tình huống. Cái này của phục sinh tử thi quá mức quỷ dị, vẻn vẹn là tử thi trên người khí tức tử vong. Diệp Thần Phong liền không cách nào chống đỡ rồi. Mà Lão Bạch cùng Lão hắc Tàn Hồn tuy rằng không phải tại trạng thái đỉnh cao, thế nhưng bộ kia tử thi có thể phá tan Lão Bạch cùng Lão hắc đối Diệp Thần Phong bảo vệ, vậy thì chứng minh rồi bộ kia tử thi thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Diệp Thần Phong xuất hiện đang lo lắng bộ kia tử thi hội hướng về trên mặt biển linh thuyền tập kích, dư chí minh, kim khang thuận hòa phương giết sông sống chết của bọn họ, Diệp Thần Phong có thể không thèm quan tâm nhưng hắn không thể mặc kệ tiết huyền tình đám người cũng còn tốt tại diệp thần phong biến mất ở đáy biển sau đó bộ kia tử thi tại không cảm giác được mục tiêu sau hắn trực tiếp rời đi nhanh chóng rồi bất quá hắn cũng không hề hướng về trên mặt biển lao đi mà là tại đáy biển nơi sâu xa hướng về mặt phía bắc lao đi rồi rất nhanh diệp thần phong liền không cảm giác được bộ kia tử thi hơi thở đang xác định này có tử thi không có đi tập kích linh thuyền sau đó diệp thần phong lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm tại thanh tĩnh lại sau đó diệp thần phong bên trong thân thể huyết khí một trận dâng lên phốc phốc hai ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe trong cơ thể hắn tràn vào khí tức tử vong vẫn không có hóa giải đây hắn vội vàng ngồi xếp bằng nhắm mắt tại lão bạch cùng lão hắc trợ giúp xuống hắn đem trong cơ thể khí tức tử vong từ từ xua tán đi Diệp thần phong trạng thái không thật là tốt, trên mặt không có bất kỳ một chút hồng hào, hỏi hắn, lão bạch, lão hắc, vừa vặn vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Kia mình rõ ràng chỉ là một bộ thi, thể rồi. Lão bạch ngô phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, cái kia xác thực chỉ là một bộ tử thi, nhưng người nào quy định tử thi không thể hoạt động. Hẳn là lực lượng nào đó thúc đẩy bộ kia tử thi giữ vững năng lực hoạt động cùng với khi còn sống thực lực, mà ngươi tại mở ra nắp quan tài trong nháy mắt, phải là đem bộ kia tử thi cho tỉnh lại. Diệp thần phong phục dụng hai viên liệu thương đan sau, hắn một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc viên thứ tư thủy linh châu còn tại bộ kia tử thi miệng bên trong. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, đừng nghĩ này muốn cái kia được rồi, trước đem chiếc kia tử vong hòm quan tài chiếm được, tuy nói tử vong hòm quan tài là hắc ám tiên khí, giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, nhưng cái kia tốt xấu cũng là một cái tiên khí, sau này nói không chắc ngươi sẽ phái thượng tác dụng. Diệp thần phong quanh thân lần thứ hai được lão bạch cùng lão hắc sức mạnh cho bao vây, hắn về tới đáy biển chỗ sâu tử vong hòm quan tài bên cạnh. Tử vong hòm quan tài bên trong không có bất kỳ vật gì khác rồi, Diệp thần phong một lần nữa đem tử vong hòm quan tài nắp quan tài cho khép lại. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, hiện tại ngươi muốn lần nữa củng cố một cái tử vong hòm quan tài thượng phong ấn bây giờ tử vong hòm quan tài còn không phải ngươi có thể khống chế các loại củng cố phong ấn sau đó ngươi liền tạm thời đem tử vong hòm quan tài đặt ở bên trong tiểu thế giới đi tử vong hòm quan tài thượng phong ấn vô cùng phức tạp lão bạch cùng lão hắc đang nghiên cứu sau một tiếng bọn hắn mới cuối cùng là mò tới một ít khiếu môn cũng còn tốt phong ấn chỉ là có chút tùng chuyển động gia cố một cái phong ấn đó cũng không phải chuyện quá khó khăn tại lão bạch cùng lão hắc trợ giúp xuống diệp thần phong là thuận lợi đem tử vong hòm quan tài thượng phong ấn tạm thời gia cố rồi từ tử vong hòm quan tài bên trong không có bất kỳ một tia tử vong chi khí truyền tới rồi lão hắc giang vận thiên nói ra tiểu tử người nhất định muốn cách mỗi ba tháng gia cố một cái phong ấn bằng không phong ấn vẫn cứ sẽ từ từ trở nên buông lỏng tại đem tử vong hòm quan tài thượng phong ấn gia cố sau đó diệp thần phong trực tiếp mang theo tử vong hòm quan tài tiến vào bên trong tiểu thế giới ở một tòa khoảng cách ở người khu vực khá xa trên núi cao, đánh ra một cái sâu thẳm sơn động đến, Diệp Thần Phong đem tử vong hòm quan tài đặt ở bên trong hang núi, đồng thời đem sơn động cửa động cho phong bế. Tuy nói tử vong hòm quan tài tạm thời phong ấn lại rồi, nhưng hắn vẫn là không muốn bên trong tiểu thế giới người tiếp xúc được, dù sao tử vong hòm quan tài quá nguy hiểm một điểm. Tại đem sơn động niêm phong lại sau đó Diệp Thần Phong lần thứ hai từ tiểu thế giới bên trong đi ra theo tử vong hòm quan tài bị thả vào bên trong tiểu thế giới, đáy biển lực cản đang dần dần biến mất rồi, trên mặt biển nổi lên cuộn sóng cũng đang hướng tới bình tĩnh. Trước đó, Dư Chí Minh đám người nhưng là thông chi huyền châu ba viêm tông cùng kim gia, chuẩn bị đến này đáy biển hoàn toàn tìm tòi hư thực. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái mưu kế, hỏi hắn, Lão Bạch, Lão Hắc, có thể hay không tại đây đáy biển bố trí một cái trận pháp, để trong nước biển vẫn cứ duy trì lực cản trên mặt biển vẫn cứ nổi lên cuộn sóng lão bạch nói ra này vô cùng đơn giản người tên tiểu tử này phải hay không lại muốn âm người diệp thần phong cười nói chỉ cần tính chất tượng trưng bố trí một cái trận pháp là được rồi không cần thiết để trong nước biển lực cản khôi phục lại như trước diệp thần phong không cần phải lo lắng sau dư chí minh đám người sản sinh hoài nghi cho dù hải lý lực cản giảm bớt bọn hắn cũng chỉ biết tưởng rằng một loại tự nhiên tiêu hao. Diệp thần phong lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra trước đó luyện chế tốt lục phẩm linh cực đan. Trước hắn tổng cộng luyện chế ra phổ thông linh cực đan 10 viên, nhị văn linh cực đan luyện chế ra 3 viên. Diệp thần phong từ hỗn độn chiếc nhẫn tìm ra 13 cái bình xứ, hắn đem bình xứ làm cũ, đồng thời tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự giúp đỡ, hắn để bình xứ tràn đầy nhất cổ cổ lão mùi vị cho người một loại niên đại xa xưa cảm giác. Tiếp lấy, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần Phong lại để cho đan dược thượng cũng tràn đầy một ít cổ lão mà lại tan thương ý vị. Hắn đem 13 viên thuốc phân biệt để vào 13 cái làm cũ sứ trong bình. Có Lão Bạch cùng Lão Hắc ra tay, chỉ sợ coi như là cường giả tuyệt thế, cũng rất khó nhìn ra bình sứ cùng đan dược đều là từng dở trò được rồi người bình thường nhất định sẽ cho rằng này là trước đây người tu luyện lưu lại quý giá đan dược. Ba viêm tông cùng huyền châu kim ra không là muốn người đến sao. Này lục phẩm linh cực đan một khi cho linh thần cảnh cùng linh thần cảnh bên dưới người dùng, như vậy người dùng đang đột phá một cái tiểu tầng thứ sau, thân thể không bao lâu liền sẽ nổ tung mà chết. Dư Chí Minh, Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông không phải đối diệp thần phong đám người rất khinh thường sao bọn hắn không phải là muốn độc chiếm này đáy biển bảo vật sao? Diệp thần giống như bọn hắn mong muốn, đem nơi này bảo vật toàn bộ cho bọn họ. Diệp thần phong cũng không muốn để dư trí minh đám người tay không mà về, cho nên hắn không tiếc tự móc tiền túi, làm ra một ít linh cực đan đến. Tại đã làm xong này một loạt chuẩn bị sau, hắn lại bắt đầu dưới đáy biển bố trí trận pháp, hắn dự định đem 13 cái bình xứ đặt ở trung tâm trận pháp một bên dưới đáy biển bố trí trận pháp, Diệp Thần Phong một bên nghĩ ở trong lòng nói, ta còn thực sự là một người tốt đây. Vì không để ngươi nhóm thất vọng, ta nhưng là cho các ngươi hao tổn tâm cơ rồi, bất quá, ra ra ta làm việc tốt không lưu danh, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Xem ra ba viêm tông cùng huyền châu kim ra bên trong có phần người tu luyện phải xui xẻo. Diệp thần phong đây là tiêu chuẩn bẫy người tiết tấu A-Hát trên trời huyền giới hầu như không ai có thể nhận ra này linh cực đan, diệp thần phong trên căn bản là một vũng hú một cái đúng. chương 1969, vũng hú không chết được ngươi nhóm. Tháng ngày một ngày lại một ngày trôi qua. Mười ngày trước. Diệp thần phong dưới đáy biển thần không biết quỷ không hay bố trí một cái trận pháp, tại đem 13 cái bình xứ phóng tới trung tâm trận pháp sau đó hắn liền lần nữa lặng lẽ về tới bên trong gian phòng của mình. Diệp thần phong dưới đáy biển bố trí chính là một cái phòng ngựa cùng công kích gồm nhiều mặt trận pháp, trong nước biển lần thứ hai tràn ngập nhất cổ cách trở lực lược, trên mặt biển cuộn sóng bởi vì trận pháp quan hệ, tạm lúc cũng không có bình tĩnh lại xu thế. Hết thảy đều chính theo diệp thần phong kế hoạch đẩy mạnh. Tại 10 ngày này bên trong, ngoại trừ cần thiết thấy một cái tiết huyền tình đám người ở ngoài, diệp thần phong hầu như mỗi ngày đều tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này, bên trong tiểu thế giới cái kia để đó hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài trong sơn động. Diệp thần phong chính ngồi xếp bằng tại tử vong hòm quan tài trước, hắn trái cầm trong tay một con chén, tay phải thủ trưởng phá vỡ, hắn đem máu tươi của mình không ngừng nhỏ vào trong chén. Luyện hóa tử vong hòm quan tài không cần mở ra mặt trên phong ấn, tại 10 ngày này bên trong, tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự chỉ điểm, diệp thần phong lục tục đã luyện hóa được 10 ngày, đáng tiếc hắn còn chưa thể chân chính để tử vong hòm quan tài nhận chủ. Trên căn bản mỗi ngày Diệp Thần Phong đều sẽ thả một bát máu tươi của mình, lấy máu tươi của mình lấy tư cách luyện hóa thuốc dẫn, chỉ cần để tử vong hòm quan tài bộ nhớ tại hơi thở của hắn, như vậy liền đại công cáo thành. Tại tay trái bên trong trong bát tiên huyết thả đầy sau đó Diệp Thần Phong thanh nghiêm chỉnh chén tiên huyết rội tại trong không khí, ngón tay của hắn nhanh chóng thanh trong không khí tiên huyết phát hỏa thành bất đồng đồ án. Những này đồ án cuối cùng hoàn toàn khác ở tử vong hòm quan tài thượng, thẩm thấu tiến vào tử vong hòm quan tài nội bộ. Mỗi lần tại đây chút đồ án thẩm thấu tiến tử vong hòm quan tài nội bộ thời điểm, sẽ có nhất cổ nhu hòa năng lượng từ tử vong hòm quan tài bên trong tản ra. Đây đã là Diệp Thần Phong lần thứ 10 làm như vậy, có thể nói hắn một loạt động tác là nước chảy mây trôi. Chính giữa căn bản không có bất kỳ dừng lại này luyện hóa tiên khí là cực kỳ tiêu hao linh khí cùng thần nghiệp, đang nhìn đến chính mình phát họa đồ án thấm vào tử vong hòm quan tài sau, Diệp Thần Phong trên mặt vô cùng trắng xanh, hơn nữa mũi cùng trong miệng khí tức cũng cực kỳ gấp gáp. Bất quá, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, trải qua 10 ngày sau khi luyện hóa, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được tử vong hòm quan tài bên trong, có nhất cổ thuộc về hắn loáng thoáng hơi thở, ước chừng chỉ cần tại kiên trì hai ngày thời gian là hắn có thể đủ đem tử vong hòm quan tài hoàn toàn đã luyện hóa được. Tạm thời kết thúc hôm nay sau khi luyện hóa, Diệp Thần Phong đi ra khỏi sơn động, đem sơn động lối vào phong sau khi thức dậy, hắn rời khỏi tiểu thế giới, về tới trong phòng của hắn. Bên ngoài phòng sắc trời đã sớm sáng rồi, Diệp Thần Phong tại vươn người một cái sau đó hắn mơ hồ nghe đến trong phòng ngoài truyền tới một chút tiếng ẩm ý, hắn mở cửa phòng hướng về tầng thứ ba bong tàu đi đến chỉ thấy có một, khác chiếc bảo khí linh thuyền dừng sát ở diệp thần phong bọn hắn linh thuyền bên cạnh. Từ con tàu này linh trên thuyền bay tới 11 người, bọn hắn vững vàng đứng ở diệp thần phong bọn hắn linh thuyền tầng thứ ba trên bong thuyền. Đồng thời Dư Chí Minh, Kim Khang Thuận Hòa Phương Giết Sông đã đứng ở tầng thứ ba bong tàu bên trên rồi. Này 11 người bên trong, trong đó 5 người ngực quần áo theo một đóa ba màu hỏa diễm, này chính là thuộc về ba viêm tông đặc biệt tiêu chí này trong năm người dẫn đầu một ông già thực lực tại thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong hắn chính là ba viêm tông bên trong một tên trong đó lão tổ lục trấn vĩnh về phần đứng sau lưng lục trấn vĩnh bốn tên đàn ông trung niên thực lực thuần một sắc tại linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong bọn hắn tại ba viêm tông bên trong cũng có không tầm thường địa vị dù sao tại huyền châu trong tông môn thiên thần cảnh cùng địa thần cảnh người cũng không nhiều linh thần cảnh mới là huyền châu tông môn chính giữa sức mạnh hơn nữa tại huyền châu hàng đầu trong tông môn, linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Mặt khác năm người mặc trên người vậy trường sam màu trắng. Bọn hắn chính là huyền châu kim gia người, dẫn đầu là một gã thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ lão đầu, tên của hắn gọi là Kim Trí Đi, hắn đồng dạng cũng là huyền châu kim gia lão tổ, đứng sau lưng hắn bốn tên đàn ông trung niên, thực lực cũng đang linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong tầng thứ xem ra ba viêm tông cùng kim ra là thương lượng kỹ càng rồi, bọn hắn phái tới trợ giúp sức mạnh đều tại sản sản với nhau. Về phần này 10 trong một người người cuối cùng, hắn và mặt khác 10 người là hoàn toàn không hợp, người này sơ nhìn qua chính là một cái lão già, y phục trên người rách dưới, mái tóc cũng rối tung không thể tả, tại cái hông của hắn treo một cái bầu rượu, hắn thỉnh thoảng hội vặn ra cái nắp uống một cái. Diệp thần phong cảm giác không ra lão già này trên người có bất kỳ khí thế chấn động, bất quá, lục trấn vĩnh cùng kim Chí đi đối lão già này rất là tôn kính, xem đến cái này thân phận của lão đầu không bình thường. Thần phong, phải hay không cảm giác không ra ông lão kia khí thế trên người? Dương Hạo Thiên không biết lúc nào đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai sau đó tiếp tục nói, ông lão kia tại Huyền Châu nhưng nổi danh làm, hắn gọi Quách Thượng Đông, rất nhiều người cũng gọi hắn sâu rượu, phàm là có tuyệt thế rượu ngon địa phương, trên căn bản sâu rượu quách thượng đông đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên sâu rượu Tiền Bối không phải là dựa vào yêu rượu nổi danh, người khác cảm giác không ra thực lực của hắn, nhưng hắn một thân thực lực lại sâu không lường được, có người nói có một lần tại Huyền Châu, có một cái gia tộc lão tổ chọc tới sâu rượu Tiền Bối, tên kia lão tổ nhưng là có địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thực lực, nhưng kết quả sâu rượu Tiền Bối chỉ là một chiêu hắn liền để tên kia lão tổ bị mất mạng, từ nay về sau, tại huyền châu hầu như không người nào dám đi chọc sâu rượu tiền bối. Liền ngay cả một ít huyền châu đại tông môn cũng sẽ cho sâu rượu tiền bối một ít mặt mũi. Trước đó tại Dư Chí Minh lợi dụng đưa tin phù, đưa tin cho ba viêm tông thời điểm, vừa vặn sâu rượu quách thượng đông tại ba viêm tông bên trong, bởi vì hắn nghe nói ba viêm tông bên trong chân quý mấy vỏ rượu ngon, cho nên hắn liền không mời mà tới rồi lấy sâu rượu quách thượng đông thần bí thực lực hắn tự nhiên cũng nghe được đưa tin phù bên trong đưa tin thế là hắn đưa ra yếu cùng đi nhìn xem ba viêm tông tự nhiên không tốt lắm từ chối sâu rượu quách thượng đông rồi bất quá tại quách thượng đông minh xác chính mình chỉ là nhìn xem cho dù có bảo vật hắn cũng sẽ không lấy đi bất kỳ như thế sau ba viêm tông mới đáp ứng rồi để quách thượng đông cùng đi sâu rượu quách thượng đông tại huyền châu là nổi danh coi trọng chữ tín cho nên ba viêm tông cùng kim gia thật cũng không lo lắng quách thượng đông lật lọng. Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí sắp sửa sâu rượu quách thượng đông theo tới sự tình đối Dư Chí Minh đám người giải thích một lần, tuy rằng Dư Chí Minh là Trung Châu Tông môn người, nhưng hắn cũng đã từng nghe nói sâu rượu danh hào, hắn đối với quách thượng đông chắp tay, thăm hỏi một tiếng, sâu rượu tiền bối. Quách thượng đông hơi lim di mắt, tùy ý uống một hớp rượu sau đó hắn chỉ là gật gật đầu, xem như là nghe được Dư Chí Minh lời nói, này làm cho Dư Chí Minh sắc mặt hơi có chút khó coi. Lúc này, Tiết Uyển Tình, Triệu Bá, Lâm An Tuyết cùng Tô Băng Vân đám người toàn bộ đi tới tầng thứ ba trên bong thuyền. Nhìn thấy ba viêm tông cùng huyền châu kim ra trợ giúp đã đến, trong lòng bọn họ chả là cực kỳ không cam lòng, dưới cái nhìn của bọn họ đáy biển bên dưới có thể là một cái không sai cơ duyên, cứ như vậy bỏ lỡ một cái cơ duyên, bọn hắn sao có thể đủ tâm bình khí hòa. Kim Khang Hồng cùng Phương Giết Sông đã đem Diệp Thần Phong đám người lai lịch đối Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh nói một lần. Kim Chí đi mắt lạnh khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong đám người, phảng phất đang nhìn người chết, hắn bình thản nói ra, chỉ là một cái thanh nguyệt tông mà thôi, chờ bọn hắn bị loại bỏ khỏi thiên huyền thịnh điển, thanh nguyệt tông liền sẽ trên trời huyền giới biến mất rồi. Ba viêm tông Lục Trấn Vĩnh trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, dù sao phương giết sông cháu trai cùng ba viêm tông đệ tử lôi thiên bằng là chết trong tay thanh nguyệt tông dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái thanh nguyệt tông dám đối với bọn họ ba viêm tông đệ tử động thủ quả thực là không biết sống chết rồi kim khang hồng đối với tiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người quát lên các ngươi lưu cho ta tại linh trên thuyền yên tâm đi không tốn thời gian dài các ngươi liền sẽ đến diêm vương điện đi tới báo cáo diệp thần phong nghe từng câu chào phúng nhìn xem từng cái từng cái khinh thường mặt, trong lòng của hắn cũng hồi hộp, hắn nhìn xem ba viêm tông cùng kim ra tổng cộng 8 tên linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, hắn đáy biển linh cực đan nhưng chờ những người này đây. Lúc này trả vũng hố bất tử bọn hắn. Này 8 tên linh thần cảnh cường giả quả thực như là chuyên môn phối hợp diệp thần phong linh cực đan mà đến. Diệp thần phong hầu như có thể nghĩ đến, bọn hắn khi chiếm được linh cực đan sau, bọn hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi dùng chương 1970, uất ức, đắc ý. Chính lúc Sư Chí Minh, Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi đám người yếu đồng thời nhảy vào trong nước biển thời điểm. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Dương Hạo Thiên mở miệng, hắn đối với Quách Thượng Đông Cung Kính nói, sâu rượu tiền bối, không biết ngài chả có hay không nhận ra ta. Ta là huyền châu Dương gia con cháu Đích Tôn, năm đó ở ta còn lúc còn rất nhỏ, ta thái ra ra kính xin ngài uống qua một vò rượu đây này. Quách thượng đông liếc mắt nhìn Dương Hạo Thiên, một lát sau, hắn gật gật đầu, nói ra, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được năm đó người còn muốn bái ta làm thầy tới, đáng tiếc sâu rượu ta vô câu vô thúc quen rồi, chưa bao giờ thu cái gì đệ tử. Dương Hạo Thiên thấy Quách thượng đông còn nhớ hắn, hắn lập tức nói ra, sâu rượu tiền bối, nơi này bảo vật rõ ràng chúng ta cũng nhìn đến, chúng ta tại sao không thể tiến vào trong biển. Đây căn bản không công bằng, bọn họ là ỷ thế hiếp người. Quách thượng đông thỉnh thoảng hướng về trong miệng sau khi ực một hớp rượu, cả người hắn phảng phất vẫn luôn là say khướt, trong cổ họng hắn ợ một hơi rượu sau đó nói ra, năm đó ta uống dương ra lão đầu một vò rượu, nhân tình này vẫn không có trả đây. Sau đó, quách thượng đông nhìn xem Dư Chí Minh cùng Lục Trấn Vĩnh đám người, nói ra, cho sâu rượu ta một bộ mặt, nếu bọn hắn cũng ở nơi đây, như vậy bọn hắn có quyền đi xuống tìm tòi hư thực, về phần bảo vật cuối cùng ai sẽ thu được vậy sẽ phải dựa vào bản lãnh của mình rồi, sâu rượu ta bảo đảm không nhúng tay vào. Đương nhiên tại tranh cướp bảo vật thời điểm, tuyệt đối không thể thương tới đối phương tính mạng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngược lại, quách thượng đông rồi hướng Dương Hạo Thiên, nói ra, năm đó ra ra ngươi mời ta uống cái kia một vò rượu không tính là cực phẩm, sâu rượu ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi có thể tiến vào trong biển cùng bảo đảm tính mạng của các ngươi. Về phần những chuyện khác phải nhờ vào chính các ngươi tranh thủ. Quách Thượng Đông nói chuyện hàm hàm hồ hồ, phảng phất là uống rượu say bình thường. Tại Quách Thượng Đông nói ra lần này, Hồ Sau đó dư Chí Minh cái thứ nhất sắc mặt trở nên âm trầm, hắn khách khí với Quách Thượng Đông, này không có nghĩa hắn sợ Quách Thượng Đông rồi, tại dư Chí Minh muốn bạo phát lúc đi ra, Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi vội vàng đồng ý. Hai người bọn họ đồng thời lôi kéo dư Chí Minh trong đó Lục Trấn Vĩnh nhỏ giọng nói, dư sứ giả, sâu rượu quách thượng đông thực lực sâu không lường được. Dù sao chỉ cần hắn không nhúng tay vào, khiến những này tôm tép nhỏ bé tiến vào trong biển thì lại làm sao? Bọn hắn trong tay chúng ta mò không đến bất kỳ chỗ tốt. Thấy Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi đều đồng ý rồi, Dư Chí Minh đem muốn bạo phát lửa giận áp chế xuống, hắn cũng đồng ý để Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người tiến vào trong biển rồi lại có thêm lục trấn vĩnh đám người không nghĩ tới tại thanh nguyệt tông bên trong. Còn có một cái huyền châu dương ra dòng chính đệ tử tồn tại. Dương gia tại đã từng huyền châu ngược lại là thế lực không tầm thường, nhưng bây giờ dương gia tại huyền châu chỉ xem như một cái thế lực bình thường rồi, cho nên lục trấn vĩnh bọn hắn không có coi dương hạo thiên là chuyện quan trọng tình. Tiết huyền tình mấy người cũng chỉ biết một chút thân phận của dương hạo thiên, bọn hắn không nghĩ tới dương hạo thiên cùng sâu rượu quách thượng đông trả nhận thức, đang xác định cũng có thể tiến vào đáy biển sau đó tiết huyền tình đám người khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Trong bọn họ e sợ chỉ có Diệp Thần Phong là buồn bực, đáy biển bảo vật nhưng là hắn vì ba viêm tông cùng huyền châu kim ra tỉ mỉ chuẩn bị, vạn nhất được tiết huyền tình đám người phá hủy, vậy thì quá người khó chịu. Cũng may dư chí minh phía kia cường giả không phải Diệp Thần Phong bọn hắn bên này có thể so sánh được. Này làm cho Diệp Thần Phong lần thứ hai yên tâm xuống, Hắn đối với Tiết Huyền Tình đám người, nói ra, chúng ta đi xuống tìm tỏi hư thực có thể. Nhưng đừng vì này chút bảo vật không quan tâm tánh mạng, đến lúc đó cho dù đã lấy được bảo vật cũng không mệnh hưởng dụng. Đối với Diệp Thần Phong theo như lời nói, Tiết Huyền Tình các loại người vẫn là vô cùng tán đồng, nhưng bọn họ luôn cảm thấy Diệp Thần Phong thái độ có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là loại kia không sợ kẻ nguy hiểm, bất quá. Bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều bởi vì dư chí minh đám người đã nhảy vào trong biển rồi tiết huyền tình cùng triệu bá mấy người cũng lập tức nhảy vào hải lý diệp thần phong đối với mình bố trí bảo tàng là không hứng thú lắm hắn cái cuối cùng mới nhảy vào hải lý tất cả mọi người tại bơi đến nổi lên cuộn sóng mặt biển sau bọn hắn lập tức hướng về đáy biển tiềm nhập tại tiềm nhập đáy biển sau đó trong nước biển quả nhiên có nhất cổ lực cản chả thỉnh thoảng bốc lên một ít không giải thích được công kích Dư Chí Minh, Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông ba người này, bọn hắn trước đó đã lẻn vào qua đáy biển, bọn hắn lúc này lông mày chăm chú nhíu lại, bởi vì xuất hiện ở trong nước biển lực cản cùng công kích căn bản vô pháp cùng trước đó so sánh, bây giờ trong nước biển cách trở cùng công kích đoán chừng bất kỳ một tên địa thần cảnh cường giả đều có thể phá tan rồi. Bất quá, Dư Chí Minh ba người cũng sẽ không cho là phía dưới bị người từng dở trò rồi, Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng trong nước biển cách trở cùng công kích sở dĩ yếu đi, hẳn là một loại tự nhiên tiêu hao, trong lòng bọn họ có phần hối hận rồi, sớm biết bọn hắn mấy ngày trước hẳn là lại xuống nhìn xem tình huống. Có Dư Chí Minh, Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi ba tên thiên thần cảnh cường giả, trong nước biển cách trở cùng công kích trong nháy mắt được phá đi, về phần sâu rượu quách thượng đông, hắn ở trong nước biển chậm rãi đi lại, phảng phất chỉ là một cái khán giả mà thôi. Tại lực cản cùng công kích phá tan sau, tất cả mọi người nhanh chóng hướng về phía dưới lẻn vào, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy dưới đáy biển nơi sâu xa nhất có một cái mất đi tác dụng trận pháp, cùng với tại trong trận pháp giữa có 13 cái cổ lão bình xứ. Tại không có cách trở sau đó dư chí minh, lục trấn vĩnh cùng kim chí đi là sông lên trước, hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, 13 cái bình xứ, dư chí minh đã lấy được 3 cái, lục trấn vĩnh cùng kim chí đi phân biệt đã lấy được 5 cái. Được bỏ lại đằng sau tiết huyền tình đám người, bọn hắn nhìn thấy 13 cái bình xứ đều bị dư chí minh đám người thu được sau đó bọn hắn ở trong lòng thở dài đồng thời, bọn hắn hướng về trên mặt biển lao đi rồi. Không bao lâu thời gian, tất cả mọi người lần nữa về tới linh thuyền tầng thứ ba bong tàu bên trên. Đã lấy được bình xứ dư chí minh, lục trấn vĩnh cùng kim Chí đi, bọn hắn không kịp chờ đợi mở ra bình xứ tại từng cái đem bình xứ mở ra sau đó nhất cổ mùi thuốc cùng nhất cổ cổ lão mùi vị, nhất thời từ bình xứ bên trong tung bay đi ra. Lục Trấn Vĩnh nói ra là đan dược, căn cứ những này sức thuốc, này tối thiểu nhất là lục phẩm đan dược, ta chỗ này vẫn còn có một viên nhị văn đan. Kim Chí đi cũng vội vàng nói, ta chỗ này cũng có một viên nhị văn đan. Cuối cùng Dư Chí Minh đồng dạng nói ra, ta cũng đã lấy được một viên nhị văn đan. Dư Chí Minh tổng cộng thu được một viên nhị văn linh cực đan cùng hai viên phổ thông linh cực đan, mà Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi bọn hắn lấy được đan dược số lượng là giống nhau, một viên nhị văn linh cực đan cùng bốn viên phổ thông linh cực đan. Lục Trấn Vĩnh tiếp tục nói, loại đan dược này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng căn cứ bình xứ thượng khí tức cổ lão tăng thương, cùng đan dược thượng khí tức cổ xưa, này nói không chắc là viễn cổ thời đại đan dược, bây giờ thiên huyền giới đã sớm thất truyền còn có này nhị văn đan trên trời huyền giới nhưng tuyệt đối là vô cùng chân quý, lục phẩm nhị văn đan, cấp bậc không tính thấp. Sâu rượu quách thượng đông chỉ có đang nhìn đến nhị văn đan thời điểm, con mắt của hắn mới vi vi sáng ngời, bất quá, rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục yên tĩnh, thật giống hắn đối những đan dược này căn bản không có hứng thú. Dư Chí Minh cầm trong tay đan dược, hắn cẩn thận cảm giác một cái kỳ trung dược lực sau đó nói ra, đan dược này bên trong dược lực nồng nặc, căn cứ của ta suy đoán thích hợp nhất linh thần cảnh người dùng. Hơn nữa đan dược bên trong không có bất kỳ tạp chất, đây cũng không phải là bây giờ cái thời đại này có thể luyện chế ra tới. Lục Trấn Vĩnh liếc nhìn sau lưng bốn tên ba viêm tông linh thần cảnh cường giả, nói ra, dư sứ giả, trước đó đã thương lượng qua bảo vật phân phối, nguyên bản chúng ta nên muốn cho suốt một nửa đan dược, nhưng loại đan dược này đối dư sứ giả ngươi hầu như không có bất kỳ dùng, lại nói dư sứ giả trong tay ngươi đã có ba viên thuốc rồi, các loại về huyền châu sau đó ta ba viêm tông nhất định cho dư sứ giả ngươi hài lòng bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Dư Chí Minh trong lòng vẫn là rất thất vọng, hắn không nghĩ tới đáy biển chỉ có này 13 bình đan dược, mỗi trong bình chả chỉ có một viên, nếu những đan dược này đối với hắn xác thực không có tác dụng quá lớn, như vậy hắn tình nguyện thu được một ít ba viêm tông cùng kim ra bồi thường. Kim Chí Đi cũng lập tức nói ra, đúng vậy, dư sứ giả, chúng ta kim gia cũng nguyện ý cho dư sứ giả ngươi hài lòng bồi thường. Dư Chí Minh gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta chỉ yếu trong tay ta này ba viên thuốc là được rồi. Khi nghe đến Dư Chí Minh lời nói sau, Lục Trấn Vĩnh lập tức đem bốn viên phổ thông linh cực đan phân cho bốn tên ba viêm tông linh thần cảnh cường giả. Mà Kim Chí Đi cũng đem bốn viên phổ thông linh cực đan phân cho bốn tên kim gia linh thần cảnh cường giả. Về phần bọn hắn trong tay Nhị Văn Linh Cực Đan, bọn hắn cho Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông, bọn hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, coi như là Nhị Văn lục phẩm đan dược, đối thực lực của bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp, chẳng bằng cho nằm ở địa thần cảnh Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông dùng đây. Một tên ăn mặc trường sa màu trắng Ba Viêm Tông linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong nam nhân, hắn tại tiếp nhận đan dược Hắn cảm nhận được đan dược bên trong dược lực, sau đó hắn cảm giác nếu như phục dụng viên đan dược kia, nói không chắc thực lực của hắn lại có thể hướng về một tầng trên rồi, hắn không kịp chờ đợi cái thứ nhất phục dụng linh cực đan. Này trường sa màu trắng ba viêm tông nam nhân tại phục dụng sau đó những người còn lại đều không có lập tức phục dụng, toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Chỉ thấy tên này trường sa màu trắng nam nhân, hắn lập tức ngồi xếp bằng, hắn không ngừng dung hợp trong cơ thể linh cực đan dược lực trên người rất nhanh sẽ được mồ hôi cho thấm ướt. Này linh cực đan dược lực phi thường dễ dàng hấp thu, khả năng chỉ có khoảng một phút thời gian. Oanh, một tiếng, tên này trường sa màu trắng nam nhân, hắn bên trong thân thể khí thế tăng vọt, không khí chung quanh bạo động, từng đợt mãnh liệt linh khí bao phủ bốn phía, hắn dĩ nhiên trực tiếp khóa nhập địa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Ở tên này trường sa màu trắng nam nhân bước vào địa thần cảnh một tầng sơ kỳ sau. Cách đó không xa Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên bọn hắn sắc mặt uất ức lên, dưới cái nhìn của bọn họ loại đan dược này có thể là chuyên môn cho linh thần cảnh cường giả chuẩn bị, có thể làm cho linh thần cảnh cường giả trực tiếp đột phá một cái tiểu tầng thứ. Tại đa số đan dược bên trong có thể trực tiếp để người tu luyện đột phá, loại đan dược này là phi thường ít thấy, rất rõ ràng trước mắt loại đan dược này lập tức được Tiết Huyền Tình đám người cho rằng là một loại cực kỳ hiếm có viễn cổ đan dược. Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông thấy trường sa màu trắng nam tử dùng đan dược sau trực tiếp đột phá, bọn hắn đắc ý liếc mắt nhìn tiết huyền tình đám người. Mà thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn liên tục cười lạnh, hắn rất chờ mong ba viêm tông cùng Kim ra người phải hay không có thể một mực đắc ý đi đi. Đương nhiên cũng rất chờ mong linh cực đan hiệu quả, dù sao đây là hắn lần thứ nhất thấy đã có người dùng linh cực đan đây. chương 1971, không cười được linh cực đan hiệu quả thực sự sẽ không lập tức hiển hiện ra. Yếu ở trong người đem linh cực đan dược hiệu hấp thu xong sau 3 phút, loại kia nổ tung mà chết tác dụng mới sẽ sinh ra. Ở đằng kia tên ba viêm tông trường sa màu trắng nam nhân, thực lực cực kỳ thuận lợi tăng lên tới địa thần cảnh một tầng sơ kỳ sau. Ba viêm tông mặt khác ba tên linh thần cảnh 7 tầng đỉnh cao cường giả, còn có trung châu kim ra bốn tên linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả, bọn hắn không kịp chờ đợi đem linh cực đan nuốt vào trong bụng, muốn từ linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong bước vào địa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, những người này đều bị vây ở linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong đã rất lâu rồi, trước mắt đạt được có thể trực tiếp để cho bọn họ lên cấp một cái tiểu tầng thứ đan dược. Bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy? Ba viêm tông cùng kim ra bảy tên linh thần cảnh cường giả, bọn hắn tại nuốt phổ thông linh cực đan sau, bọn hắn dồn dập ngồi xếp bằng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu trong cơ thể nồng nặc dược lực rồi. Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông xem trong tay nhị văn linh cực đan, tuy rằng bọn hắn biết này lục phẩm nhị văn đan, hẳn là không cách nào để cho bọn hắn cái loại này thần cảnh cường giả trực tiếp đột phá, nhưng bọn họ cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hai người bọn họ tại do dự một chút sau đó bọn hắn cũng không hẹn mà cùng phục dụng linh cực đan. Sâu rượu quách thượng đông tùy ý nằm ở bong tàu bên trên, con mắt khi thì híp lại, khi thì khép lại, phải rượu trong tay ấm không ngừng hướng về trong miệng ngược lại rượu ngon, thật giống nơi này hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, rất nhanh, linh thuyền tầng thứ ba trên bong thuyền một lần lại một lần xung kích cường hãn sóng năng lượng. Chu vi bạo động không khí dường như như cơn lốc xoay tròn. Sau đó dùng linh cực đan ba viêm tông cùng kim ra bảy tên linh thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao, thực lực của bọn họ cũng thuận lợi khóa nhập địa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Mà Kim Khang thuận hòa phương giết sông, một cái thực lực trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Một cái khác thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7 tuy nói bọn hắn dùng chính là nhị văn linh cực đan, nhưng bọn họ bởi vì vì thực lực cường hãn, cho nên hấp thu dược lực tốc độ càng tăng nhanh hơn. Nhị văn linh cực đan có phổ thông linh cực đan gấp hai dược hiệu, mà kim khang thuận hòa phương giết sông dừng lại tại thực lực hôm nay đã có mười mấy năm rồi bọn hắn nguyên bản là có yếu đột phá dấu hiệu rồi tuy rằng linh cực đan là nhằm vào linh thần cảnh cường giả nhưng bọn họ có này linh cực đan dược hiệu thúc đẩy sau bọn hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác không tốn thời gian dài bọn hắn là có thể chân chính đạt được đột phá ha 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 kim khang thuận hòa phương giết sông không hẹn mà cùng lên tiếng bắt đầu cười lớn thật sự là tâm tình của bọn họ quá thoải mái. Dù sao ba viêm tông cùng kim ra từng người có bốn tên linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, khóa nhập địa thần cảnh một tầng sơ kỳ, trong tông môn lập tức có thêm bốn tên địa thần cảnh cường giả. Đây tuyệt đối có thể làm cho tông môn của mình trở nên càng cường hãn hơn một chút. Dư Chí Minh nhìn thấy ba viêm tông cùng kim ra linh thần cảnh cường giả dồn dập đột phá, liền ngay cả địa thần cảnh bảy tầng kim khang thuận hòa phương giết sông cũng khí thế tăng mạnh, Hẳn là dùng không bao lâu liền có thể đột phá, này làm cho hắn đối linh cực đan cũng sinh ra nồng nặc hứng thú, trong tay hắn có một viên nhị van linh cực đan cùng hai viên phổ thông linh cực đan. Hiện tại dư Chí Minh trong lòng hầu như có thể khẳng định đây là viễn cổ thời đại đan dược, lấy hắn thiên thần cảnh một tầng thực lực, cho dù hắn lập tức phục dụng này ba viên linh cực đan, thân thể của hắn cũng có thể thừa nhận, xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ. Hắn quyết định cũng thử một lần này linh cực đan dược hiệu Hắn lập tức đem ba viên linh cực đan nuốt vào trong bụng. Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Trí đi bọn hắn có phần hối hận đem nhị văn linh cực đan đưa cho phương giết sông cùng Kim Khang Thuận, bất quá. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lục Trấn Vĩnh nói ra, xem ra ông trời vẫn là muốn để cho chúng ta ba viêm tông một lần nữa tỉnh lại đi. Lập tức có thêm bốn tên địa thần cảnh cường giả, chuyện này với chúng ta ba viêm tông tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt kim khang như ý nhìn xem một bên đầy mặt không cam lòng cùng biệt khuất tiết huyền tình triệu bá cùng dương hạo thiên đám người hắn diếu cợt nói làm sao phải hay không làm ước ao đáng tiếc các ngươi căn bản không xứng dùng loại này viễn cổ đan dược lại nói cho các ngươi người như thế phục dụng cũng là lãng phí dùng không được bao nhiêu tháng ngày toàn bộ các ngươi đều sẽ được chúng ta giết chết phương giết sông cũng mở miệng quát lên chỉ là một cái linh châu tông môn mà thôi cũng muốn đến cùng chúng ta chia một chén canh gió. Quả thực là ngu, ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được rồi. Tiết huyền tình cùng Dương Hạo Thiên đám người bị đè nén ngực khó chịu cực kỳ, sắc mặt của bọn họ cùng ánh mắt đều vô cùng lạnh lẽo, chỉ có Diệp Thần Phong một bộ mang theo nụ cười nhàn nhạt dáng dấp. Ba viêm tông bên trong cái kia cái thứ nhất dùng linh cực đan trường sa màu trắng nam nhân, bởi vì thực lực của hắn là cái thứ nhất đột phá, cho nên tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái, hắn không chút kiêng kỵ đối với tiết huyền tình đám người, nói ra các ngươi những này linh châu rác rưởi chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta ba viêm tông đối nghịch. Cũng muốn cùng huyền châu kim ra đối nghịch, các ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, các ngươi xứng sao. Trường sa màu trắng nam tử tiếng nói vừa vặn hạ xuống, mặt khác bảy tên bước vào địa thần cảnh một tầng sơ kỳ người, bọn hắn rồn dập ha ha bắt đầu cười lớn. Tiết huyền tình đám người chuẩn bị xoay người trở về phòng của mình rồi, mà Diệp Thần Phong ở trong lòng cười lạnh nói, khoảng cách người thứ nhất tăng cao thực lực sau đó gần như quá rồi 3 phút rồi. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Tại Diệp Thần Phong trong lòng lời nói xong thời điểm, bỗng nhiên, chỉ nghe trên bong thuyền không ngừng vang lên tiếng bạo liệt. Chỉ thấy cái kia cái thứ nhất dùng linh cực đan trường sa màu trắng nam nhân, Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Toàn thân hắn gần mạch toàn bộ nổ tung mà đứt, máu thịt của hắn cũng từ nứt toác trong da nổ tung mà ra. Toàn bộ quá trình căn bản không có cơ hội phản ứng, chỉ là số giây, tên kia trường sam màu trắng nam nhân, hắn quần áo trên người toàn bộ biến mất rồi, toàn thân được tiên huyết bao trùm, liền ngay cả đầu của hắn cũng nổ tung một phần, cả người căn bản không có chút nào hít thở. Tên này trường sa màu trắng thân thể nam nhân đột nhiên nổ tung mà chết, này làm cho ở đây bầu không khí trong nháy mắt động lại, ngoại trừ Diệp Thần Phong không cảm thấy ngạc nhiên ở ngoài. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể phục hồi tinh thần lại rồi, liền ngay cả nằm ở trên bong thuyền hít mắt uống rượu sâu rượu quách thượng đông, con mắt của hắn cũng chậm chậm mở to. Cũng không ai biết chuyện gì thế này, thời gian liền ở trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, trong không khí chỉ có sóng biển đánh thân thuyền thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười càng thêm lạnh như băng mấy phần. Hắn ở trong lòng nói ra, mặt khác bảy cái dùng phổ thông linh cực đan người. Bọn hắn thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến. Tại Diệp Thần Phong trong lòng tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Âm um, âm um, âm um, âm um, âm um, âm um. ba viêm tông cùng kim ra bảy tên đột phá tới đất thần cảnh một tầng người. Toàn thân bọn họ trên dưới cũng dồn dập bắt đầu nổ tung rồi. Trong không khí là huyết vụ tràn ngập đối với loại này nhanh chóng nổ tung, bảy người này hoàn toàn ức chế không được, không bao lâu thời gian, bảy người này đã cả người máu thịt be bét nằm ở trên bong thuyền, trong cơ thể sinh cơ biến mất không còn chút nào. Tại bảy người này chết đi sau đó người ở chỗ này nếu như chả đoán không ra bọn hắn dùng đan dược có vấn đề, như vậy bọn hắn đúng là ốc heo rồi, đồng dạng phục dụng nhị văn linh cực đan kim khang thuận hòa phương giết sông, trên mặt bọn họ nụ cười đã sớm động lại, bọn hắn bây giờ là cũng không cười nổi nữa rồi. Bọn hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể mình đang chậm rãi tại sản sinh một loại bành trướng cảm. Bọn hắn tại cảm thấy được điểm này sau, bọn hắn ở trong người điên cuồng đã vận hành lên linh khí dòng sông. Nỗ lực muốn hóa giải loại này bành trướng. Về phần phục dụng một viên nhị văn linh cực đan cùng hai viên phổ thông linh cực đan dư chí minh, sắc mặt của hắn là âm trầm tới cực điểm hắn rõ ràng không có cảm giác suốt loại đan dược này bên trong có bất kỳ tai hại dược hiệu nhưng kết quả tại sao sẽ như vậy chứ dư chí minh cũng bắt đầu cảm giác được trong cơ thể một ít biến hóa hắn cũng bắt đầu hóa giải trong cơ thể sinh ra bành chứng cảm diệp thần phong có thể không đòi hỏi linh cực đan có thể giết chết địa thần cảnh kim khang thuận hòa phương giết sông chả có thiên thần cảnh dư chí minh hắn biết linh cực đan nhiều nhất để ba người này được một điểm thượng mà thôi bất quá, có thể giết chết bốn tên kim ra cùng bốn tên ba viêm tông linh thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao, Diệp Thần Phong đã phi thường hài lòng rồi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, hắn cười ở trong lòng nói thế nào? Đối ra ra ta chuẩn bị cho các người bảo tàng trả hài lòng không? A à à trong chớp mắt hai tiếng gào thét tại trên bong thuyền vang lên, chỉ thấy hai tiếng gào thét là từ kim khang thuận hòa phương giết sông trong cổ họng phát ra, hai người bọn họ con mắt lồi ra, thân thể mặc dù không có nổ tung, nhưng trên người bọn hắn nhiều chỗ ra thì tại nước toát ra đến từng cái từng cái vết máu, tiên huyết đang từ vết máu của bọn họ bên trong không ngừng chảy ra. Kim Khang như ý chật vật đối với một bên sâu rượu quách thượng đông, nói ra, sâu rượu tiền bối, kính xin ngài ra tay giúp ta một tay. chương 1972, Tái sinh biến cố. Được quỷ hổ phi bóp nát ngọc bài hắn trên ngọc bài được khắc họa ba loại điệp hợp trận pháp, này chính là phệ hồn tông lão tổ ngũ hồn đông khắc họa đi lên. Ngũ hồn đông là ma đạo tông môn đệ nhất trận pháp đại sư, hắn lợi dụng trận pháp tại ngọc bài bên trong tồn chữ nhất cổ sức mạnh của hắn, đương nhiên ngũ hồn đông là niết bàn cảnh cường giả đây. Hắn khắc họa trận pháp nhiều nhất chỉ có thể tồn chữ đến luân hồi cảnh tam trọng thiên sức mạnh, nếu như sức mạnh vượt qua lời nói, trận pháp cùng ngọc bài nhất định sẽ nổ tung. Này lợi dụng trận pháp tại Ngọc Bài bên trong tồn trữ sức mạnh phương thức, trong tình huống bình thường là phi thường khó mà làm được, đặc biệt là tồn trữ sức mạnh càng lớn, toàn bộ quá trình chỉ có thể do một người hoàn thành, từ khắc họa trận pháp đến truyền vào sức mạnh, tại toàn bộ địa huyền giới trận pháp trình độ có thể cùng ngũ hồn đông so sánh người là hầu như không có. Cho dù như thế, ngũ hồn đông cũng chỉ chế tác thành công hai viên như vậy Ngọc Bài phân biệt giao cho quỷ hổ phi cùng một gã khác vệ hồn tông đệ tử quỷ phàm thiên. Diệp thần phong do lão bạch cùng lão hắc chỉ điểm, hắn trận pháp trình độ đương nhiên là không cần hoài nghi, chỉ là loại này tại ngọc bài bên trong tồn chữ sức mạnh sự tình nhất định muốn do một người hoàn thành. Sức mạnh của hắn chứa đựng đến ngọc bài bên trong căn bản vô dụng, hắn lại không thể đủ đem tàng quang viễn cùng tiền vinh an sức mạnh tồn chữ đến ngọc bài bên trong. Chỉ thấy giữa không trung to lớn kiếm ảnh càng hàng càng thấp, mất đi một cái cánh tay trái quỷ hổ phi, tiên huyết liên tục từ hắn chỗ gãy chân chảy xuôi mà ra, nụ cười trên mặt hắn càng phát dữ tận rồi, có thể là tức giận trong lòng tâm tình đạt tới cực điểm, bộ mặt hắn cơ bắp vi vi co quắp. Kèm theo to lớn kiếm ảnh hạ xuống, chung quanh đại thụ che trời trong nháy mắt được xoắn thành mảnh vỡ. Nhất cổ khổng lồ áp lực từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Mặt đất lập tức trở nên chia năm xẻ bảy cầm trong tay thanh vân kiếm diệp thần phong, hắn cho mày. Hắn đã không có suy tính thời gian, trong cơ thể thập dài bất khuất kiếm ý lần thứ hai vung ra, kiếm khí như cầu vồng. Hướng về giữa không trung hạ xuống to lớn kiếm ảnh đánh tới. Nhưng này to lớn kiếm ảnh dù sao chẳng khác gì là luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả một đòn, diệp thần phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn căn bản vô pháp đem thập giai bất khuất kiếm ý huy lực thực sự thúc phát ra. Màu nâu to lớn kiếm khí chỉ là để giữa không trung kiếm ảnh vi vi dừng lại một chút, sau đó, cái kia to lớn kiếm ảnh rơi xuống tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn rồi. To lớn kiếm ảnh đem Diệp Thần Phong trước sau trái phải đều bao phủ lại rồi, Diệp Thần Phong trong gân mạch không ngừng khởi động linh khí dòng sông, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng linh khí bảo vệ. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng không ngừng lùi về sau. Nhưng cho dù như thế, diệp thần phong vẫn không có có thể lui ra to lớn kiếm ảnh bao phủ xoạt một tiếng to lớn kiếm ảnh rơi xuống diệp thần phong nơi ngực linh khí bảo vệ trong nháy mắt tán loạn tiên huyết bão táp mắt thấy chính mình thân thể cũng bị chém thành hai khúc rồi diệp thần phong đi phía trái chật vật một bên to lớn kiếm ảnh đưa hắn nửa bên trái thân thể hoàn toàn phá vỡ mà diệp thần phong cũng tránh thoát được chém thành hai khúc vận mệnh cực lớn kiếm ảnh biến mất Diệp Thần Phong thân té lăn quay trên mặt đất. Diệp Thần Phong ngực vết thương khổng lồ cực kỳ khủng bố. Nửa bên trái thân thể cũng biến thành máu thịt be bét. Bộ ngực hắn xương toàn bộ đứt gãy, thậm chí có thể nhìn thấy hắn nhúc nhích trái tim rồi. Vận ra tả phi bạch thấy thế, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, thân ảnh của hắn hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Bất quá, mất đi một cái cánh tay trái quỷ hổ phi, hắn gión mũi chân, bóng người tốc biến, một trưởng trực tiếp đem tả phi bạch đánh bay ra ngoài. Làm cho tả phi bạch căn bản vô pháp từ dưới đất đứng lên rồi, chỉ có thể tại trong cổ họng khàn cả giọng hô, lão tổ tông. Quỷ hổ phi đơn giản giúp mình chỗ gãy chân cầm máu rồi. Hắn nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi diệp thần phong, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tàn nhẫn, hắn cắn răng giữ tợn quát lên ta, ta muốn ăn ngươi trái tim, ta muốn ăn ngươi tỷ phổi. Thân thể nằm ở trên mặt đất diệp thần phong, trong cổ họng hắn khô giáo cực kỳ, trong đầu ý thức tại từng điểm từng điểm biến mất, trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã vận hành lên thần huyết huyết, bây giờ hắn chỉ có thi triển thần huyết huyết bên trong là bất tử kim thân. Lúc trước diệp thần phong thi triển bất tử kim thân tiêu hao thần huyết đã hoàn toàn khôi phục. Này bất tử kim thân là thông qua tiêu hao trong cơ thể thần huyết, đến khôi phục nhanh chóng thương thế một loại pháp môn, chỉ cần có một hơi tại Thông qua bất tử kim thân là có thể triệt để khép lại thương thế, đương nhiên tiêu hao thần huyết tại trong thời gian nhất định cũng sẽ khôi phục như cũ. Nếu như huyết dịch toàn thân đều biến thành thần máu, như vậy liền có thể liên tục thi triển 30 lần là bất tử kim thân. Mà bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể liên tục thi triển 3 lần không chết kim thân. Diệp Thần Phong ở trong người không ngừng vận chuyển thần huyết quyết, đem trong cơ thể thần huyết hướng về toàn thân vết thương hội tụ, bất tử kim thân một tầng hào quang màu vàng óng trong nháy mắt đem diệp thần phong cho bao phủ lại rồi hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt mà chính lúc lúc này quỷ hổ phi cũng chậm bước đi tới diệp thần phong trước mặt hắn nguyên bản cho rằng diệp thần phong tại là kéo dài hơi tàn rồi hắn dự định đem diệp thần phong chậm rãi dằn vặt đến chết trước mắt nhìn thấy diệp thần phong trên người được một tầng hào quang màu vàng cho bao phủ hơn nữa vết thương trên người tại dùng một loại cực kỳ tốc độ khép lại, này làm cho Quỷ Hổ Phi khiếp sợ trợn to hai mắt, hắn từ đến vẫn chưa từng nghe nói địa huyền giới có như vậy mạnh mẽ pháp môn đây. Chính lúc Quỷ Hổ Phi ngây người thời khắc, hơi chút khôi phục có một ít thương thế Diệp Thần Phong, hắn tuy rằng chả không cách nào thi triển kiếm ý, thế nhưng tối thiểu hắn có thể đủ vung động trong tay Thanh Vân kiếm rồi, trong cơ thể hắn linh khí hướng về Thanh Vân kiếm tập trung. Tại Quỷ Hổ Phi khiếp sợ thời khắc, Thanh Vân kiếm hướng về Quỷ Hổ Phi hai cái chân lao đi rồi. Tỉnh hồn lại Quỷ Hổ Phi vội vàng lùi về sau, đáng tiếc đùi phải của hắn vẫn là đã chậm một bước, bạch. Một tiếng, đùi phải của hắn trong nháy mắt được Thanh Vân kiếm cho bổ xuống. Phù phù, một tiếng. Lại mất đi một cái chân phải, Quỷ Hổ Phi cũng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Tại Quỷ Hổ Phi chân phải được bổ xuống sau, Diệp thần phong trên người hào quang màu vàng cũng chậm chậm biến mất rồi, hắn trên người vết thương toàn bộ khép lại, thậm chí ngay cả một đạo vết tích cũng không có để lại. Nơi xa ngã trên mặt đất tả phi bạch, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhóm, hắn này mới nhớ tới ban đầu ở âm minh tông thượng, hắn lão tổ tông cũng từng dùng tới một chiêu này khôi phục thương thế kiểu như châu bò pháp môn. Cầm trong tay thanh vân kiếm diệp thần phong, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn xem mất đi một cái cánh tay trái cùng một cái chân phải quỷ hổ phi hắn nói ra xem ra ngươi ăn không được trái tim của ta cùng tỳ phổi rồi ngã trên mặt đất quỷ hổ phi trên mặt hắn che kín vết sẹo toàn bộ nhíu lại mất đi cánh tay trái cùng chân phải đau đớn cơ hồ khiến hắn muốn nổi điên hắn không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành một phế nhân hắn trong con ngươi lộ ra một vệt do dự tiếp lấy do dự lập tức biến thành kiên định hắn quát lên ta quỷ hổ phi không thể nào chết được tại ngươi loại tiểu nhân vật này trong tay quỷ hổ phi tay phải từ trong lòng lấy ra một trí to bằng bàn tay màu đỏ hạt tử này chính là phệ hồn bò cạp mẫu trùng hình thể muốn so phổ thông phệ hồn bò cạp lớn hơn vô số lần này mẫu trùng là dùng để sinh sôi nảy nở phổ thông phệ hồn bò cạp phệ hồn bò cạp mẫu trùng bồi dưỡng muốn so phổ thông phệ hồn bò cạp khó hơn vài chục lần này phệ hồn bò cạp mẫu trùng thân thể có thể lớn có thể nhỏ, có thể thu nhỏ lại thành to bằng móng tay, khả năng lớn lên đến thân thể của con người một kích cỡ tương đương. Quỷ hổ phi trong tay phệ hồn bò cạp mẫu trùng, trong nháy mắt thu nhỏ lại đã đến to bằng móng tay, hắn trực tiếp đem phệ hồn bò cạp mẫu trùng nuốt vào trong bụng, cả người hắn thân thể bắt đầu không ngừng co quắp, mũi cùng trong miệng hô hấp cũng biến thành gấp gáp cực kỳ. Hóa thú, Diệp thần phong mắt thấy tình huống có phần quỷ dị, chính lúc hắn muốn kết được quỷ hổ phi tính mạng lúc. Giang rác, giang rác, giang rác, quỷ hổ phi trên thân thể ra thịt bắt đầu từng tấc từng tấc băng liệt, bị hắn nuốt vào trong người vệ hồn bò cạp mẫu trùng đang không ngừng lớn lên. Từ quỷ hổ phi nước toát trong da đâm ra từng khối từng khối màu đỏ hạt tử xác. Rất nhanh, quỷ hổ phi thân thể toàn bộ được màu đỏ hạt tử xác bao trùm lại rồi, đồng thời đầu của hắn cũng bị hạt tử xác bao trùm rồi, chỉ lộ ra hai con mắt. Mà quỷ hổ phi còn sót lại một chân cùng một cánh tay cũng chính mình bóc ra rồi, tiên huyết không ngừng phun, sát theo đó từ tứ chi của hắn bên trong thoát ra phệ hồn bò cạp màu đỏ cái kìm cùng bàn chân nhỏ. Này quỷ hổ phi trong nháy mắt trở nên người không người, thú không thú được rồi, dáng dấp cực kỳ buồn nôn khủng bố. Từ trên người quỷ hổ phi tản ra nhất cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, hắn hai con lộ tại hạt tử xác phía ngoài con mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Này làm cho Diệp Thần Phong tâm tình trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chương 1973, đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, nói, quá nhanh chóng rồi. Buồn nôn mùi hôi thối ở trong không khí nhanh chóng lan tràn, khiến người ta có một loại buồn nôn buồn nôn cảm giác. Linh trên thuyền yên tĩnh một mảnh, chỉ có nặng nề tiếng hít thở vang vọng ở trong không khí Dư Chí Minh, Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi ba người này Thân thể của bọn họ có một chút cứng ngắc lại Bọn hắn trong con người tốc biến một vệt vẻ nghiêm túc Mà tiết huyền tình cùng triệu bá đám người Bọn hắn cũng không nhịn nín thở Trong đó thanh nguyệt tông nữ đệ tử tôn tiểu hàm Người thực sự không nhịn được khom lưng quẹ ói ra Trên bong thuyền kim khang thuận hòa phương giết sông không nhúc nhích nằm Tại bọn hắn vị trí trái tim lỗ máu bên trong không ngừng sùng sục. Sùng sục, bốc lên ấm áp tiên huyết đến, hai người bọn họ ánh mắt trợn lên lớn vô cùng, trên mặt biểu lộ như ngừng lại, trước khi chết loại kia không dám tin tưởng thượng, khả năng hai người bọn họ đã đến trước khi chết một khắc đó, bọn hắn cũng không muốn đi tin tưởng chính mình dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông nói thế nào cũng là địa thần cảnh bảy tầng cường giả ha hát. Lại bị cái này cụ không hiểu ra sao nhô ra tử thi giết đi hơn nữa giết là triệt để như thế. Bộ kia tử thi tại giết kim khang thuận hòa phương giết xong sau đó hắn dừng lại ngay tại chỗ, trong tay cầm lấy hai viên màu đỏ trái tim, hắn vẫn cứ nuốt, trực tiếp mấy giây sau đó hắn đem hai trái tim bẩn nuốt sau khi xong, hắn mục nát khuôn mặt lộ ra một vệt thỏa mãn vẻ. Bộ kia tử thi chết trong mắt màu xám, lần nữa như ngừng lại diệp thần phong trên người, lúc này diệp thần phong có thể trăm phần trăm khẳng định, cổ tử thi này mục tiêu chính là hắn nhưng trải qua Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông chết, Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh ba người này, trong lòng bọn họ sớm đã có chút hốt hoảng. Bọn hắn tuy rằng cảm giác không ra cổ tử thi này thật khí thế, nhưng bọn họ biết cổ tử thi này tuyệt đối phi thường khó đối phó. Bọn hắn căn bản không có phát hiện tử thi ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Không chờ chết thi động thủ, Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh ba người này. Thân thể bọn họ bên trong thật khí thế cực hạn kéo lên, ba người bọn hắn tốt xấu cũng là thiên thần cảnh một tầng cường giả, bọn hắn nhanh chóng đem linh khí phóng ra ngoài, ngưng tụ thành từng thanh lưỡi dao sắc, vô số lưỡi dao sắc như mưa rơi hướng về bộ kia tử thi bảo. Bắn tới, từng thanh lưỡi dao sắc tốc độ cực nhanh cực kỳ, hơn nữa mỗi một chiếc lưỡi dao sắc bên trong sức mạnh, đủ để trọng thương một tên địa thần cảnh bảy tầng cường giả. Mà bộ kia tử thi bên trong thân thể âm lãnh thật khí thế vậy đột nhiên tăng lên, hắn bóng người màu đen nhanh chóng ở trong không khí lóe lên, hắn dĩ nhiên cực kỳ nhẹ nhõm tránh thoát cái kia rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao sắc rồi. Bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Dư Chí Minh ba người trước mặt, mục nát thủ trưởng hướng về Dư Chí Minh cùng Kim Chí làm được ngực đập tới. Dư Chí Minh cùng Kim Chí đi không nghĩ tới cổ tử thi này có thể dễ dàng như thế né tránh sự công kích của bọn họ bọn hắn vừa vặn nhưng đều thấy được kim khang thuận hòa phương giết xong kết quả hai người bọn họ tự nhiên không thể để cổ tử thi này đập trúng lồng ngực của mình rồi bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ dùng bàn tay phải đi ngăn cản âm um, âm um. hai tiếng dư trí minh cùng kim trí đi vẻ mặt thống khổ hai người bọn họ thuận thế trở ra cùng bộ kia tử thi đụng vào bàn tay phải quả nhiên huyết nhục cùng xương đang không ngừng mục nát mục nát tốc độ đang không ngừng đi lên kéo dài Tại vừa vặn lần đó đối trong lòng bàn tay, hai người bọn họ rõ ràng cảm giác được, dựa vào sức mạnh của mình căn bản vô pháp lay động bộ kia tử thi, nhưng cổ tử thi này khí thế trên người rõ ràng không phải rất cường hãn. Cổ tử thi này quá mức quỷ dị, Dư Chí Minh cùng Kim Chí đi mắt thấy trên cánh tay phải ăn mòn đang không ngừng đi lên lan tràn, hai người bọn họ đang do dự một giây đồng hồ sau. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng hai người bọn họ trực tiếp đem chính mình cả cánh tay phải cánh tay cho xé kéo xuống, nếu như mặc cho ăn mòn không ngừng lan tràn. E sợ hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi, dù sao cánh tay lôi kéo rơi mất. Bọn hắn chả có biện pháp để cho sống lại. Ba viêm tông lão tổ lục chấn vĩnh, hắn nhìn thấy Dư Chí Minh cùng Kim Chí làm được kết cục. Hắn sửng sốt mấy giây sau đó hắn biết mình căn bản không làm gì được cổ tử thi này rồi, thân ảnh của hắn vừa định yếu chợt lui mà đi nhưng kia có tử thi lại đột nhiên bước. Gần rồi, tốc độ nhanh để lục trấn vĩnh căn bản đến không kịp né tránh rồi. Chỉ thấy bộ kia tử thi hai tay của đồng thời hướng về lục trấn vĩnh ngực rũi tới, lục trấn vĩnh chỉ có thể dùng được bàn tay của chính mình đi ngăn cản, hắn hai bàn tay cùng tử thi hai con mục nát bàn tay đụng vào sau đó hắn cũng thuận thế sau này trượt lui. Hắn cảm giác của tử thi này thủ trưởng phỏng theo nếu vô pháp dung chuyển cao sơn, bất quá cũng còn tốt cổ tử thi này trong bàn tay không có sức mạnh tuôn ra chỉ có nhất cổ khiến hắn không cách nào hóa giải hủ thực chi lực có dư chí minh cùng kim trí làm được cử động trước hắn căn bản không có do dự một chút trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng hướng về hai cánh tay bên trong tuôn tới hai cánh tay của hắn một trận bành trướng âm um, âm um, hai tiếng lục Trấn vĩnh hai cánh tay ở trong không khí biến thành hai bãi huyết vụ hắn so với dư chí minh cùng kim trí đi còn muốn thảm hắn lập tức chính mình phế bỏ hai cánh tay. Diệp thần phong nhìn thấy mới một hồi thời gian, không chỉ có địa thần cảnh Kim Khang Thuận Hòa Phương giết sông chết rồi, liền cả thiên thần cảnh Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh đều tự phế cánh tay rồi, hắn đã quyết định phải đem tiết huyền tình đám người đưa vào bên trong tiểu thế giới rồi. Mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn căn dặn một phen tiết huyền tình đám người lúc, một bên nằm ở trên bong thuyền híp mắt sâu rượu quách thượng đông, hắn híp lại ánh mắt bỗng nhiên mở ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất ở bong tàu bên trên, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, lão đầu này đã ngăn cản bộ kia tử thi đường đi. Sâu rượu quách thượng đông đột nhiên hành động, này làm cho Diệp Thần Phong tạm thời đã ngừng lại trong lòng dự định, vừa vặn bởi vì quách thượng đông một mực không có động thủ, hắn suýt chút nữa thanh lão đầu này quên mất, hắn biết lão đầu này tuyệt đối không phổ thông. Ngăn cản bộ kia tử thi đường đi quách thượng đông, trên người hắn nguyên bản không có bất kỳ khí thế, nhưng thời khắc này, nhất cổ mãnh liệt vô cùng khí thế từ trong cơ thể hắn bạo hướng mà ra, trên mặt hắn vẻ say rượu biến mất không còn chút nào. Một bên thiếu một cánh tay phải cánh tay dư chí minh, hắn đầy mặt không dám tin nói ra, Thiên Thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Điều này sao có thể? Tại Huyền Châu làm sao có khả năng xuất hiện Thiên Thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người? Bình thường Huyền Châu đại tông nhóm bên trong lão tổ cũng chỉ có Thiên Thần cảnh một tầng đến tầng hai mà thôi. Thiên thần cảnh tầng 2 trở lên cường giả chỉ có ở chính giữa châu mới có thể xuất hiện. Sâu rượu Quách Thượng Đông thực lực một mực phi thường thần bí, có rất ít người biết hắn thực lực chân chính đến cái gì tầng thứ. Ở đây không có bất kỳ người nào biết Sâu rượu thực lực chân chính tại trình độ gì. Bây giờ Quách Thượng Đông biểu hiện ra thực lực chân chính, tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ, dù sao thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả coi như là đã đến Trung Châu cũng tuyệt đối sẽ chịu đến rất nhiều tông môn tôn kính. Dương Hạo Thiên lần nữa lộ ra một bộ chấp nhất vẻ mặt, hắn nắm chặt nắm đấm nói ra, ta nhất định phải bái sâu rượu tiền bối vi sư. Bộ kia tử thi đang nhìn đến Quách Thượng Đông ngăn cản đường đi của hắn, bàn tay của hắn nhưng vẫn là bình thản không có gì lạ, lại hết sức nhanh chóng hướng về Quách Thượng Đông đập tới. Quách Thượng Đông cầm trong tay cái kia hồ lô hình dạng bầu rượu hướng về bộ kia tử thi ném một cái đồng thời, miệng hắn miệng lẩm bẩm Chỉ thấy cái rượu kia ấm thượng ánh sáng tăng mạnh, toàn bộ bầu rượu trong khoảnh khắc biến lớn đến một cái thành. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tiểu, toàn bộ phóng to bầu rượu mãnh liệt đụng vào bộ kia tử thi trên người, sau đó, quách thượng đông bàn tay hư không đánh ra, nhất cổ minh mông năng lượng trào vào trong bầu rượu. Từ trong bầu rượu nhất thời bạo phát ra nhất cổ giạt rào sinh cơ y hệt nồng nặc năng lượng. Bộ kia tử thi tại thừa nhận lấy này cỗ giạt rào sinh cơ y hệt năng lượng sau, trên người của hắn huyết nhục tại gia tốc mục nát, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Phải biết tử thi dựa vào tử khí còn sống, mà sinh cơ vừa vẫn có thể khắc chế tử khí, đương nhiên sinh cơ năng lượng nhất định muốn che lại tử khí năng lượng, mới có thể đưa đến khắc chế hiệu quả, bằng không sinh cơ chỉ có thể được tử khí khắc chế. Rất rõ ràng từ quách thượng đông trong bầu rượu bạo phát sinh cơ, hoàn toàn có thể che lại cổ tử thi này trong cơ thể thu lại từ khí rồi cổ tử thi này bóng người đột nhiên hướng về trong nước biển bạo hướng mà đi hắn thực sự không chịu nổi này cỗ sinh cơ y hệt năng lượng phù phù một tiếng bộ kia tử thi rất nhanh sẽ biến mất từ tầm mắt mọi người bên trong quách thượng đông cũng không có đi truy tại tử thi biến mất sau đó bầu rượu lại biến trở về thì ra là lớn nhỏ quách thượng đông lại khôi phục vẻ say rượu con mắt hơi nheo lại mà Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh tâm tình xấu tới cực điểm, bọn hắn chờ mắt nhìn tử thi thoát đi, đặc biệt là Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh bọn hắn xem đến mặt đất thượng từng bộ từng bộ thi. Thế, lúc này bọn hắn trong tông môn không chỉ có chết rồi bốn tên linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, trả từng người chết rồi một tên địa thần cảnh bảy tầng cường giả, cái giá như thế này đối với bọn hắn tông môn tới nói quả thực là quá đau đớn thê thảm chương 1974, thu đồ đệ. Từ chối, Linh trên tuyền bầu không khí có phần nghiêm nghị. Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh ba người này, bọn hắn tại thấy được Quách Thượng Đông thực lực chân chính sau, liền ngay cả vẫn đối với Quách Thượng Đông phản cảm Dư Chí Minh cũng không dám làm càn, nhưng Dư Chí Minh trong lòng chính là cực kỳ uất ức. Hắn nhìn mình cánh tay phải địa phương trống rỗng, cánh tay phải chỗ gãy chân tiên huyết bị hắn đã ngừng lại. Dư Chí Minh tại hít thở sâu một lúc sau, hắn tận lực để giọng của mình có vẻ bình tĩnh, hỏi, sâu rượu tiền bối, người tại sao thả đi rồi bộ kia quỷ dị tử thi. Kim Chí đi trái tim co quắp một trận, huyền châu Kim ra lập tức chết rồi nhiều cường giả như vậy, hắn không cam lòng hỏi, sâu rượu tiền bối, người vừa vặn tại sao không có ngay đầu tiên động thủ. Hai cánh tay toàn bộ không có lục chấn vĩnh, hắn bây giờ là tâm tình kém nhất một người, hắn cũng hỏi, sâu rượu tiền bối, ngươi vừa nãy tại sao không ra tay giúp đỡ. Sâu rượu quách thượng đông hắn vặn ra bầu rượu cái nắp, hướng về trong miệng ực một hớp rượu ngon sau đó hắn say khướt nói ra ta vì cái gì muốn xuất thủ. Sâu rượu ta dựa vào cái gì muốn xuất thủ, tới nơi này trước đó ta bảo đảm qua sẽ không ham muốn nơi này bảo vật, cho nên ta không có nghĩa vụ yếu giúp đỡ bọn ngươi, cho nên ta cao hứng lúc nào động thủ liền lúc nào động thủ, lẽ nào các ngươi cho rằng cách làm của ta không đúng sao. Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh nhất thời sắc mặt đỏ lên nói không ra lời, lần này Quách Thượng Đông đích thật là đến xem náo nhiệt, Quách Thượng Đông căn bản không có nghĩa vụ phải trợ giúp bọn hắn. Dư Chí Minh thân là Trung Châu Tông môn người, đã đến xuất hiện ở trong lòng hắn ngạo khí vẫn không có tiêu ma đi, hắn nghe được Quách Thượng Đông trả lời sau đó lửa giận của hắn trong nháy mắt trưng vọt lên, hắn hỏi lần nữa ngươi tại sao phải để cho chạy bộ kia quỷ dị tử thi sâu rượu quách thượng đông híp lại ánh mắt lần nữa mở to. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dư Chí Minh, nói ra, người đây là tại vật chất hỏi ta chăng? Trước đó nếu như không phải cái này cụ quỷ dị tử thi xuất hiện, chỉ sợ ngươi đã yếu động thủ với ta đi nha. Nếu như ngươi động thủ với ta, như vậy ngươi bây giờ đã là một bộ lạnh lẽo thi. Thể rồi, có thể nói là bộ kia đột nhiên xuất hiện tử thi cứu ngươi một mạng, đối xử ân nhân cứu mạng của ngươi, người lẽ nào cứ như vậy muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Quách thượng đông ánh mắt trở nên ác liệt lên, mà dư trí minh trong lòng nhưng là một cái lộp bộp, bởi phẫn nộ tới cực điểm, hắn vừa vặn cảm xúc là không kiểm soát, hắn không ngừng đem phẫn nộ của mình áp chế xuống. Đối với quách thượng đông miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, sâu dựa tiền bối. Vừa vặn là ta nhất thời lỡ lời, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng, ta chưa từng có sẽ đối ngài động thủ ý tứ. Sau rượu tiền bối, ta muốn đi xử lý một chút thân thương thế bên trong cơ thể rồi, ta liền không nữa nơi này cùng ngài. Tại Dư Chí Minh mở miệng yếu sau khi rời đi, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh cũng dồn dập mở miệng yếu đi xử lý thương thế. Bất quá, rời đi tầng thứ ba bong tàu trước đó, Dư Chí Minh ba người hung hăng chừng lên tiết huyền tình cùng Diệp Thần Phong đám người, quách thượng đông có thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thực lực. Bọn hắn căn bản không làm gì được quách thượng đông nhưng lần này dư chí minh đám người thực sự quá oan uổng rồi, trong lòng uất ức lại không chỗ phóng thích, bọn hắn hiện tại cũng không dám đối tiết huyền tình đám người động thủ, bởi vì bọn họ mơ hồ cảm giác được quách thượng đông là thiên hướng tiết huyền tình bọn hắn. Nhưng khẩu khí này bọn hắn tuyệt đối núi không trôi, dư chí minh phục dụng ba viên linh cực đan, cánh tay phải vừa không có, cho dù khôi phục thương thế bên trong cơ thể. E sợ trong lòng của hắn cũng sẽ lưu lại một điểm bóng mờ rồi, tại sau này trong vòng mấy năm. Thực lực sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Mà Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh mặc dù không có dùng linh cực đan, chỉ là cánh tay chính mình phế bỏ. Nhưng chờ mắt nhìn môn hạ bốn tên linh thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao, cùng với một tên địa thần cảnh bảy tầng cường giả tử vong, đối với bọn hắn đả kích cũng cực kỳ to lớn, đối với bọn họ tông môn đả kích là càng thêm cự đại rồi. Lần này Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh tới rồi vốn là muốn thu được bảo tàng, nhưng kết quả là tiền mất tật mang. Dư Chí Minh ba người đem món nợ này hoàn toàn ghi vào Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc trên người. Nói cách khác, Dư Chí Minh bọn hắn cũng không có hận lầm người, đáy biển bảo tàng là Diệp Thần Phong bố trí, liền ngay cả bộ kia quỷ dị tử thi, cũng là bởi vì Diệp Thần Phong mở ra tử vong hòm quan tài, bộ kia tử thi mới tỉnh lại, có thể nói Dư Chí Minh, Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí đi tao ngộ này liên tiếp đả kích, này hoàn toàn là Diệp Thần Phong tạo thành tại dư chí minh đám người rời đi không bao lâu linh thuyền lần thứ hai hướng về huyền châu phương hướng chạy tới rồi tiết huyền tình đám người đối quách thượng đông nói một tiếng cảm ơn dù sao nếu như không có quách thượng đông lời nói vừa vặn bộ kia tử thi liền sẽ đối với bọn họ động thủ lần sau nếu như không có quách thượng đông lời nói e sợ dư chí minh đám người yếu bất chấp hậu quả đối với bọn họ hạ sát thủ rồi hơi hí mắt ra quách thượng đông hắn một mặt tử khí chính là khoát tay nói ra lão sâu rượu ta chỉ là không ưa có ít người hành vi mà thôi dương hạo thiên một mặt cung kính đi tới quách thượng đông trước mặt nói ra sâu rượu tiền bối năm đó ngài không có thu ta làm đồ đệ hiện tại ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ ta thật sự rất muốn làm ngài đồ đệ tiết huyền tình cùng triệu bá mấy người cũng nhìn xem quách thượng đông này dương hạo thiên trở thành quách thượng đông đồ đệ này không ảnh hưởng dương hạo thiên thanh nguyệt tông đệ tử thân phận trái lại vẫn có thể cho Thanh Nguyệt Tông mang đến một phần bảo đảm, dù sao này Quách Thượng Đông là không môn không phái tán tu. Quách Thượng Đông liếc mắt nhìn Dương Hạo Thiên, nói ra, không có hứng thú, không có hứng thú, tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách làm đồ đệ của ta đây. Lại nói lão đầu tử ta tự do quen rồi, ta đã từng phát thệ đời này cũng sẽ không thu đồ đệ, lẽ nào ngươi muốn để cho ta vi phạm ta lập xuống lời thề sao? Thấy Quách Thượng Đông nói như vậy, Dương Hạo Thiên là một mặt phiền muộn cùng thất vọng. Mà Quách Thượng Đông ngược lại là thanh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, lão sâu rượu ta muốn mời người uống một chén, không biết người thưởng không nể nang mặt mũi. Diệp Thần Phong đối này tính tình cổ quái lão đầu vẫn là rất có hảo cảm, hắn nói ra, sâu rượu tiền bối mời ta uống rượu, ta đương nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi. Được, Quách Thượng Đông trong tay trực tiếp xuất hiện một con nhỏ cái chén, này cái ly bên trong đại khái chỉ có thể đổ đầy một cái rượu, hắn đem bầu rượu của chính mình vặn ra, sau đó hắn đem rượu đổ đầy con này chén nhỏ, sau đó đưa cho Diệp Thần Phong. Trong rượu này ẩn chứa nhất cổ linh khí nồng nặc, tuyệt đối là hiếm thấy linh tử rồi, Diệp Thần Phong tiếp nhận chén rượu sau, hắn trực tiếp uống một ngụm hết sạch, loại rượu này tiến vào trong dạ dày sau đó để Diệp Thần Phong cảm giác cả người ấm áp, trong thân thể hết sức thoải mái thấy Diệp Thần Phong uống một chén sau đó không có bất kỳ phản ứng, Quách Thượng Đông trong lòng sinh ra một vệt hứng thú, hắn lần nữa cho Diệp Thần Phong đã đến chén thứ hai rượu. Chén thứ hai này rượu Diệp Thần Phong nhưng vẫn là uống một ngụm hết sạch, bất quá, trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp, dĩ nhiên không tự chủ được vận chuyển. Quách Thượng Đông thấy Diệp Thần Phong vẫn không có men say, hắn lại cho Diệp Thần Phong đã đến chén rượu thứ ba. Diệp Thần Phong vẫn là uống một ngụm hết sạch. Chén thứ tư, chén thứ năm, thứ sáu chén. Quách Thượng Đông một lần lại một lần cho Diệp Thần Phong rót rượu, mỗi lần Diệp Thần Phong đều là một cái khô, hơn nữa Diệp Thần Phong căn bản không có bất kỳ đặc thù phản ứng, trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp đang không ngừng hấp thu linh tử bên trong năng lượng. Tại thứ bảy chén rượu được Diệp Thần Phong uống xong, Quách Thượng Đông vẫn là không nhìn thấy Diệp Thần Phong có phản ứng sau đó trong lòng của hắn nhất thời kích động. Hắn cho Diệp Thần Phong uống không phải là phổ thông linh tử, loại rượu này gọi là Thiên Linh rượu, ở chính giữa châu có phần trong tông môn, loại rượu này là chuyên môn dùng để kiểm tra đệ tử thiên phú. Thiên phú không cao người, khả năng uống một chén sẽ say rồi, đương nhiên thiên phú càng cao, say lại càng chậm. Theo Quách Thượng Đông hiểu được, ở chính giữa châu thật giống có một tên đệ tử liên tục uống được 19 chén mới say ngất ngây, tên đệ tử kia thiên phú vô cùng bó tay rồi, sau đó có rất nhiều tông môn đều tranh đoạt tên đệ tử kia. Đương nhiên ở chính giữa châu chỉ là có một phần tông môn lợi dụng ngày như vậy linh tử kiểm tra thiên phú. Bình thường trong tông môn kiểm tra thiên phú chỉ là trung đẳng thiên linh rượu, mà quách thượng đông trong tay chính là thượng đẳng thiên linh rượu, một chén thượng đẳng thiên linh rượu tác dụng bằng với ba chén trung đẳng thiên linh rượu. Đương nhiên Thiên Linh rượu đối với Thiên Thần cảnh cường giả là không có làm dùng. Diệp Thần Phong đã uống 7 chén thượng đẳng Thiên Linh rượu, bằng với 21 trong chén trở Thiên Linh rượu. Tại Quách Thượng Đông hiểu rõ bên trong tên kia được tất cả đại tông môn tranh đoạt đệ tử, cũng mới uống 19 trong chén trở Thiên Linh rượu mà thôi. Nhưng Diệp Thần Phong lại bằng với uống 21 trong chén trở Thiên Linh rượu, như vậy Diệp Thần Phong thiên phù yếu có cỡ nào cường hãn? điều này không khỏi làm cho hắn kích động a hát. Quách thượng đông lần nữa cho Diệp Thần Phong rót rượu. Tại Diệp Thần Phong uống xong thứ 10 chén sau, chả không có bất kỳ phản ứng sau đó Quách thượng đông là hoàn toàn điên cuồng, 10 chén thượng đẳng thiên linh rượu bằng với 30 trong chén trở thiên linh rượu. Diệp thần phong thiên phú rốt cuộc muốn yêu nghiệt tới trình độ nào? Trước đó quách thượng đông chỉ là cảm giác diệp thần phong có phần đặc biệt, hắn mới lựa chọn thử một lần diệp thần phong thiên phú, không nghĩ tới bị hắn thử ra rồi một cái yêu nghiệt thiên tài đến, luôn luôn không có thủ đồ đệ tâm tư quách thượng đông, hắn nhất thời kích động vạn phần. đối với cái này các loại thiên tài, hắn tuyệt đối không thể buông tha. cái gì yêu thích tự do các loại, toàn bộ bị hắn cho ném ra sau đầu rồi. sau rượu quách thượng đông hắn ra vẻ gương mặt chấn định, hỏi tiểu tử người nguyện ý làm đồ đệ của ta không? một bên dương hạo thiên hắn nhìn thấy quách thượng đông một chén một chén cho diệp thần phong rót rượu trong lòng của hắn là tràn đầy nghi hoặc bây giờ nghe được quách thượng đông muốn thu diệp thần phong làm đồ đệ hắn lập tức nói ra sâu rượu tiền bối ngươi không phải là nói người tự do quen rồi ngươi không phải là nói người lập được không thu đồ đệ đệ thệ ngôn đấy sao ngươi đây là quách thượng đông thuận miệng nói ra dương gia tiểu tử ta nói cái gì ngươi sẽ tin lão đầu tử ta mới sẽ không lập xuống nhàm chán như vậy thệ ngôn đây. Lẽ nào lão đầu tử ta nói, ta một cái rắm có thể băng huyền châu, người cũng tin tưởng sao? Quách thượng đông gương mặt không, hổ thẹn, một đôi con mắt là khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn nhưng là thiên thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong tại sửng sốt một chút sau đó hắn nói ra, đa tạ sâu rượu tiền bối, ta có sư phụ. Cự tuyệt. Diệp thần phong trực tiếp cự tuyệt. chương 1975, đã đủ đê điều. Tại Diệp thần phong trong lòng chỉ có lão bạch cùng lão hắc mới là sư phụ của hắn. Hắn đời này cũng chỉ biết có lão bạch cùng lão hắc hai sư này cha. Diệp thần phong có thể một đường nhanh chóng trưởng thành, may mắn mà có lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên. Trong nhiều lần tử vong bước ngoặt, đồng dạng là lão bạch cùng lão hắc sức mạnh cứu diệp thần phong. Tuy rằng lão bạch cùng lão hắc bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng lão bạch cùng lão hắc sống nhờ tại diệp thần phong bên trong đan điền, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều cùng với diệp thần phong. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh mỗi lần đều sẽ cổ vũ diệp thần phong, nhiễm nhiên là hiền lành sư phụ đại biểu. Mà lão hắc giang vận thiên thỉnh thoảng sẽ cho diệp thần phong dội nước lá, hắn không thể nghi ngờ là nghiêm lệ sư phụ đại biểu. Diệp Thần Phong cùng lão Bạch, lão Hắc trong lúc đó cũng vừa là thầy vừa là bạn tình nghĩa sâu dày vô cùng rồi, tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng có mở miệng hô qua lão Bạch cùng lão Hắc sư phụ, nhưng trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được gọi những người khác là sư phụ rồi. Diệp Thần Phong vẫn là muốn các loại giúp lão Bạch cùng lão Hắc tái tạo nhục thân sau đó hắn tại đúng nghĩa gọi bọn họ một tiếng sư phụ. Diệp thần phong không chút do dự cự tuyệt sâu rượu quách thượng đông sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không dám tin tưởng, bao quát tiết huyền tình cùng triệu bá bọn người ở tại bên trong, phải biết có thể trở thành một tên thiên thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao đồ đệ, trong tình huống bình thường không có ai hội cự tuyệt, đây đối với phần lớn người trẻ tuổi tới nói tuyệt đối là một cái cơ duyên a -hát. Nhưng Diệp thần phong dĩ nhiên cân nhắc đều không có suy tính liền cự tuyệt. Triệu bá gấp vội mở miệng nói, thần phong, sau rượu tiền bối là có ý tốt người có phải hay không suy nghĩ thêm một chút tiết huyền tình tuy rằng cũng không có mở miệng nhưng nàng ánh mắt nhìn chằm chằm diệp thần phong trên mặt nàng ý tứ rất rõ ràng rồi cũng là để diệp thần phong không nên nhanh như vậy từ chối tô băng vân cùng tô nguyệt biết diệp thần phong gây sự năng lực rất mạnh dù sao các nàng là quen thuộc nhất diệp thần phong người nếu như diệp thần phong có thể có một cái thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong sư phụ như vậy điều này cũng chẳng khác gì là nhiều hơn một phần bảo đảm, cho nên Tô Băng Vân nói ra, Thần Phong, người có phải hay không cự tuyệt quá qua loa? Dương Hạo Thiên là phiền muộn tới cực điểm, cầu mong gì khác Quách Thượng Đông thu hắn làm đồ. Nhưng Quách Thượng Đông phi thường minh xác cự tuyệt. Nhưng bây giờ Quách Thượng Đông cần nói xuất thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ, lại bị Diệp Thần Phong trực tiếp cự tuyệt. Dương Hạo Thiên thật là có loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Bất quá, Dương Hạo Thiên một điểm đều không có đố kỵ, trong lòng của hắn là coi Diệp Thần Phong là làm chân chính huynh đệ, hắn chân thành nói Thần Phong. Người không cần lo lắng cảm thụ của ta, có thể trở thành sâu dựa tiền bối đồ đệ, đây tuyệt đối là đối tu luyện của ngươi có trợ giúp. Quách thượng đông con người trở nên ác liệt mấy phần, nguyên bản hắn cho là mình sẽ mặt xuống thu đồ đệ, lấy thực lực của hắn Diệp Thần Phong hội đáp ứng lập tức, nhưng cuối cùng Diệp Thần Phong dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi cự tuyệt này làm cho trong lòng của hắn có phần khó chịu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, có phần không khách khí hỏi, tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng lão sâu rượu ta không xứng làm sư phụ của ngươi? Từ quách thượng đông bên trong thân thể mơ hồ có mãnh liệt khí thế tản ra. Tiết huyền tình đám người cảm giác được quách thượng đông sau khi biến hóa, bọn hắn đều dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Thần Phong, để Diệp Thần Phong không nên đang nói linh tinh rồi. Đối mặt quách thượng đông trong cơ thể tản ra mãnh liệt khí thế. Diệp Thần Phong là mặt không biến sắc, hắn nhưng vẫn là nói ra, "Sâu rượu Tiền Bối, ta cũng không phải ý này, bất quá, ta thật sự có sư phụ, hơn nữa tại ta Diệp Thần Phong trong lòng." "Đời này cũng chỉ có hai người bọn họ sư phụ, cho nên đa tạ Sâu rượu Tiền Bối hảo ý rồi." Thấy Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc giải thích, Quách Thượng Đông lần thứ hai khôi phục say khướt dáng dấp, nói ra, "Tiểu tử ngươi không sai, thập phần không sai a hát trong miệng ngươi cái kia hai cái sư phụ có thể có người tên đồ đệ này, này là vận may của bọn hắn, xem ra ta là vô duyên trở thành sư phụ của ngươi rồi, thực sự là đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc. Tiết Huyền Tình cùng Triệu Bá bọn người biết Diệp Thần Phong là từ địa huyền giới tới, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong sư phụ nhất định là địa huyền giới, Diệp Thần Phong có thể làm được đối mặt thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả không tâm động, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tâm tính rất tốt. Bất quá, trên đất huyền giới rất nhiều người đều là có mấy cái sư phụ, triệu bá bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Mà đồng dạng đến từ chính địa huyền giới Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, các nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong sư phụ, thậm chí trong lòng các nàng hoài nghi Diệp Thần Phong thật sự có sư phụ sao. Dương Hạo Thiên lần thứ hai cười ha hả đối với Quách Thượng Đông, nói ra, sâu rượu tiền bối, người đã lập xuống lời thề là giả, như vậy ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa thu ta làm đồ đệ." Quách Thượng Đông một mặt không có hứng thú nói, "Ngươi hiểu rõ ta cho hắn uống là rượu gì sao? Đây là Thiên Linh rượu, ở chính giữa châu một ít trong tông môn chuyên môn dùng để kiểm tra môn hạ đệ tử thiên phú, tại ta biết những kia dùng Thiên Linh rượu kiểm tra thiên phú trong tông môn, tại dùng Thiên Linh rượu kiểm tra thiên phú thời điểm, nhiều nhất một tên đệ tử cũng chỉ uống 19 chén liền say ngã." Hơn nữa Trung Châu cho đệ tử kiểm tra thiên phú thiên linh rượu chỉ là trung đẳng phẩm bậc. Ta trong bầu rượu thiên linh rượu nhưng là đã tới thượng đẳng phẩm bậc rồi. Một chén thượng đẳng thiên linh rượu bằng với ba chén trung đẳng thiên linh rượu. Nói cách khác tiểu tử này bằng với uống 30 trong chén các loại thiên linh rượu vẫn không có say. Người có thiên phú như vậy sao? Tiết huyền tình cùng Dương Hạo Thiên bọn người là biết thiên linh rượu. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ quách thượng đông tại sao phải đột nhiên thu diệp thần phong làm đồ đệ. Sương Hạo Thiên đã từng cũng uống qua trung đẳng thiên linh rượu, hắn uống 5 chén hắn liền hoàn toàn say ngã, nghĩ đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên bằng với uống 30 chén trung đẳng thiên linh rượu không có việc gì. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói ra Thần Phong, tiểu tử ngươi thiên phú cũng quá yêu nghiệt đi nha. Trước đó tại Giao Long trên tòa Long thành trống không cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thật sự sẽ không là ngươi đưa tới chứ. Sương Hạo Thiên những lời này là bản năng nói ra khỏi miệng, khi hắn nói sau khi đi ra, hắn mới phát giác được quá lỗ máng, dù sao ở đây có nhiều người như vậy ở đây. Hơn nữa Quách Thượng Đông cũng không phải là bọn hắn Thanh Nguyệt tông người, nhưng lời đã nói ra hãy thu không trở lại. Quách Thượng Đông thấy Dương Hạo Thiên đột nhiên ngậm miệng, trong lòng của hắn ngược lại là hiếu kỳ lên, hỏi, làm sao? Dương gia tiểu tử, lẽ nào ngươi không tin được lão đầu tử ta? Thấy Quách Thượng Đông có loại truy hỏi kỹ càng sự việc xu thế, Dương Hạo Thiên là gương mặt khó xử, mà Diệp Thần Phong lại đối Dương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khi chiếm được Diệp Thần Phong sau khi đồng ý, Dương Hạo Thiên đem phát sinh ở Giao Long trên tòa Long thành không thiên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nói ra. Tiết huyền tinh, triệu bá cùng lý bá lúc trước bọn hắn nhưng là khảo nghiệm qua Diệp Thần Phong Thiên Phú, Diệp Thần Phong Thiên Phú nhưng là đã vượt qua yêu nghiệt cấp bậc, bất quá Dương Hạo Thiên đám người cũng không biết lúc trước kết quả khảo nghiệm. Tiết huyền tinh, Triệu Bá cùng Lý Bá ngược lại là quên mất điểm này, lúc trước Diệp Thần Phong cũng vừa hay đang bế quan, hơn nữa bế quan sau thực lực tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, bọn hắn bây giờ nghĩ lại lúc trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vô cùng có khả năng chính là Diệp Thần Phong gây ra đó. Khi đó bởi vì giao long bên trong tòa long thành sự tình, Tiết Huyền Tình đám người không khỏi không để ý đến Diệp Thần Phong thiên phú. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người diệp thần phong biết bây giờ là không cách nào ẩn giấu chuyện này hắn hào phóng thừa nhận nói giao long trên tòa long thành trống không cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đích thật là ta gây ra đó có thể tại bực này thực lực liền gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất theo quách thượng đông chỉ có là diệp thần phong niết bàn số lần hắn trực tiếp hỏi tiểu tử người bây giờ mấy vòng niết bàn phải hay không ngũ chuyển niết bàn thấy diệp thần phong lắc đầu Quách Thượng Đông tiếp tục hỏi, chẳng lẽ nói ngươi đến lục chuyển niết bàn? Thấy Diệp Thần Phong vẫn lắc đầu, Quách Thượng Đông ngừng thở rồi, sắc mặt của hắn có phần hưng phấn đỏ lên, tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không phải là đã là thất chuyển niết bàn đi nha. Tiết Huyền Tình đám người toàn bộ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lúc trước Diệp Thần Phong tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thời điểm, Tiết Huyền Tình suy đoán Diệp Thần Phong đã tới tam chuyển niết bàn mà ở thiên huyền giới có thể trải qua ngũ chuyển niết bàn cảnh tuyệt đối có thể chịu đến tất cả đại tông môn tranh đoạt, dù sao niết bàn số lần càng nhiều, vậy thì chứng minh thành tựu tương lai càng lớn. Về phần ngũ chuyển bên trên lục chuyển, tại như hôm nay huyền giới đến lục chuyển trẻ tuổi, hầu như tại 20 người bên trong, về phần lục chuyển trở lên thất chuyển, tại bây giờ thiên huyền giới căn bản không tồn tại. Tất cả mọi người tại chỗ đều hô hấp dồn dập, chờ đợi Diệp Thần Phong trả lời. Diệp thần phong nhìn thấy những người này hưng phấn dáng dấp sau, hắn biết không có thể tại lắc đầu, vạn nhất khiến hắn biết mình là thập chuyển, kích thích bọn hắn phát rồi nhưng sẽ không tốt. Còn nữa hắn vào lần này huyền châu thiên huyền thịnh điển trong, hắn cũng chỉ cho chuẩn bị nhiều nhất dùng ra thất chuyển thực lực. Thế là, Diệp thần phong gật đầu nói, ta hiện tại xem như là thất chuyển đi. Khi nghe đến Diệp thần phong trả lời sau đó ở đây tất cả mọi người điên cuồng, Dương Hảo Thiên gào gào trực khiếu nói, thần phong, người nhưng quá không có suy nghĩ, người dĩ nhiên đến thất chuyển niết bàn người cũng không nói với ta. Người biết thất chuyển niết bàn đại biểu cho cái gì không? Triệu bá cùng lý bá cũng kích động hô hấp dồn dập bọn hắn không nghĩ tới diệp thần phong có thể đến thất chuyển niết bàn, tại như hôm nay huyền giới trẻ tuổi trong, bọn hắn chưa từng nghe nói có ai đã tới thất chuyển niết bàn. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân một mặt chuyện đương nhiên, Tô Nguyệt nhỏ giọng nói yêu nghiệt tới nơi nào đều là yêu nghiệt a hát. Sâu rượu quách thượng đông vẻ mặt rung lên, hắn kích động nói, không được, tiểu tử ngươi nhất định phải làm đồ đệ của ta, ngươi tuyệt đối muốn làm đồ đệ của ta. Quách thượng đông kích động ngữ khí run rẩy. Diệp thần phong trong lòng là một trận không nói gì, hắn ở trong lòng âm thầm nói ra ca ca ta đã đủ đê điều a hát. Xem ra ca ca của ta điệu thấp những người khác không hiểu a hát. Chương 1976 đến Huyền Châu. Đối với sâu rượu quách thượng Đông dây dưa, Diệp Thần Phong là cực độ không nói gì, thật sự là lão đầu này quá quấn người, cũng quá không. Hổ thẹn rồi. Cuối cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể lấy bế quan tu luyện vì mượn cớ tránh được. Về phần Diệp Thần Phong đến thất chuyển sự tình, tại Tiết Huyền Tình cùng Triệu Bá đám người căn dặn dưới, người ở chỗ này đều đáp ứng giữ bí mật tuy rằng nếu để cho thiên huyền giới những tông môn khác biết diệp thần phong đã trải qua thất chuyển sau đó đến lúc đó hội có rất nhiều tông môn đối diệp thần phong tung ra cành ô lưu nhưng diệp thần phong chỉ có một người hắn cuối cùng chỉ có thể gia nhập vào một cái trong tông môn những kia không có được diệp thần phong tông môn e sợ đối diệp thần phong thì sẽ không hữu hảo như vậy rồi thậm chí sẽ phái người ám sát diệp thần phong cho nên tạm thời tới nói không tiết lộ diệp thần phong thất chuyển thiên phú lợi nhiều hơn hại Đương nhiên nếu để cho Quách Thượng Đông biết Diệp Thần Phong chính là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền, chỉ sợ hắn liền không đơn thuần là dây dưa đơn giản như vậy, hắn thậm chí sẽ trực tiếp trói lại Diệp Thần Phong làm đồ đệ của hắn, dù sao lão đầu này tính khí nhưng quái lạ vô cùng. Diệp Thần Phong tại trở về gian phòng của mình bên trong sau đó hắn liền lần nữa tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới ngẩn ngơ chính là hai ngày. Giờ khắc này, bên trong tiểu thế giới chỗ kia lưu trữ tử vong hòm quan tài trong hang núi. Diệp thần phong lại thả một chén máu, trải qua ngày hôm qua sau khi luyện hóa, hắn cảm giác tử vong hòm quan tài cùng hắn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ rồi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn, tại tử vong hòm quan tài bên trong trở nên nồng nặc lên, căn cứ suy đoán của hắn, gần như trải qua hôm nay luyện hóa, là hắn có thể đủ triệt để để tử vong hòm quan tài trở thành một mình hắn tiên khí rồi nhìn xem phía trước mặt cái này đen nhánh quan tài, Diệp Thần Phong vẫn cứ đem trong bát tiên huyết dội hướng về trong không khí, sau đó, hắn hai bàn tay ở trong không khí nhanh chóng vũ động, đem trong không khí tiên huyết phát hỏa thành từng cái đồ án màu đỏ ngòm. Tại từng cái đồ án màu đỏ ngòm phát họa sau khi thành công, những này đồ án trong khoảnh khắc khác ở tử vong hòm quan tài thượng, cuối cùng thẩm thấu tiến vào quan tài bên trong. Theo, hết thảy đồ án màu đỏ ngòm triệt để thẩm thấu sau đó tuy rằng tử vong hòm quan tài bị phong ấn thế nhưng nhắm mắt lại diệp thần phong hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được tử vong hòm quan tài bên trong nồng nặc khí tức tử vong trong chớp mắt từ tử vong hòm quan tài bên trong bạo bắn mà ra một tia ánh sáng màu đen một cái sợi ánh sáng màu đen trực tiếp thẩm thấu tiến vào diệp thần phong ngực bên trong làm cho bên trong thân thể của hắn một trận huyết khí dâng lên sát theo đó phốc một tiếng một cái chói mắt máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe âm um, âm um, âm um. cả thanh tử vong hòm quan tài trên mặt đất mãnh liệt lắc lư kèm theo tử vong hòm quan tài lay động chỉnh sơn động đều rung động rồi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi diệp thần phong hắn lau lau khóe miệng vết máu đây là luyện hóa bị phong ấn tử vong hòm quan tài đây nếu như tại tử vong hòm quan tài không có phong ấn điều kiện tiên quyết luyện hóa e sợ vẫn không có đem tử vong hòm quan tài cho luyện hóa, hắn liền sẽ chết tại đây cái trong quá trình luyện hóa rồi. Này tử vong hòm quan tài không hổ là hắc ám tiên khí. Siết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Tử vong hòm quan tài đang lay động mấy phút đồng hồ sau đó từ từ ở trong sơn động khôi phục yên tĩnh. Hiện tại Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hắn và tử vong hòm quan tài có loại liên kết ăn ý, hắn biết mình là hoàn toàn đã luyện hóa được tử vong hòm quan tài diệp thần phong đem tử vong hòm quan tài luyện hóa cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất tại tương lai hắn sẽ không tùy tiện mở ra tử vong hòm quan tài phong ấn chân chính thôi thúc tử vong hòm quan tài trừ phi là tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống dù sao thôi thúc tử vong hòm quan tài đối hắn thân thể của mình cũng là có tổn thương tại diệp thần phong đã luyện hóa được tử vong hòm quan tài thời điểm linh thuyền tầng thứ hai một gian xa hoa bên trong đại sảnh. Đại sảnh môn động thật chặt, thiếu một cánh tay dư trí minh cùng kim trí đi, còn có ít đi hai cánh tay lục trấn vĩnh đều tại. Ba người bọn họ ngồi ở trên mặt ghế, muốn để đứt tay hồi sinh chỉ có trở về huyền châu mới có thể nghĩ biện pháp rồi. Hai ngày nay bọn hắn chỉ cần thấy được chính mình trống rỗng cánh tay, bọn hắn liền biết phẫn nộ phát điên. Lửa giận trong lòng suýt chút nữa khiến cho bọn hắn nghẹn đến hộp máu. Dư Chí Minh lấy tư cách trung châu trong tông môn người, hơn nữa còn là lần này huyền châu thiên huyền thịnh điển hai đại sứ giả một trong. Hắn chưa từng chịu đến qua khốc liệt như vậy đả kích, hắn giờ phút này sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Mà Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh vẻ mặt không có so với Dư Chí Minh tốt hơn chỗ nào, lần này ba viêm tông cùng huyền châu kim ra tổn thất khốc liệt, hai người bọn họ lấy tư cách ba viêm tông cùng huyền châu kim ra lão tổ, bọn hắn biết đạo tông môn bên trong tổn thất một tên địa thần cảnh bảy tầng cùng bốn tên linh thần cảnh bảy tầng cường giả sau bọn hắn tông môn thế lực e sợ muốn hạ thấp một chút kim trí đi cùng lục trấn vĩnh càng nghĩ càng nộ hai người bọn họ ngược kịch liệt phập phồng lục trấn vĩnh quát lên dư sứ giả chúng ta tuyệt đối không thể thả thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc những người kia khẩu khí này lão phu ta núi không trôi thanh nguyệt tông nguyên bản là cùng chúng ta ba viêm tông có cửu oán đã như vậy lần này liền coi như bọn họ Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc xui xẻo rồi. Hừ, Kim Chí đi cũng ngử lạnh một tiếng, nói ra ta Kim ra tại Giao Long Thành đã tổn thất một tên địa thần cảnh bảy tầng cường giả, bây giờ lại tổn thất một tên địa thần cảnh bảy tầng cùng bốn tên linh thần cảnh bảy tầng cường giả, yếu không phải là bọn hắn Thanh Nguyệt Tông, chúng ta căn bản sẽ không phái người đến Linh Châu, như vậy cũng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Đúng vậy, nếu không phải thanh nguyệt tông lúc trước giết phương giết sông cháu trai cùng chúng ta ba viêm tông một tên đệ tử phương giết sông cũng căn bản sẽ không đi hướng linh châu như vậy cũng sẽ không phát hiện này giả dối không có thật bảo tàng rồi ta cũng sẽ không mang theo trong tông môn người chạy tới tất cả những thứ này đều là thanh nguyệt tông tạo thành lục trấn vĩnh gật đầu đón ý nói hùa nói dư chí minh thần sắc trên mặt âm lãnh cực kỳ hắn nói ra ta cũng nhất định muốn tìm một đả kích đối tượng lần này cho dù Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc xui xẻo rồi, những chuyện này liền đều tính tại Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc trên đầu đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc đệ tử, vào lần này huyền châu thiên huyền thịnh điển bên trong trước hết gặp phải các ngươi tông môn đệ tử. Các ngươi ba viêm tông cùng kim ra cũng đừng để cho ta thất vọng rồi, các ngươi nhất định muốn trực tiếp đem hai cái này tông môn đào thải ra khỏi đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi một chuyến linh châu, cùng các ngươi đồng thời đem thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc tông môn hủy diệt. Ta nhất định phải trắng trợn giết chóc một phen, ta mới có thể hóa giải tức giận, ta mới có thể tiêu trừ sinh ra bóng mở rồi. Nghe được Dư Chí Minh lời nói sau, Lục Trấn Vĩnh bảo đảm nói, Dư Sứ Giả, điểm này ngươi yên tâm, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc đệ tử thực lực căn bản không đủ nhìn, bọn hắn căn bản sẽ không là chúng ta ba viêm tông đệ tử tinh anh đối thủ. Kim Chí Đi cũng lập tức nói ra, đúng vậy, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc đệ tử tính là gì? Chỉ cần chúng ta kim ra đệ tử trên trời huyền thịnh điển bên trong gặp phải hai cái này tông môn người, ta có thể cam đoan bọn hắn không có một cái đệ tử có thể sống sót. Dư Chí Minh đối với Lục Trấn Vĩnh cùng Kim Chí làm được trả lời vẫn tính thỏa mãn, hắn gật đầu nói, nói thật ra, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc chỉ là hai cái trèo lên không lên mặt bàn tông môn mà thôi hắn nhưng chờ nhìn xem hai cái này tông môn người trên trời huyền thịnh biển bên trong rơi vào tuyệt vọng. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Chỉ chớp mắt bảy ngày lại qua rồi. To lớn linh thuyền chạy tại vô tận hải vực bên trên. Bây giờ khoảng cách huyền châu là càng ngày càng gần, chỉ thấy tại to lớn linh trước thuyền phương mấy vạn mét địa phương xuất hiện một tầng dường như kết giới lồng năng lượng. Cái lồng năng lượng này do trên bầu trời trực tiếp lan tràn đã đến trong nước biển, Độ rộng thì vô hạn hướng về hai bên kéo dài. Chỉ phải xuyên qua năng lượng này cháu coi như là đến Huyền Châu rồi. Cái lồng năng lượng này tại cực kỳ lâu trước đó liền tồn tại, cái này năng lượng màu xanh lam cháu có thể ngăn cách linh khí, để Huyền Châu linh khí không chảy về phía Linh Châu. Bất quá, vậy người tu luyện thì không cách nào xuyên qua lồng năng lượng, chỉ có linh thần cảnh bên trên hoặc là bảo khí linh thuyền mới có thể thuận lợi xuyên qua cái lồng năng lượng này to lớn linh thuyền nhanh chóng tại trên mặt biển chạy. Không bao lâu thời gian, linh thuyền liền thuận lợi xuyên qua cái kia lớn vô cùng năng lượng màu xanh lam cháo. Tại linh thuyền xuyên qua lồng năng lượng trong nháy mắt, linh khí trong trời đất đột nhiên trở nên nồng nặc lên, muốn so linh châu linh khí trọn vẹn nồng nặc khoảng 5 lần đây. Tại xuyên qua năng lượng màu xanh lam cháo sau. Tại linh thuyền phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy bên bờ, tại đến bên bờ sau coi như là chân chính đã đến Huyền Châu rồi. Huyền Châu đến, một hồi ẩn nấp gió tanh mưa máu lại muốn nhấc lên. Một hồi đang nổi lên bên trong bão táp yếu cuốn qua. Diệp Thần Phong có thể đem Huyền Châu cũng chọc cái lỗ thủng đi ra không? chương 1977, Thiên Hồn Hoa. Tham gia thử thách, Huyền Châu lớn nhất phồn hoa nhất thành chỉ chính là Linh Thủy Thành. Lần này tham gia Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển tông môn đều phải tại linh thủy trong thành tập trung. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn cưỡi linh thuyền xuyên qua cái kia màu xanh lam kết giới sau đó linh thuyền lại ở trên bầu trời phi hành hai ngày sau, chỉnh chiếc linh thuyền vững vàng đứng tại một tòa cổ xưa trước cửa thành. Ở trên cửa thành phương rồng bay phượng múa có khắc linh thủy thành này ba chữ lớn. Tại đến linh thủy thành sau đó Dư Chí Minh căn bản không muốn để ý tới Thanh Nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt gốc người hắn chỉ là để thiết huyền tình đám người mình ở linh thủy trong thành tìm kiếm nơi ở, các loại thiên huyền thịnh biển trước khi bắt đầu, tự nhiên sẽ có người đi thông báo bọn hắn. Dư Chí Minh, Kim Chí đi cùng Lục Trấn Vĩnh ba người này, bọn hắn cưỡng chế tức giận đi vào linh thủy thành bên trong. Diệp thần phong cảm thụ huyền châu linh khí nồng nặc, trên mặt hắn không có quá nhiều không thay đổi, dù sao bây giờ bên trong tiểu thế giới linh khí mức độ đậm đặc không thể so với huyền châu tranh lệch, ngược lại là trần nguyên hùng tôn tiểu hàm cùng tô băng vân các loại cả đám trên mặt bọn họ lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ dù sao đây là bọn hắn lần đầu tiên tới huyền châu sâu rượu quách thượng đông hắn vẫn cứ hỏi diệp thần phong tiểu tử ngươi lẽ nào sẽ không suy nghĩ một chút nữa trở thành đồ đệ của ta ta bảo đảm không để ngươi hối hận diệp thần phong cười khổ nói ta vẫn là câu nói kia đa tạ sâu rượu tiền bối hảo ý rồi sâu rượu quách thượng đông cực kỳ khó chịu uống một hớp rượu sau đó nói ra, tiểu tử, một ngày nào đó ngươi hội tâm cam tình nguyện làm đồ đệ của ta, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, ngươi đi Trung Châu tham gia thiên huyền thịnh điển hẳn là nắm chắc đã đến, lão sâu rượu ta liền không đi theo các ngươi, chúng ta chả sẽ gặp mặt. Tại sâu rượu quách thượng đông đi vào linh thủy thành sau đó tiết huyền tình cùng diệp thần phong mấy người cũng phải đi tiến linh thủy thành. Dương Hạo Thiên không có trước đó hi hi ha ha biểu lộ rồi, trên mặt của hắn hiện lên một vệt thống khổ và không cam lòng. Trong tay hắn một viên long hình ngọc bội không ngừng lập lè, đây là hắn Dương ra tổ truyền ngọc bội. Khối này tổ truyền ngọc bội lấp lánh, chứng minh rồi cha của hắn đã tại linh thủy thành bên trong rồi, hắn đang do dự chỉ chốc lát sau, hắn đối với tiết huyền tình nói ra, tông chủ, gia tộc của ta cần phải cũng đi tới linh thủy thành, ta muốn qua nhìn xem, bất quá, Tông chủ ngươi yên tâm, ta sẽ không về đến gia tộc bên trong, ta còn là sẽ lấy thanh nguyệt tông đệ tử tham gia thiên huyền thịnh điển. Diệp thần phong cùng Lý Tín Văn đám người đều thấy được Dương Hạo Thiên trên mặt biểu tình biến hóa. Nếu Dương Hạo Thiên không có chủ động giải thích, như vậy bọn hắn cũng không thể hỏi nhiều, tiết huyền tình nói ra, ngươi đi đi. Lại đi vào linh thủy thành sau đó Dương Hạo Thiên liền tạm thời cùng Diệp Thần Phong bọn hắn phân biệt. Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong bọn người ở tại Linh Thủy trong thành tìm một cái khách sạn ở xuống. Diệp Thần Phong cũng là lần đầu tiên đến Huyền Châu, hắn dự định tại Linh Thủy trong thành dạo chơi, mà Trần Nguyên Hùng, Lý Tín Văn Hòa Tô Băng Vân đám người, bọn hắn vẫn cứ lựa chọn bế quan tu luyện. Về phần Tiết Huyền Tình người cũng không yêu thích nhiều người địa phương, cho nên đến cuối cùng chỉ có Diệp Thần Phong một người đi dạo Linh Thủy thành đi tới linh thủy thành sau đó tiết huyền tình không lo lắng diệp thần phong sẽ gặp phải nguy hiểm trên trời huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình hẳn không có người ngu ngu xuẩn sẽ ở linh thủy trong thành động thủ giết người cả tòa linh thủy thành chiếm diện tích phi thường to lớn linh thủy thành lấy tư cách huyền châu trung tâm thành thị hắn phồn hoa trình độ là có thể tưởng tượng được tại linh thủy trong thành luyện dược các phân bộ cùng luyện khí các phân bộ đều có Diệp Thần Phong chủ yếu đi dạo địa phương chính là một ít tiệm bán thuốc, hắn muốn nhìn một chút tại Huyền Châu có cơ hội hay không mua đến thần hồn loại thiên tài địa bảo. Mà ở Diệp Thần Phong tại Linh Thủy trong thành thử vận khí một chút có thể hay không mua đến thần hồn loại thiên tài địa bảo lúc. Tại Linh Thủy thành nam mặt một nơi, ở nơi đó xây dựng một cái tương tự lôi đài không gian. Tại dưới lôi đài vây đầy các loại cấp độ thực lực người tu luyện, Tại lôi đài bên trái chính là luyện khí các tại linh thủy thành một cái phân bộ. Chỉ thấy tại trên lôi đài một khối trên ván gỗ dán vào một tấm viết đầy chữ giấy trắng. Mặt trên những chữ kia ý tứ, đại khái là như vậy, cái này luyện khí các phân bộ cử hành một cái hoạt động, phàm là có thể thông qua luyện khí các khảo nghiệm người, liền có thể thu được luyện khí các khen thưởng, trong đó không thiếu có đan dược, vũ khí cùng linh thảo, nếu như Diệp Thần phong tại nơi này, như vậy hắn khẳng định sẽ dừng lại bởi vì tại khen thưởng bên trong thậm chí có hai đoá 500 năm thiên hồn hoa, này chính là là một loại hiếm có thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tại trên lôi đài mặt bên ngồi một tên tóc hoa dâm lão đầu, ông lão này chính là luyện khí các phân bộ các chủ, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, luyện khí trình độ đã tới lục phẩm tầng thứ, tên của hắn gọi là Vương Hưng Hoài. Này Vương Hưng Hoài tại huyền châu địa vị phi thường cao, Chống chân là thực lực của hắn liền đầy đủ để Huyền Châu tất cả đại tông môn lấy lễ để tiếp đón rồi, càng đừng nói hắn vẫn là một tên lục phẩm luyện khí sư rồi. Giờ khắc này, tại trên đài ngoại trừ Vương Hưng Hoài sau đó còn có một cái dáng dấp tuấn lãng thanh niên, tại tên thanh niên này trước mặt có một khối đen như mực kim loại lơ lư lững, khối này kim loại được một tầng ngọn lửa màu xanh lam cho bao trùm rồi, xem ra hắn là tại trừ đi kim loại bên trong tạp chất rồi. Khối này kim loại trước đó được Vương Hưng Hoài pha rất nhiều tạp chất, muốn đem khối này kim loại bên trong tạp chất toàn bộ thanh trừ vô cùng khó khăn, liền ngay cả Vương Hưng Hoài cũng mới miễn cưỡng có thể thanh trừ đen thùi kim loại bên trong tạp chất. Đây chính là khảo hạch cửa thứ nhất, trừ đi kim loại bên trong tạp chất, dù sao từ tại luyện khí thời điểm, trừ đi tạp chất là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Lấy tiền Vương Hưng Hoài chỗ nói, chỉ cần trừ đi khối này kim loại bên trong một nửa tạp chất liền tính qua ải rồi. Tên kia đang tại trừ đi kim loại bên trong tạp chất thanh niên, hắn chính là huyền châu cổ gia gia chủ nhi tử cổ huy, đồng dạng hắn cũng là cổ gia bên trong đệ nhất thiên tài, thực lực tại hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Này cổ gia nhưng là huyền châu ngũ đại thế lực một trong, cổ huy lần này tới đến Linh Thủy Thành, hắn vừa vặn gặp luyện khí các phân bộ tổ chức cái này hoạt động, hắn đối luyện khí hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng trước đó một mực không có bái sư cơ hội, lần này hắn nghe được luyện khí các phân bộ cái này hoạt động không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, luyện khí các phân bộ Vương Hưng Hoài còn muốn mượn cơ hội này thu đồ đệ. Tuy rằng Vương Hưng Hoài không có tuyên bố chuyện này, nhưng nghe được chuyện này cổ huy hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này được rồi, nếu như có thể trở thành Vương Hưng Hoài đệ tử, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì hắn nghe nói Vương Hưng Hoài tại số tháng trước đã luyện chế được hạ phẩm bảo khí rồi, nói cách khác bây giờ Vương Hưng Hoài chính là thất phẩm luyện khí sư rồi, chỉ cần lại về Trung Châu luyện khí các tổng bộ đi chứng thực một cái, như vậy Vương Hưng Hoài thất phẩm luyện khí sư thân phận liền sẽ chứng thực. Phía dưới lôi đài chung quanh người tu luyện, bọn hắn rồn dập mở miệng nghị luận. Khối này đặc thù kim loại bên trong tạp chất muốn trừ đi một nửa thật không đơn giản a hát phải biết vương tiền bối đều tự mình thừa nhận, hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đem kim loại bên trong tạp chất toàn bộ trừ đi. Bây giờ vương tiền bối tuy rằng vẫn không có đi chung châu chứng thực, nhưng hắn có thể luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, hắn đã là thứ thiệt thất phẩm luyện khí sư rồi, hiện tại chỉ là thiếu hụt một cái trình tự mà thôi. Các ngươi nói này cổ gia đệ nhất thiên tài, hắn có thể đủ trừ đi bao nhiêu tạp chất. Trước đó có rất nhiều người đều thử qua, nhiều nhất là khứ trừ 2 phần 10 tạp chất. Theo phía dưới nghị luận sôi nổi, trên đài cổ huy khóe miệng hắn hiện lên một vệt tự phụ nụ cười, trên mặt thần sắc kiêu ngạo hiển lộ không thể nghi ngờ, tình cảnh này rơi ở một bên vương hưng hoài trong mắt, hắn trực tiếp cho cổ huy dán lên tự đại, không trầm ổn nhãn mát. Này cổ huy mặc dù là cổ gia đệ nhất thiên tài, nhưng hắn bình thường vui mừng hảo mỹ nữ, đối mặt rất nhiều người đều cực kỳ khinh thường, chả vô cùng lòng dạ độc ác, có thể nói là một cái không hơn không kém công tử bột theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phút chốc, đen thùi kim loại thượng hỏa diễm dập tắt, cổ huy trên mặt vẻ mặt có vẻ có mấy phần trắng xanh, chỉ thấy kim loại thượng màu đen nhạt rất nhiều, cổ huy đem kim loại đưa cho vương hưng hoài, nói ra, vương tiền bối, mời ngài xem qua. Vương hưng hoài chỉ là nhìn lướt qua liền nói, đúng vậy, người mới vừa mở khứ trừ kim loại bên trong một nửa tạp chất. Nghe vậy, cổ huy vẻ mặt càng thêm ngạo khí, mà đúng lúc này, Diệp Thần Phong từ đằng xa đi từ từ đi qua, hắn không nghe thấy trước đó trong đám người nghị luận, làm hắn nhìn thấy trên võ đài cái kia tờ giấy trắng thượng viết khen thưởng bên trong có hai đoá 500 năm thiên hồn hoa lúc, trong lòng của hắn liền lập tức làm một cái quyết định, hắn cũng không muốn buông tha bất kỳ thần hồn loại thiên tài địa bảo. Diệp Thần Phong đi tới một cái không người chú ý bên trong góc, hắn từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một cái màu trắng mặt nạ quỷ mang lên mặt, sau đó Hắn lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một cái áo choàng, khoác ở trên người mình, đem quần áo Thanh Nguyệt Tông tiêu chí ngăn cản ở sau, hắn không nói lời gì chen tách đoàn người, nói ra ta cũng muốn tham gia một cái nơi này khảo hạch. Diệp Thần Phong cũng không muốn quá làm người khác chú ý, bây giờ hắn tại Huyền Châu đã có rất nhiều cừu nhân, quá làm người khác chú ý ai biết có thể hay không rước lấy một chút phiền toái đây. Chương 1978, chấn động toàn trường trên mặt mang mặt nạ quỷ, khoác trên người một cái áo choàng diệp thần phong, hắn trực tiếp nhảy lên võ đài, nếu không phải vì lão bạch cùng lão hắc, hắn mới lười tới tham gia loại này thử thách đây. Tại diệp thần phong đạp lên lôi đài sau, không khí của hiện trường yên lặng mấy giây sau. Từng đợt tiếng ẩm ý tại dưới đài bốn phía bỗng nhiên vang lên. Bởi Diệp Thần Phong cũng không hề ẩn giấu khí thế, ở đây rất nhiều người đều cảm giác ra Diệp Thần Phong tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nhìn xem diệp thần phong cổ quái tạo hình, tuy rằng mặt bị mặt nạ chặn lại rồi, nhưng người ở chỗ này phán đoán diệp thần phong niên kỳ tuyệt đối sẽ không quá lớn. Tiểu tử này là từ nơi nào xông tới, hắn cho là mình cái gì ai, trên mặt chả đeo một cái mặt nạ, hắn sẽ không phải là đến khôi hải A. Thời đại này không tự lượng sức quá nhiều người rồi, nói không chắc hắn là muốn đến thử vận may, cho dù tại trên đài mất thể diện, không phải cũng có mặt nạ che kín mặt của hắn sao. Đúng vậy, dùng mặt nạ che mặt, vậy thì đại biểu tiểu tử này không tự tin, ta xem hắn hẳn là cái nào môn phái nhỏ bên trong đệ tử, lần này cùng tông môn cùng đi tham gia thiên huyền thịnh biển. Diệp thần phong đối với dưới đài tiếng bàn luận mắt điếc tai ngơ, về phần thông qua được cái thứ nhất khảo nghiệm cổ huy, hắn đầy mặt khinh thường nhìn xem diệp thần phong, hắn quát lên tiểu tử, cút cho ta xuống lôi đài đi. Nơi này không phải ngươi có thể đến khoe khoang địa phương, liền loại người như ngươi, người xứng cùng ta đứng ở cùng một cái trên võ đài sao ngồi ở một bên luyện khí các phân bộ các chủ vương hưng hoài hắn đối diệp thần phong trang phục cũng hết sức không vừa lòng hắn không thích loại này cố làm ra vẻ bí ẩn người khi hắn nhíu mày lúc thức dậy diệp thần phong bình thản mở miệng ta là tới tham gia khảo nghiệm ta có thể hay không đủ thông qua thử thách đây là chuyện của chính ta sau đó diệp thần phong lại nhìn vẻ mặt khinh thường cổ huy nói ra, người có tư cách để cho ta lăn xuống lôi đài sao? Người lại là cái thá gì? Bớt ở ra ra trước mặt của ta sủa loạn. Cổ huy không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám chống đối hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ, bàn tay trong nháy mắt nắm thành quyền đầu. Nhưng hôm nay trên trời huyền thịnh biển tổ chức trước khi bắt đầu, cho dù cổ gia chính là huyền châu ngũ đại thế lực một trong, cổ huy cũng không dám vào lúc này đối diệp thần phong hạ sát thủ huống chi vẫn là ở luyện khí các phân bộ khảo hạch thời điểm. Cổ huy cười lạnh nói, tiểu tử, người cho rằng người có thể thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Người bớt ở chỗ này nằm mơ. Lần này Linh Thủy Thành luyện khí các phân bộ tổ chức hoạt động. Luyện khí các đệ tử là không thể đủ tham dự, cho nên tham gia khảo hạch cũng không phải luyện khí các bên trong đệ tử, dựa vào chính mình căn bản vô pháp tại luyện khí trên có chỗ tiến triển mà cổ huy tuy rằng trước đó không có bái bất kỳ luyện khí sư vi sư đó là bởi vì hắn không có gặp phải thích hợp bái sư đối tượng. bất quá lấy hắn cổ ra tại huyền châu địa vị vẫn có thể kết bạn một ít tam phẩm cùng tứ phẩm luyện khí sư cho nên cổ huy thuật luyện khí ngược lại là trải qua những người khác chỉ điểm được rồi bây giờ hắn cũng coi là một tên thứ thiệt nhị phẩm luyện khí sư rồi. cổ huy một ngực không có gia nhập luyện khí các nguyên nhân đó là bởi vì hắn không muốn trở thành luyện khí các bên trong đệ tử phổ thông, hắn muốn bái một tên luyện khí các luyện khí đại sư vi sư sau, hắn lại gia nhập thêm luyện khí các lời nói, như vậy tại luyện khí các bên trong địa vị liền tuyệt đối không bình thường rồi. Đọc truyện với Cổ Huy Thân là nhị phẩm luyện khí sư, hắn dụng hết toàn lực cũng miễn cưỡng chỉ khứ trừ khối này kim loại bên trong một nửa tạp chất mà thôi, Diệp Thần Phong cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử hắn căn bản một điểm đều không để ở trong lòng ầm um, một tiếng chỉ thấy vương hưng hoài ngón tay búng một cái lại một khối không có bị trừ đi tạp chất kim loại màu đen xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt vương hưng hoài mặt không thay đổi nói ra người có thể bắt đầu diệp thần phong tiện tay đem kim loại màu đen nắm trong tay đồng thời lợi dụng linh khí để kim loại trôi nổi ở trước mặt mình bởi diệp thần phong không nghe thấy lúc trước nghị luận hắn cũng không biết chỉ cần trừ đi một nửa tạp chất liền tính qua ải rồi, ở trong lòng hắn tưởng rằng muốn đi trừ hết thảy tạp chất. Trước đó Diệp Thần Phong tại đi tới thiên huyền giới thời điểm, Lão Bạch cùng Lão Hắc đã đem hết thảy chế thuốc cùng luyện khí chi thức, toàn bộ rót vào đến trong đầu của hắn rồi. Khoảng thời gian này Diệp Thần Phong mặc dù không có luyện khí, thế nhưng hắn chỉ cần có rảnh rỗi. Hắn liền sẽ nghiên cứu trong đầu chế thuốc cùng luyện khí kiến thức. Diệp Thần Phong cũng không hề vội vã trừ đi tạp chất, hắn đầu tiên cảm ứng một thoáng kim loại màu đen bên trong tạp chất, hắn cảm giác được khối này kim loại bên trong tạp chất là nhân tạo, có thể nói trong đó tạp chất vô cùng ngoan cố, dùng bình thường hỏa diễm nung đốt căn bản không được tác dụng quá lớn. Diệp Thần Phong trong đầu bốc lên một loại nung đốt thủ pháp, loại thủ pháp này gọi là sóng biển nung đốt. Đây là lão Hắc Giang vận thiên chính mình nghiên cứu ra một loại trừ đi tạp chất phương pháp. Loại này trừ đi tạp chất phương pháp phi thường có hiệu quả, tuy rằng trước đó Diệp Thần Phong không có từng dùng tới, nhưng hắn có lòng tin đem sóng biển nung đốt triển khai ra. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh sẫm đột nhiên xông ra, hắn cực hạn khống chế thanh viêm nhiệt độ, coi như là Vương Hưng Hoài cũng cảm giác không ra thanh viêm chính là thiên địa chi hỏa. Diệp Thần Phong để thanh viêm bọc lại trước mặt kim loại màu đen sau, hắn liền không có tiến hành động tác kế tiếp rồi. Trong đầu hắn không ngừng diễn luyện sóng biển nung đốt phương pháp, có lòng tin là một chuyện, hắn yếu bảo đảm chính mình không có sơ hở nào. Dưới đài một đám người tu luyện thấy Diệp Thần Phong để hỏa diễm bao vây lấy kim loại màu đen sau, liền không có động tác kế tiếp rồi, trong lòng bọn họ là một trận xem thường. Này mặt nạ tiểu tử sẽ không phải đúng là đến khôi hài a. Vẹn vẹn để hỏa diễm bao vây lấy kim loại màu đen, hắn liền muốn trừ đi trong đó tạp chất vừa nãy cổ ra cái kia đệ nhất thiên tài hắn nhưng là dùng rất nhiều phương pháp luyện khí ta xem tiểu tử này sau đó mặt yếu ném đi được rồi tuy nói trên trời huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình không thể hạ sát thủ nhưng chúng ta sau đó vạch trần tiểu tử này mặt nả cũng không tính phạm điều lệ sao chúng ta thật tốt để tiểu tử này ném mất mặt trên đài diệp thần phong đối với dưới đài nghị luận căn bản không hề bị lay động hắn nhắm mắt lại hết sức chăm chú trong đầu chỉ là tại diễn luyện sóng biển nung đốt. Mà một bên cổ huy, hắn hiện tại liền diễu cờ tâm tư cũng không có, hắn lãnh đạm nói, nguyên lai chính là một tên hề, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút bản lãnh đây. Kết quả quả thực làm ta quá là thất vọng. Ngồi trên ghế dựa vương hưng hoài, hắn cũng không tự chủ lắc đầu, hắn cảm thấy diệp thần phong hành động quá trò đùa, nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn đã sớm ngăn lại diệp thần phong loại này uổng công vô ích hành vi rồi. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần Phong chỉ là một cái khiêu lương tiểu sử, là tới khôi hài, là tới mất mặt thời điểm. Diệp Thần Phong đột nhiên đột nhiên mở mắt ra. Hắn đã tại trong đầu diễn luyện 30 lần sóng biển nung đốt rồi. Hắn nhìn trước mắt được thanh viêm bao vây lấy kim loại màu đen, chỉ thấy kim loại màu đen tạp chất căn bản không có được sắp xếp ra bao nhiêu. Diệp Thần Phong cùng thanh viêm lấy được một tia liên hệ, sau đó hai tay của hắn ở trong không khí kết ấn, khi hắn kết ấn trong nháy mắt, từ dấu ấn bên trong bốc lên nhất cổ đặc thù sức mạnh, này cổ đặc thù sức mạnh bắt đầu khống thanh viêm rồi. Diệp thần phong khởi điểm kết ấn phi thường chậm chạp, bất quá, chính giữa không có bất kỳ dừng lại, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn kết ấn tốc độ đang không ngừng tăng lên rồi. Cuối cùng ở trong không khí chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong linh động ngón tay hư ảnh rồi. Mà theo kết ấn tốc độ tăng nhanh, bao vây lấy kim loại màu đen thanh viêm, nó thoát ly kim loại màu đen, nó hình thái biến thành một tầng lại một tầng sóng biển, tầng này lại một tầng hỏa diễm hải sóng, tại dấu ấn bên trong năng lượng khống dưới, một lần lại một lần đụng vào kim loại màu đen bên trên. Kèm theo, hỏa diễm hải sóng không ngừng va chạm, kim loại màu đen bên trong tạp chất lại đang dùng một loại tốc độ cực nhanh sắp xếp ra. Này sóng biển nung đốt, là hỏa diễm cùng dấu ấn bên trong năng lượng kết hợp, này dấu ấn bên trong tán phát tới năng lượng không quang năng khống thanh viêm, hơn nữa còn có thể hòa vào thanh viêm bên trong, loại này đặc thù năng lượng cũng có sắp xếp ra tạp chất hiệu quả. Hơn nữa sóng biển nung đốt trừ đi tạp chất hiệu quả mạnh phi thường, chỉ thấy nguyên bản đen nhánh kim loại, nó màu đen dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang thay đổi nhạt. Bất thình lình một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi sướng sở rồi, nhìn xem ngọn lửa kia sóng biển va chạm, nhìn xem Diệp Thần Phong cái kia hoa lệ thủ pháp, tất cả mọi người trước tiên toàn bộ phản ứng không kịp. Theo thời gian trôi đi, Diệp Thần Phong đột nhiên đình chỉ kết ấn rồi, thanh viêm cũng bay trở về trong cơ thể hắn rồi, mà trước mặt hắn khối này đen nhánh kim loại, hiện tại biến thành một khối màu trắng kim loại rồi, điều này đại biểu trong đó tạp chất toàn bộ khứ trừ. Nguyên bản ngồi trên ghế dựa vương hưng hoài đã sững sờ rồi, đang nhìn đến Diệp Thần Phong khứ trừ hết thảy tạp chất, thậm chí so với hắn làm trả hoàn mỹ sau đó hắn vỗ mạnh một cái cái ghế tay vịn thân thể từ trên ghế đứng lên mà chỉnh cái ghế lại ầm một tiếng trong nháy mắt biến thành bột phấn vương hưng hoài cả người run rẩy lợi hại chỉ nhìn đến diệp thần phong vừa vặn trừ đi tạp chất thủ pháp là hắn có thể đủ phán đoán diệp thần phong là một thiên tài diệp thần phong tuyệt đối là một thiên tài cả khối màu trắng kim loại yên tĩnh nằm ở trên mặt đất hiện trường là tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. chương 1979, một tâm hai dùng, kiểu như châu bò đến cực điểm. Diệp thần phong nhìn thấy dưới đài đông đảo người tu luyện dáng dấp khiếp sợ, lại nhìn thấy vương hưng hoài kích động đem cái ghế đều đập thành bột phấn, trong lòng của hắn cười khổ một hồi, hắn cũng không biết chỉ cần trừ đi một nửa tạp chất, hắn biết mình hành vi khẳng định quá mức phách lối. Bất quá, cũng may Diệp Thần Phong trên mặt mang mặt nạ đây hắn cũng không phải lo lắng có người nhớ kỹ dáng dấp của hắn rồi. Khủ khủ, trên đài diệp thần phong trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó hắn đối với Vương Hưng Hoài, nói ra cửa thứ nhất này, ta hẳn là thông qua được chứ. Vô cùng kích động Vương Hưng Hoài, hắn hô hấp đều có chút không trôi chảy rồi, hắn mạnh mẽ áp chế nội tâm dâng trào, hắn nói ra, ngươi làm vô cùng tốt, vô cùng hoàn mỹ, ngươi đem cả khối kim loại tạp chất đều khứ trừ, cửa thứ nhất này ngươi thuận lợi thông qua được. Một bên cổ gia đệ nhất thiên tài cổ huy, hắn cuối cùng cũng coi như cũng từ không dám tin tưởng bên trong tỉnh táo lại, nếu như là đổi lại còn lại công tử bột, nhất định sẽ mù thì thầm trong này khẳng định có vấn đề, đây tuyệt đối không thể các loại, nhưng cổ huy lại suốt kỳ trầm mặc lại, chỉ là của hắn sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm, bên trong thân thể điên cuồng tụ tập sát ý. Có câu nói, chó cắn người khẩu không gọi, xem ra này cổ huy tâm tính cũng không tệ, trước đó hắn đối diệp thần phong khinh thường, hoàn toàn là diệp thần phong thực lực gây ra, dù sao diệp thần phong chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, giống như vậy thực lực người đang huyền châu có rất nhiều, cho nên trước hắn có thể khẳng định diệp thần phong không thể nào là đến từ chính Trung Châu, chỉ có thể là huyền châu hoặc là linh châu người. Tại Diệp Thần Phong đem chọn khối kim loại tạp chất trừ đi sau đó trong lòng của hắn xem thường biến mất rồi, bất quá, đối với cổ huy loại này lòng giả chật hẹp người, hắn hầu như muốn lập tức đem Diệp Thần Phong cho chu sát. Chỉ cần Diệp Thần Phong không phải tới từ ở Trung Châu trong tông môn, hắn cổ huy đường đường huyền châu cổ gia đệ nhất thiên tài, hắn căn bản không lo lắng Diệp Thần Phong có bối cảnh gì. Dưới đài một đám người tu luyện, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt thay đổi, phải biết loại này đặc thù kim loại, liền ngay cả vương hưng hoài cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đem bên trong tạp chất toàn bộ trừ đi mà thôi diệp thần phong trong thời gian ngắn như vậy liền đem bên trong tạp chất toàn bộ khứ trừ đây tuyệt đối là đủ ghê gớm được rồi cổ huy con mắt lạnh lẽo nhìn xem diệp thần phong nói ra tiểu tử không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch đừng tưởng rằng ngươi thuận lợi thông qua cửa thứ nhất liền không dậy nổi nói thật ta vừa nãy là nhìn lầm bất quá người cũng chỉ là tại trừ đi tạp chất phương diện lợi hại một ít mà thôi, ta không tin người tại những phương diện khác cũng có thể vượt qua ta. Nếu loại bỏ Diệp Thần Phong là Trung Châu Tông môn người, như vậy Cổ Huy không lo lắng cửa ải tiếp theo, Diệp Thần Phong vẫn có thể vượt qua hắn. Tiếp theo cửa khảo nghiệm, Cổ Huy sớm tại mấy ngày trước liền thông qua tin tức đã được biết đến, trong lòng của hắn có niềm tin tuyệt đối. Vương Hưng Hoài tổng cộng cũng mới xếp ra hai loại thử thách người ở chỗ này đều đã biết loại thứ hai thử thách là cái gì rồi, chỉ có Diệp Thần Phong còn không biết. Vương Hưng Hoài bình phục thoáng một chút tâm tình sau, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra cửa ải thứ hai chính là khắc họa linh trận đồ. Trong khi nói chuyện, Vương Hưng Hoài bàn tay vung lên, tại Diệp Thần Phong cùng cổ huy trước mặt, phân đừng xuất hiện hai cái màu trắng kiếm. Sau đó, Vương Hưng Hoài tiếp tục nói, này bốn cái kiếm đều chỉ kém khắc họa linh trận đồ cái này bước đi rồi ta các ngươi phải tại trong kiếm khắc họa trung phẩm pháp khí linh trận đồ, yêu cầu khắc họa linh trận đồ ta sẽ cho các ngươi cung cấp. Sức tiếng, tại Diệp Thần Phong cùng cổ huy trước mặt phân biệt lại tăng thêm hai tờ bản vẽ, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn trước mặt mình hai tờ bản vẽ, hai loại trên bản vẽ linh trận đồ hoàn toàn không giống nhau, nhưng khắc họa trung phẩm pháp khí linh trận đồ không khỏi rất đơn giản chứ. Vương Hưng Hoài phảng phất đoán được Diệp Thần Phong ý nghĩ, hắn lại nói, này cửa ải thứ hai quy tắc rất đơn giản, các người nhất định muốn đồng thời khắc họa hai cái trong kiếm linh trận đồ, hơn nữa trên đường không thể có chút dừng lại, ai khắc họa linh trận đồ tương đối hoàn chỉnh. Giữa các người ai cho dù thông qua này thứ hai cửa khảo nghiệm rồi. Thì ra là như vậy. Diệp thần phong trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, yếu đồng thời khắc họa hai cái trong kiếm linh trận đồ. Hơn nữa hai cái trong kiếm linh trận đồ chả không giống nhau, trên đường còn chưa thể có chút dừng lại, đây là muốn nhất tâm nhị dụng. Hơn nữa nên nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, bởi vì hai loại bất đồng linh trận đồ đồng thời khắc họa, chỉ cần có chút nào sai lầm liền sẽ lập tức đã thất bại. Vương Hưng Hoài cũng không hề giải thích trong đó khó khăn, bởi vì hắn trước đó đã từng giải thích một lần, lấy hắn bây giờ luyện khí trình độ, yếu đồng thời khắc họa hai loại bất đồng linh thần đồ. Cho dù khắc họa chỉ là trung phẩm pháp khí hắn cũng chỉ có thể đủ đem hai loại linh trận đồ khắc họa hoàn thành hơn một nửa. Có thể đem một cái khảo nghiệm hoàn thành, chỉ có trung châu những thất phẩm đó cùng bát phẩm luyện khí sư rồi, mà vương hưng hoài mới vừa vặn bước vào thất phẩm không bao lâu, hắn tự nhiên chả không có thực lực như vậy. Bất quá, Diệp Thần Phong nhưng cũng không biết trong đó độ khó cao bao nhiêu, dù sao hắn chưa từng nghe qua tiền vương hưng hoài giải thích này cửa ải thứ hai độ khó. Tại Vương Hưng Hoài nói đơn giản một cái quy tắc sau đó cổ huy lập tức đem hai cái trắng kiếm nắm trong tay, hắn đem bản vẽ thượng bất đồng linh trận đồ ghi vào trong đầu. Khắc họa linh trận đồ chính là là thông qua thần niệm dẫn dắt linh khí tiến vào vũ khí nội bộ khắc họa suốt từng cái từng cái dây nhỏ, cuối cùng do một điều này đầu dây nhỏ cấu họa thành một cái hoàn thành linh trận đồ. Yếu đồng thời khắc họa hai loại bất đồng linh trận đồ, nói cách khác muốn dùng hai luồng thần niệm phân biệt dẫn dắt suốt hai luồng linh khí. Hơn nữa khắc họa trong quá trình bởi linh trận đồ bất đồng, khắc họa người nhất định muốn để hai luồng thần niệm dẫn dắt linh khí quỹ tích hoàn toàn khác nhau, vậy thì phi thường khó mà làm được. Phải biết khắc họa linh trận đồ quá trình nhất định muốn hết sức chuyên chú, cần phải khắc họa hai loại bất đồng linh trận đồ, hai loại linh trận đồ sẽ không ngừng yếu tại trong đầu luân phiên, thần niệm dẫn dắt cùng linh khí cũng đều cần phải khống chế phi thường hoàn mỹ, vậy luyện khí sư căn bản vô pháp làm được. Tại Cổ Huy cầm lấy hai cái trắng kiếm bắt đầu khắc họa linh trận đồ thời điểm, Diệp Thần Phong cũng cầm lên hai cái trắng kiếm, hắn nhìn một chút hai loại bản vẽ, hai loại linh trận đồ đều cũng có 30 đầu dây nhỏ tạo thành, bất quá, dây nhỏ tạo thành đồ án lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần Phong cũng không biết liền ngay cả Vương Hưng Hoài tại đồng thời khắc họa hai loại linh trận đồ thời điểm, cũng chỉ có thể đem hai loại linh trận đồ khắc họa đến hoàn thành hơn một nửa. Cho nên Diệp Thần Phong trong lòng một cách tự nhiên muốn đem hai loại linh trận đồ khắc họa xong xuôi được rồi. Hai loại bất đồng linh trận đồ đã ghi vào trong đầu, Diệp Thần Phong từ trong mi tâm tách ra hai luồng thần niệm, sau đó lại lợi dụng thần niệm dẫn dắt linh khí tại hai cái trắng trong kiếm bộ bắt đầu khắc họa linh trận đồ. Đang khắc họa sau khi bắt đầu, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, hai luồng thần niệm dẫn dắt hai bôi linh khí khắc họa, hơn nữa khắc họa quý tích xong hoàn toàn khác nhau, này đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó, quả thực cùng khắc họa một loại linh trận đồ không có khác gì. Tại Diệp Thần Phong trong lòng nghi ngờ đồng thời, Lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng, tiểu tử, không cần nghi ngờ, người tu luyện ba loại vô thượng công pháp, người trong nghi tâm có ba mảnh thức hải đây. Này ba mảnh thức hải đại biểu ba loại thần niệm, người khống chế này ba loại thần niệm thời điểm, hoàn toàn có thể làm được không ảnh hưởng lẫn nhau, coi như là muốn đồng thời khắc họa ba loại bất đồng linh trận đồ, người cũng có thể làm được. Tại Lão Hắc giải thích nghi hoặc sau đó Diệp Thần phong bài trừ tạp niệm, hắn bắt đầu chuyên tâm khắc họa hai loại bất đồng linh trận đồ, hai luồng thần niệm dẫn dắt linh khí tại hai cái trắng trong kiếm khắc họa ra từng cái từng cái dây nhỏ, này đối với hắn mà nói quả thực rất dễ dàng. Mà một bên khác, cổ huy đã sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi rồi, dù sao hắn trong mi tâm chỉ có một mảnh thức hải mà thôi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt tái nhợt cổ huy, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong miệng thở hổn hển, hắn đem hai cái trắng kiếm đưa cho vương hưng hoài, nói ra, vương tiền bối, mời ngài cho ta đánh giá một cái. Vương hưng hoài tại tiếp nhận cổ huy hai cái trắng kiếm sau, hắn cảm ứng một thoáng, nói ra, đúng vậy, hai cái trong kiếm linh trận đồ đều hoàn thành ba phần mười, xem ra ngươi đang khắc họa linh trận đồ thượng vẫn còn có chút thiên phú. Khi nghe đến Vương Hưng Hoài đánh giá sau, cổ huy đầy mặt tự tin nhìn hướng Diệp Thần Phong. Mà dưới đài một đám người tu luyện ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trải qua trừ đi tạp chất sự tình sau, không có ai lại xem thường Diệp Thần Phong rồi. Vương Hưng Hoài trong lòng tự nói, người vẫn có thể mang đến cho ta kinh hỉ sao. Nhưng tại Vương Hưng Hoài vừa dứt lời bên dưới, chỉ thấy Diệp Thần Phong cũng mở mắt ra, sau đó, hắn đem linh khí truyền vào hai cái trắng kiếm bên trong, đang bị truyền vào linh khí trong nháy mắt, hai cái trắng trên thân kiếm lập tức lóe lên ánh sáng đến, nhất cổ mơ hồ sức mạnh từ đó thẩm thấu mà ra. Nắm giữ hoàn chỉnh linh trận đồ vũ khí mới có thể được người tu luyện linh khí kích phát, nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay hai cái trắng trên thân kiếm tán phát sắc bén cảm giác, coi như là không phải luyện khí sư người bọn hắn cũng nhìn ra được cái này hai thanh trắng kiếm là thứ thiệt trung phẩm pháp khí. Nói cách khác Diệp Thần Phong đồng thời đem hai cái trong kiếm linh trận đồ khắc họa hoàn chỉnh. Phải biết tiền vương hưng hoài nhưng là chính mồm nói, liền ngay cả hắn đồng thời khắc họa, hắn chỉ có thể khắc họa suốt hơn phân nửa linh trận đồ đến, chỉ có trung châu những thất phẩm đó cùng bát phẩm luyện khí sư mới có thể thông qua cái này khảo nghiệm nhưng hôm nay trên võ đài cái mặt nạ này tiểu tử dĩ nhiên đem hai cái trắng trong kiếm bất đồng linh trận đồ đều khắc họa hoàn chỉnh. Này không khỏi cũng quá điên cuồng chứ. Chuyện này quả thật là kiểu như châu bò đến cực điểm. Diệp thần phong lúc này cho tất cả mọi người mang tới sung kích càng thêm cự đại rồi. Ở đây mỗi người, bao quát phương hưng hoài ở bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây người như phỗng rồi. chương 1980, để cho ta bình tĩnh một hội trong không khí an tĩnh có phần quỷ dị. Vương Hưng Hoài trên mặt biểu lộ động lại, hắn trong lỗ mũi hô hấp cũng ngừng lại rồi, sắc mặt của hắn nghẹn đến một trận đỏ chót, trong cổ họng hắn muốn muốn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời tiếng nói của hắn thật giống bị kẹt chặt bình thường. Ngược kịch liệt trên dưới phập phồng Vương Hưng Hoài, hắn là tại không cách nào bình thức bên trong cảm xúc rồi, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể tiên huyết toàn bộ sôi trào lên, bởi không có khống chế song tâm tình, bên trong thân thể của hắn linh khí cũng có chút tản ra rồi. Két, 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 âm, um, âm. Um. Vương Hưng Hoài dưới bàn chân gạch đá xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt, lập tức hắn dưới bàn chân trầm trọng gạch đá lại nhanh chóng nổ tung, hắn trực tiếp đứng ở hai cái hố nhỏ bên trong, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy nóng rực, thân thể của hắn không tự chủ run rẩy không ngừng, tuy rằng Diệp Thần Phong mang mặt nạ, nhưng hắn có thể khẳng định Diệp Thần Phong tuổi tác tuyệt đối không lớn. Nguyên bản Vương Hưng Hoài tổ chức lần này khảo nghiệm, thật là của hắn có thu đồ đệ tâm tư, dù sao lần này đi Trung Châu chứng thực thất phẩm luyện khí sư sau, hắn cơ hồ không hội lại trở lại Huyền Châu rồi, hắn hẳn lại yếu ở lại Trung Châu luyện khí các tổng bộ. Trung Châu rất nhiều đệ tử đều cực kỳ cao ngạo, cho nên hắn mới dự định thử vận may, xem có thể hay không tại Huyền Châu thu một tên hài lòng đệ tử, loại kia đúng nghĩa đệ tử, thực sự không được hắn mới dự định đến Trung Châu lại đi thu đồ đệ. Diệp Thần Phong tại trừ đi tạp chất thượng so với hắn làm hoàn mỹ, đang khắc hòa hai loại bất đồng linh trận đồ thượng, trực tiếp là đã vượt qua hắn, thỏa mãn đệ tử ứng cử viên là xuất hiện, nhưng hắn xuất hiện đang hoài nghi mình căn bản không có tư cách làm Diệp Thần Phong sư phụ. Tại Vương Hưng Hoài dưới bàn chân gạch đá nổ tung sau đó dưới đài đông đảo người tu luyện cũng dồn dập tỉnh táo lại, lúc này bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt có chứa tôn kính rồi bọn hắn hầu như có thể khẳng định như Diệp Thần Phong người như vậy, tương lai tại luyện khí thượng tuyệt đối là đại có việc nên làm. Bọn hắn không biết bây giờ Diệp Thần Phong đã là lục phẩm luyện khí sư rồi. Cái cuối cùng tỉnh hồn lại cổ huy, sắc mặt của hắn hoàn toàn giữ tận rồi. Cho dù hắn một còn muốn tưởng gắng giữ tỉnh táo, lúc này hắn cũng không cách nào nhịn được rồi. Hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát, ngươi rốt cuộc là ai? người căn bản không thể đem hai loại bất đồng linh trận đồ khắc họa hoàn chỉnh diệp thần phong tiện tay đem hai cái kiếm vứt xuống cổ huy trước mặt tại cổ huy cảm ứng xong diệp thần phong hai cái trắng trong kiếm linh trận đồ xác thực hoàn chỉnh sau đó cả người hắn tâm tình càng thêm không kiểm soát trên người hắn đằng đằng sát khí che kín sát ý ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người vương hưng hoài cảm nhận được cổ huy đối diệp thần phong sát khí sau hắn cau mày đối cổ huy quát lên làm gì lẽ nào ngươi muốn tại lão phu ta dưới mí mắt động thủ sao? Hắn thắng ngươi rồi, ngươi bây giờ là có thể rời khỏi. Cổ huy nghe được vương hưng hoài thanh âm sau, hắn mới tính táo một ít, vương hưng hoài là hắn không chọc nổi, là bọn hắn cổ ra không chọc nổi, còn nữa hôm nay là thiên huyền thịnh điển tổ chức trong lúc, nếu như Diệp Thần Phong là tham gia thiên huyền thịnh điển người, như vậy hắn cũng không thể đối Diệp Thần Phong động thủ. Sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng cổ huy, hắn đè lên bên trong thân thể bốc hơi lửa giận, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong. Nói ra, dấu đầu lòi đuôi có gì tài ba, người có loại liền bắt người mặt nạ trên mặt. Hiện tại cổ huy liền Diệp Thần Phong tướng mạo cũng không biết, hắn về sau cho dù muốn muốn trả thù cũng không biết nên tìm ai, hắn hoàn toàn là tại kích tướng Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong lại là tùy ý nhún nhún vai, lãnh đạm nói ta vì cái gì phải nghe ngươi. Ngươi để ta cầm xuống mặt nạ, ta liền muốn bắt được mặt nạ, ngươi chả thật sự coi chính mình tính dễ hành, lại nói ta có loại hay không mắc mớ gì tới ngươi. Hiện tại ngươi đều bị thua ta, ta thật không biết ra mặt của ngươi tại sao dày như vậy. Cho tới bây giờ vẫn còn có mặt ở lại chỗ này. Ngươi ra mặt dày ta thật sự là bội phục làm a hát. Rảnh rỗi ngươi có thể dạy dỗ ta đây ra mặt dày công pháp. Ha ha ha. Diệp thần phong lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên từng trận tiếng cười nhạo. Cổ huy sắc mặt một trận biến hóa, hắn thân là cổ gia đệ nhất thiên tài, hắn vẫn không có như vậy mất mặt qua đây. Từng tiếng cười nhạo truyền vào trong lỗ tai của hắn, hắn hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau đó hắn trực tiếp đi xuống lôi đài. Biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, tại cổ huy sau khi rời đi, Vương Hưng hoài đối với chung quanh người tu luyện, nói ra, được rồi, được rồi, mọi người đều tản đi đi. Thông qua thử thách người đã sinh ra, Vương Hưng Hoài nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói tiếp đi theo ta đi. Ta thành khen thưởng cho ngươi. Tại Vương Hưng Hoài sau khi nói xong, dưới đài người tu luyện nhất thời nghị luận ẩm ỉ lên, dưới cái nhìn của bọn họ sau này thiên huyền giới e sợ lại sẽ có một tên ghê gớm luyện khí sự yếu quật khởi. Bọn hắn từng cái là nói chuyện say xưa, dù sao chứng kiến hôm nay trận này thử thách, bọn hắn từng cái là kích động không thôi tin tưởng không tốn thời gian dài, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh thủy thành. Diệp thần phong đi theo vương hưng hoài hướng về một bên luyện khí các phân bộ đi đến, hắn nhưng không lo lắng vương hưng hoài hội hại hắn, dù sao hắn tùy thời tùy chỗ có thể trốn bên trong tiểu thế giới. Diệp thần phong một đường đi theo tiến vào luyện khí các phân bộ sau, tại vương hưng hoài dưới sự hướng dẫn, diệp thần phong đi vào lầu hai một gian phòng khách, lại đi vào phòng khách sau đó vương hưng hoài để diệp thần phong tùy tiện ngồi. Mà Vương Hưng Hoài không có lập tức thanh khen thưởng cho Diệp Thần Phong, mà là hắn tự tay rót một bình trà, rất nhanh hương trà vị chậm rãi ở trong phòng khách tràn ngập ra, hắn cho mình rót một chén, hắn cũng tương tự cho Diệp Thần Phong rót một chén. Vương Hưng Hoài ngồi ở bên trong phòng khách vị trí đầu não bên trên, cầm trong tay của hắn chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm nước trà sau đó nói ra tiểu huynh đệ, mang mặt nạ có mệt hay không? Bằng vào ta thực lực hôm nay, Ta có thể rõ ràng cảm ứng được ngươi chân chính bộ dáng, cho nên ở trước mặt ta ngươi không cần che che giấu giấu được rồi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cả kinh, xem ra hắn vẫn là không để ý đến Vương Hưng Hoài thực lực, lấy Vương Hưng Hoài Thiên Thần cảnh thực lực, e sợ một phương diện này có, căn bản không làm khó được Vương Hưng Hoài được rồi. Đã như vậy, Diệp Thần Phong cũng thoải mái ngồi xuống, hắn đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, hắn bưng chén trà lên uống một hớp. Nước trà làm mùi thơm ngát, có một tia tia ngọt ngào, hơn nữa trà này nước không đơn giản, trong đó trà ẩn chứa linh khí nồng nặc. Trà này làm hiển nhiên là linh trà, mà này pha trà nước làm hiển nhiên là linh thủy. Tại nhìn thấy Diệp Thần phong dáng dấp sau, hắn gật gật đầu, cười nói, tiểu huynh đệ, người yên tâm, lão phu ta đối với người tuyệt đối không có ác ý, đây là phần thưởng thuộc về ngươi. Vương Hưng Hoài đem một con chữ vật giới chỉ cho Diệp Thần Phong, bên trong phải là thả lần này thông qua khảo nghiệm phần thường đang nhìn đến diệp thần phong sau đó vương hưng hoài không khỏi đối diệp thần phong tuổi tác sinh ra hiếu kỳ bình thường đã đến niết bàn cảnh sau đó cốt linh cũng sẽ bị ẩn giấu đi rồi người bình thường là cảm giác không ra thế nhưng vương hưng hoài sinh ra được liền ủng có một đôi thiên nhãn hôm nay mắt mặc dù không có tác dụng rất lớn thế nhưng chỉ cần thiên nhãn mở ra là có thể thành bất luận người nào tuổi tác nhìn rõ rõ ràng ràng đây coi như là một loại phi thường vô bổ năng lực. Tại lòng hiếu kỳ su thế giới, vương hưng hoài trong cơ thể linh khí một vận chuyển, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, hắn len lén mở ra thiên nhãn. Nhưng mà, tại mở ra thiên nhãn, nhìn về phía diệp thần phong sau đó vương hưng hoài cặp mắt trong nháy mắt trợn lên giường như đèn lồng giống như to lớn. Phốc, một tiếng, một hớp nước trà trực tiếp từ vương hưng hoài miệng bên trong phun đi ra. Sát theo đó lại là ầm. Một tiếng, chén trà trong tay bị hắn cho bóp nát, bàn tay dính đầy nước trà, cả người hắn muốn điên rồi, Diệp Thần Phong cốt linh dĩ nhiên chỉ có 29. Đây cũng chính là nói Diệp Thần Phong chỉ có 29 tuổi. 29 tuổi liền có thể có được Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, chuyện này quả thật là thiên tài trong thiên tài rồi. Coi như là Trung Châu những thiên tài đó, có cái nào không phải đã đến năm 60 tuổi thậm chí là hơn trăm tuổi mới đến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Thần Phong luyện khí thiên phú quả thực yêu nghiệt tới cực điểm, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong trước đó là tiếp xúc qua luyện khí rồi, nói không chắc đã là một tên xuất sắc luyện khí sư rồi. 29 tuổi bực này tuổi, làm sao có thể sẽ có bực này thành tựu? Vương Hưng Hoài Điên cuồng nuốt nước miếng, hắn là hoàn toàn không bình tĩnh rồi, hôm nay được Diệp Thần Phong một lần lại một lần khiếp sợ hơn nữa mỗi lần khiếp sợ hệ số đều đang tăng trưởng, làm cho hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra tiểu huynh đệ, người để cho ta bình tĩnh một hồi, người để cho ta bình tĩnh một hồi, người khoan hãy đi. Vương Hưng Hoài không ngừng thuận khí, bây giờ ở trên người hắn cái nào còn có một chút thiên thần cảnh cường giả khí độ a -H. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 99